Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 154. Trung Tề Hiên cười khổ một tiếng nói, sai ở không biết trời cao đất rộng, sai ở lấy là đột phá thiên thần cảnh tầng 5 trời, liền vô địch. Ta cùng ngươi, rất kém xa. Đối mặt Diệp Thần, kiêu ngạo như Trung Tề Hiên vậy rốt cuộc tâm ý nguội lạnh. Hắn chỉ một chiêu, liền bị Diệp Thần đánh bại, làm sao có thể không mất hết ý chí. Nếu như nói đối mặt những người khác, bất luận đối phương biết bao xuất sắc, cũng chỉ sẽ kích thích Trung Tề Hiên hiếu thắng tim, vượt qua đối phương thôi. Có thể, đối mặt thần đâu? Có người sẽ muốn vượt qua thần sao? Diệp Thần, cho Trung Tề Hiên cảm giác, chính là thần. Vậy không chỉ là nguồn thực lực lên mạnh mẽ. Có thể nói, võ đạo, ý cảnh, thực lực, tâm tính các phương diện, Trung Tề Hiên biết, mình đều bị Diệp Thần hoàn toàn nghiền ép. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là lắc đầu nói, ngươi sai đang dùng phụ nữ của ta uy hiếp ta, sai đang để cho người ta bị thương. Sai đang chọn sai rồi thời gian, hôm nay ta lửa giận cháy. Trung Tề Hiên nghe vậy ngẩn ngơ, trên mặt vẻ cười khổ, hơn nữa đậm đà một phần. Không chỉ là võ, liền làm người hắn cũng tự thẹn không bằng. Trung Tề Hiên cúi đầu nói, ta phải chết sao? Trước khi chết, có thể giúp ta mang một chăn chối hồi Bách Phá Môn sao? Gì ngôn gì, Diệp Thần trong mắt, chớp động một tí. Trung Tề Hiên ngẩng đầu lên, ngước nhìn bầu trời một lát sau, mặt đầy tịch mịch mở miệng nói cho ta sư môn, không nên nghĩ là ta trả thù, vậy vĩnh viễn không nên chọc đến Diệp Thần. Cái này nghe, mặc dù giống như là để cho Diệp Thần khiêu khích mình sư môn, nhưng lại là Trung Tề Hiên lúc này lời nói xuất phát từ đáy lòng. Diệp Thần con ngươi lạnh lẽo, một kiếm sử dụng, trường kiếm hóa là một đạo lưu quang. Xuyên thấu Trung Tề Hiên thân thể, lại hung hăng đem hắn đóng vào vách núi bên trên. Máu tươi ngâm nhiễm, Trung Tề Hiên biết bao chật vật. Sau lưng hắn núi to lại là lan tràn ra vô số kẽ hở. Xúc mục kinh tâm. Nhưng mà, Trung Tề Hiên không có chết. Diệp Thần lại không hạ tử thủ. Bởi vì ở thời điểm mấu chốt nhất, Bất Diệt Long Đế lên tiếng. Thằng nhóc, Diệt Thế Tai Ương buông xuống, mạng hắn, còn hữu dụng. Hắn thực lực không tệ, hơn nữa sau lưng tông môn, ngươi không bảo vệ được thần cực tông và thứ bảy thần quốc cả đời, nếu như luyện hóa hắn thần hồn, làm đầy tớ, càng hữu dụng. Diệp Thần con ngươi híp lại, đi tới trọng thương Trung Tề Hiên trước mặt. Giờ phút này Trung Tề Hiên thoi thóp, chảy máu trong mắt nhìn Diệp Thần. Hắn thấy được Diệp Thần đưa tay ra, tự nhiên biết mình phải đối mặt cái gì. Một giây kế tiếp, hắn sử dụng một đạo linh hồn phù ấn, nhàn nhạt nói, Diệp Thần, người thắng làm vua, ta nguyện vì ngươi nô lệ. Trung Tề Hiên đã bị Diệp Thần thực lực chinh phục, ở hắn xem ra, phụ thuộc Diệp Thần, hoặc giả là lựa chọn tốt hơn. Huống chi, hiện tại hắn căn bản không có lựa chọn. Diệp Thần ngược lại là thoáng bất ngờ, Trung Tề Hiên thiên phú vũ đạo, để cho hắn cũng hơi cảm thấy kinh ngạc, lưu lại hắn đối kháng kích thiên ma xâm lược, tuyệt đối có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Bất quá, mấu chốt nhất là, Trung Tề Hiên mặc dù để cho Kim Thiên Ngạc, Dương Xích Nguyên bị thương, nhưng cũng không có hạ cái gì không thể khôi phục nặng tay, cũng không thật có đối với hắn người phụ nữ sinh ra ý tưởng không nên có. Dĩ nhiên, và Trung Tề Hiên như vậy bại liền sau đó có thể thản nhiên tiếp nhận, mà không phải là một lòng trả thù tính cách có liên quan. Giải quyết Trung Tề Hiên sau đó, Diệp Thần lưu lại mấy câu nói liền trực tiếp rời đi. Chúng nữ và thần cực tông mọi người mặc dù hy vọng Diệp Thần có thể ở lâu một ít thời gian, nhưng các nàng vậy từ Diệp Thần trong ánh mắt nhìn ra một cỗ tức giận và ngưng trọng. Các nàng biết, Diệp Thần rời đi đoạn thời gian này, tuyệt đối phát sinh đại sự. Một ngày sau, Diệp Thần đi tới đã từng tới chỗ kia Thiên Cơ Các. Lần trước, hắn đã từng ở Thiên Cơ Các bất ngờ thấy qua Thiên Cơ Đạo Nhân. Mặc dù, Chí Tôn Long Hoàng nói cho hắn, Thiên Cơ Đạo Nhân dưới mắt ở tại Lục Hào Sơn. Nhưng Diệp Thần vẫn là muốn tới Thiên Cơ Các thử vận khí một chút. Dẫu sao, Lục Hào Sơn ở Thiên Đạo Cung vùng lân cận, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không tùy tiện đi. Thiên Cơ Các ngoài cửa, giữ cửa đệ tử, nhưng là nhận được hắn, trực tiếp chắp tay nói, Diệp tiên sinh, vẫn khỏe chứ, đại giá đến chơi tệ các, không biết vì chuyện gì. Diệp Thần vội vàng nói, tại hạ lần này tới, muốn cầu gặp Thiên Cơ Các chủ,
xin phiền được cái thuận lợi. Đệ tử giữ cửa lắc đầu một cái, Diệp đại nhân, chân thực xin lỗi, các chủ hắn không ở bên trong. Diệp thần trong lòng trầm xuống, hỏi, vậy hắn đi nơi nào? Giữ núi đệ tử nói, các chủ đại nhân dạo chơi bốn phương, đã có hồi lâu không có phát hiện thân, nghe nói hắn gần đây, xuất hiện ở Lục Hào Sơn, ngươi nếu như có chuyện, có thể đi Lục Hào Sơn tìm hắn. Lục Hào Sơn. Nghe vậy, Diệp thần trong lòng chấn động một cái. Xem ra Chí Tôn Long Hoàng nói không sai, Thiên Cơ đạo nhân đúng là ở tại Lục Hào Sơn bên trong. Nhưng vấn đề là, Lục Hào Sơn khoảng cách Thiên Đạo Cung quá gần, nếu như đi, rất có thể sẽ bị Hiên Viên Mặc Tà phát hiện. Bỏ mặc, vì Tiểu Hoàng, ta nhất định phải đi Lục Hào Sơn một chuyến. Diệp thần nắm quyền một cái, không do dự quá nhiều, lập tức rời đi Thiên Cơ Các, chạy thẳng tới Lục Hào Sơn. Bây giờ Diệp thần bước vào hỗn độn cảnh, có vượt cấp thiên thần năng lực, tự nhiên cũng có thể biến dạng hư không đi rất nhiều địa phương. Ngay tại Diệp thần ngựa không ngừng vó câu chạy tới Lục Hào Sơn lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, nhướng mày một cái. Ngay vừa mới rồi luân hồi mộ địa bên trong, Bất Diệt Long Đế bóng người lại mờ đi. Dù là Huyền Cơ Nguyệt đánh một trận, hao phí Bất Diệt Long Đế rất nhiều thực lực, nhưng cũng không thể có thể tiêu tán nhanh như vậy à. Thằng nhóc, ta thân phận thật sự không nhịn được bao lâu. Bất Diệt Long Đế thanh âm truyền ra, tràn đầy sâu đậm lo âu. Tiền bối, kết quả đã xảy ra chuyện gì? Diệp thần kinh nghi bất định, hỏi. Ta thân phận thật sự hơi thở, càng ngày càng yếu ớt, nếu như không đi nữa cứu vãn, sợ rằng sắp bị diệt tới nơi. Bất Diệt Long Đế thanh âm ngưng trọng, hắn cảm nhận được mình thân phận thật sự hơi thở, đã đặc biệt yếu ớt, khẳng định thừa nhận to lớn hành hạ, tùy thời đều có bị tiêu diệt nguy hiểm. Một khi thân phận thật sự tiêu diệt, hắn chỉ còn lại hiện tại cái này một món tàn hồn. Sau này muốn nghịch thiên sống lại, cơ hồ không thể nào. Xem ra Hiên Viên Mặc Tà động sát thủ. Diệp thần cắn răng, trong lòng tính toán một hồi, ánh mắt bỗng ác liệt, sải bước hướng Thiên Đạo Cung chạy đi. Thằng nhóc, người muốn làm cái gì? Bất Diệt Long Đế cả kinh nói. Tiền bối, ta phải đi Thiên Đạo Cung, khoác cứu người thân phận thật sự. Diệp thần rất rõ ràng, lấy mình thực lực trước mắt, nếu như bước vào Thiên Đạo Cung. Nhất định nguy cơ trùng trùng, nhưng Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự bỏ mạng ở tức, hắn tuyệt không thể ngồi coi bỏ mặc. Coi như phía trước là núi đao luyện ngục, hắn cũng phải đi xông vào một lần. Thiên Đạo Cung, chỗ sâu. Hiên Viên Mặc Tà đứng ngồi không yên, hắn cảm nhận được liền to lớn nguy cơ. Cái này nguy cơ cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí diễn hóa thành từng luồng tai khí, ở đỉnh đầu hắn trên quanh quẩn không tiêu tan. Đây là điềm đại hung. Không được, không thể kéo dài được nữa. Hiên Viên Mặc Tà thần sắc âm trầm, lớn nguy buông xuống, hắn phải nghĩ biện pháp đối phó, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Thần bí thanh niên tồn tại, để cho hắn ăn ngủ không yên, huyết long ra đời, viêm thiên long thần và thiên lang biến mất, tựa hồ cũng và người thanh niên kia có quan hệ. Nếu như không diệt trừ đối phương, tuyệt đối nguy hiểm. Lập tức Hiên Viên Mặc Tà sải bước đi ra. Đi thẳng tới Thiên Đạo Cung chỗ sâu nhất nhà tù. Chỗ tòa này nhà tù, tràn ngập đặc biệt đè nén hơi thở, tối mở một phiến. Nơi đây, đang nhốt trước Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự. Mở tối nhà tù bên trong, Bất Diệt Long Đế cả người bị xiềng xích trói, hơi thở đặc biệt yếu ớt. Ở hắn trên đỉnh đầu, lơ lửng một viên nạm long văn hạt châu, chính là Diệt Long Châu. Diệt Long Châu không ngừng tản mát ra kịch liệt hơi thở. Hung hăng hành hạ Bất Diệt Long Đế. Ở Diệt Long Châu bị hành hạ, Bất Diệt Long Đế đau đến không muốn sống, nhưng trong mắt, vẫn mang thần sắc kiên định. Hiên Viên Mặc Tà, cút! Bất Diệt Long Đế thấy Hiên Viên Mặc Tà tới, nhất thời lạnh giọng quát lên. Bất Diệt Long Đế, thời gian dài như vậy, người cân nhắc được như thế nào? Hiên Viên Mặc Tà hờ hững nhìn hắn. Muốn ta cùng ngươi hợp tác, nằm mơ. Bất Diệt Long Đế lạnh như băng tiếng hóa là long uy chấn đãng nhà tù. Bất Diệt Long Đế, tội gì vùng vẫy? Hiên Viên Mực hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, chỉ cần ngươi chịu theo ta hợp tác, thay ta cống hiến, ta có thể lập tức thả ngươi. Hắn giọng, khá là thành khẩn. Dẫu sao, hắn đặc biệt coi trọng Bất Diệt Long Đế năng lực. Chỉ cần Bất Diệt Long Đế chịu cúi đầu, thay hắn cống hiến,
hắn có thể không so đo trước kia ân oán. Nằm mơ, ta cho dù chết, vậy sẽ không giúp ngươi. Bất Diệt Long Đế vành mắt hết sức nứt ra, trong mắt tràn đầy bất khuất. Hồ đồ ngu xuẩn. Thấy vậy, Hiên Viên Mạc Tà nhất thời giận dữ, lửa giận cấp thần, không nghĩ tới Bất Diệt Long Đế quật cường như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngón tay nặn quyết, không ngừng thúc dục Diệt Long Châu. Rào. Diệt Long Châu toát ra chói mắt thành tựu xuất sắc, thả ra kịch liệt hơn ánh sáng. Bất Diệt Long Đế quả đấm nắm chặt, chỉ cảm thấy kinh mạch thốn liệt, cơ hồ muốn đau ngất đi, trong miệng mắng to, Hiên Viên Mạc Tà, có gan ngươi hãy giết ta, chỉ cần ta một ngày không chết, cuối cùng có một ngày, ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tức giận tiếng chửi rủa ở nhà tù bên trong quanh quẩn. Nhìn Bất Diệt Long Đế thống khổ hình dáng, Hiên Viên Mạc Tà lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng rất là sảng khoái. Xem ra chỉ có thể lựa chọn một cái khác phương án, không biết nếu như ta dùng ngươi thân phận thật sự làm mồi dụ, hiệu quả sẽ như thế nào, là không phải có thể đem thần bí kia thanh niên dẫn dụ đi ra, sau đó sẽ xóa bỏ hắn. Hiên Viên Mạc Tà tiến tới Bất Diệt Long Đế bên tai, thấp giọng cười nói. Hắn rất rõ ràng, Bất Diệt Long Đế và thần bí thanh niên có lớn vô cùng nhân quả liên lạc. Nếu như dùng Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự làm mồi dụ, tuyệt đối có thể để cho đối phương đi ra. Mặc dù làm như vậy, có rất lớn nguy hiểm. Vạn nhất Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự được cứu đi, Hiên Viên Mạc Tà tuyệt đối tổn thất thảm trọng. Nhưng nếu như kế hoạch thành công, dẫn dụ đối phương đi ra, một lần hành động chém chết hắn, hắn có thể giải quyết hết một cái nghiêm trọng tai họa ngầm, từ đây vô tư không lo. Hèn hạ! Bất Diệt Long Đế trợn to hai mắt, nhất thời tức giận. Nếu như Hiên Viên Mạc Tà một mực cầm hắn tống giam tại hầm giam bên trong, thanh niên kia vì an toàn khởi kiến, chưa chắc dám đến cứu giúp. Nhưng nếu như Hiên Viên Mạc Tà cầm hắn làm mồi dụ, thanh niên kia 10 có 8 9 bị trúng kế. Coi như biết rõ là vòng bộ, nhưng vì cứu hắn, vậy sẽ mạo hiểm cứu giúp. Người đâu? Hiên Viên Mạc Tà vung tay lên, thì có hai trưởng lão từ nhà tù bên ngoài đi vào. Gặp qua cung chủ đại nhân. Cái này hai trưởng lão chắp tay cúi đầu, cung cung kính kính hướng Hiên Viên Mạc Tà hỏi thăm sức khỏe. Bọn họ đều là phụ trách trông chừng nhà tù trưởng lão, hàng năm cùng tội phạt cực hình giao tiếp, trên người có một cổ khí sát phạt, đều là thiên thần cảnh cường giả. La Đằng, Đỗ Trọng, các ngươi mang hắn đi tù Long Phong. Hiên Viên Mạc Tà chỉ Bất Diệt Long Đế, trong mắt sát khí lóe lên. Tù Long Phong. La Đằng và Đỗ Trọng hơi biến sắc mặt. Chỗ này, không có ở đây Thiên Đạo Cung, mà ở Cửu Thiên Thần Long Điện. Ở tù Long Phong dưới đất, niêm phong trước một đầu vực ngoại ma thú, là thượng cổ thập hung một trong, đặc biệt chi hung hãn. La Đằng hỏi, cung chủ đại nhân, mang cái này phạm nhân đi tù Long Phong, không biết có gì phân phó. Hiên Viên Mạc Tà đi tới bên cạnh hai người, dỉ tai mấy câu. La Đằng và Đỗ Trọng nghe xong, gương mặt đều lộ ra khiếp sợ thần sắc, cung chủ đại nhân, phương pháp này hung hiểm trùng trùng, chỉ sợ sẽ có phát sinh ngoài ý muốn. Hiên Viên Mạc Tà nói, các ngươi không cần phải để ý đến, chiếu ta phân phó làm là được. Ừ, hai người cung kính lĩnh mệnh, lúc này áp giải Bất Diệt Long Đế, đi ra nhà tù. Hiên Viên Mạc Tà, người rốt cuộc có âm mưu quỷ kế gì? Bất Diệt Long Đế giận kêu, cũng không biết Hiên Viên Mạc Tà đang tính toán chút gì, nhưng vậy có thể đoán được, và dẫn dụ Diệp Thần xuất hiện vòng bộ có liên quan. Cửu Thiên Thần Long Điện, phía bắc địa mạch. Một tòa nguy nga đỉnh núi thật cao sừng sững, thẳng tắp dốc, cắm thẳng vào thiên vân, trên núi không có một chút hoa cỏ cây cối, chỉ có từng cục gầy trơ xương đá, lộ vẻ được vắng lặng vô cùng, không có nửa điểm sức sống tiếng thở. Nơi đây, chính là tù Long Phong. Ở tù Long Phong dưới lòng đất, trấn áp một đầu vực ngoại ma thú. Vậy vực ngoại ma thú, kêu Thanh Thị Trúc Long, là thượng cổ thập hung một trong. Thượng cổ đại chiến kết thúc sau đó. Thập đại hung thú, có 7 đầu bị trấn áp tại thần đế nơi chôn cất, còn có 3 đầu thoát đi mất tích, rất ít người biết tung tích. Vậy 3 đầu thoát đi mất tích hung thú, một đầu kêu Hắc Sát Ma Hạt, thành Mạc Huyết Minh phân thân, sau đó bị Diệp Thần chém chết. Một đầu kêu Ba Mắt Thiên Lang, bí mật đầu phục Hiên Viên Mạc Tà. Còn có cuối cùng một đầu, chính là Thanh Thị Trúc Long, chạy trốn sau bị thần quốc cường giả bắt,
cuối cùng trấn áp tại Tù Long Phong dưới đất. Hưu, một hồi tiếng xé gió vang lên. Chỉ gặp ba đạo thân ảnh, bay vút tới. Chính là Thiên Đạo Cung hai cái hình phạt trưởng lão, La Đằng và Đỗ Trọng, còn có bị bọn họ áp giải Bất Diệt Long Đế. Bất Diệt Long Đế trên thân thể, bó đầy xiềng xích, Diệt Long Châu trôi lơ lửng ở hắn sau ót, không ngừng thả ra kịch liệt hành hạ hơi thở. Ở Diệt Long Châu bị hành hạ, Bất Diệt Long Đế đầu rũ thấp, hơi thở lại nữa. Tù Long Pho mang đến. La Đằng và Đỗ Trọng nhìn nhau, sắc mặt đều mang vẻ ngưng trọng. Dựa theo cung chủ phân phó của đại nhân, chúng ta muốn vận dụng thiên hình đài, thả ra cái này phạm nhân hơi thở, lấy này làm mồi, dẫn dụ thằng nhóc kia vào vòng bộ. Nhưng vạn nhất, thằng nhóc kia vận khí tốt, thật cứu đi cái này phạm nhân, vậy cũng làm thế nào? La Đằng ánh mắt tràn đầy lo âu. Không cần lo lắng, dù sao cung chủ đại nhân nói, dựa theo hắn phân phó làm việc liền tốt, liền coi là xảy ra ngoài ý muốn, cũng cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Đỗ Trọng nhẹ nói. La Đằng ha ha cười một tiếng, nói chỉ sợ hắn tức giận dưới, cầm chúng ta khai đao. Nghe vậy, Đỗ Trọng run một cái. Không sai, lấy Hiên Viên Mặc Tà tính cách, nếu như sự việc thật làm hư hại, khẳng định sẽ không dễ dàng tha bọn họ. Hẳn sẽ không xảy ra chuyện, dẫu sao nơi này là Tù Long Phong, có thượng cổ đại trận bảo vệ, coi như là Thanh Thị Trúc Long, đều phải bị trấn áp, đừng nói thằng nhóc kia. Đỗ Trọng nói, như vậy tốt nhất. La Đằng trong lòng vẫn tràn đầy lo lắng âm thầm. Tốt lắm, chớ nói, làm tránh sự muốn chặt. Ừ, lập tức hai người ép Bất Diệt Long Đế, đi tới Tù Long Phong sơn chân, từng bước một hướng đỉnh núi leo đi. Cái này Tù Long Phong hơi thở, đặc biệt chi quỷ dị, trên núi có rất nhiều ma khí chảy loạn, nếu như phi hành hạ xuống nói, rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, chỉ có đi bộ leo núi, mới là cách làm ổn thỏa nhất. Thật may Tù Long Phong phía trên, cũng không có gì sinh linh yêu thú, leo núi không có nguy hiểm quá lớn. La Đằng và Đỗ Trọng hai người, hao phí hơn nửa ngày thời gian, rốt cuộc mang Bất Diệt Long Đế, đi tới đỉnh núi. Tù Long Phong thật sự là quá cao, đỉnh núi trực tiếp lọt vào đám mây, người đứng ở trên đỉnh núi, căn bản không thấy được chân núi cảnh tượng, chỉ thấy mây mù lượn quanh, như mộng như ảo. Hô hô hô, kịch liệt cương phong, như phi đao lợi kiếm, ở trên đỉnh núi lẩn quẩn, cắt kim loại ra người, đặc biệt khó chịu. Còn có từng tia quỷ dị ma khí, chấn áp người tinh thần, để cho người không thở nổi. Cũng may là Đằng và Đỗ Trọng hai người đều là Thiên Đạo Cung hình phạt trưởng lão, có tương đương không tầm thường thực lực, tự nhiên có thể chịu đựng. Trên đỉnh núi dễ thấy nhất, chính là một tòa hình đài. Cái này hình đài, không biết dùng cái gì bí mỏ đúc thành, toàn thân hắc ám, phía trên khắc từng đạo đỏ nhạt phù văn, tí ti lũ lũ kịch liệt sát phạt ma khí, không ngừng tràn ngập ra, để cho người sợ hãi. Mà ở hình trên đài, chính là một cái to lớn bị tra tấn giá gỗ, bốn phía tán lạc đầy đất xiềng xích. Trên ống khóa động lại mãi mãi vết máu, trong không khí lại còn lưu lại ti ti lũ lũ mùi máu tanh. Cái này hình đài, chính là trong truyền thuyết thiên hình đài. Thời đại thượng cổ, Thanh Thị Trúc Long bị tra tấn địa phương. Thượng cổ đại chiến kết thúc sau đó, Thanh Thị Trúc Long bại trốn, sau đó bị rất nhiều cường giả liên thủ, đem chi bắt. Thượng cổ các cường giả, vốn là muốn trực tiếp trấn áp Thanh Thị Trúc Long, nhưng Thanh Thị Trúc Long khí lực khí huyết. Chân thực cường hãn, căn bản không có thể tùy tiện trấn áp. Vì trấn áp thành công, rất nhiều cường giả chế tạo thiên hình đài, lợi dụng vô tận cực hình, cắt giảm Thanh Thị Trúc Long khí huyết, áp chế nó hơi thở. Rốt cuộc, ở vô cùng vô tận bị hành hạ, Thanh Thị Trúc Long hơi thở suy yếu xuống, cuối cùng bị trấn áp tại Tù Long Phong lòng đất. Vô tận năm tháng trôi qua, cái này thiên hình đài phía trên, lại còn lưu lại có mùi máu tanh. Trải qua mãi mãi năm tháng, Thanh Thị Trúc Long bị tra tấn chảy máu, mùi lại còn không có hoàn toàn tản đi. Nó khí huyết, rốt cuộc mạnh mẽ đến cái gì bước? Nó oán niệm, lại có bao nhiêu ngút trời? La Đằng và Đỗ Trọng sắc mặt ngưng trọng, liền không dám thở mạnh, rất sợ kinh động dưới lòng đất chân áp Thanh Thị Trúc Long. Ở trên cao cổ thập đại hung thú bên trong, Thanh Thị Trúc Long đủ để bước lên trước ba, thực lực đặc biệt khủng bố. Coi như đi qua vô tận 5 tháng trấn áp, vậy cất giữ cường đại lực lượng, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại. Hai người dè đặt,
áp giải bất diệt long đế, leo lên thiên hình đài. Rào, rào, rào. Tiếp theo, hai người cầm lên tán rơi xuống đất từng cái xiềng xích, cầm bất diệt long đế bó cột vào bị tra tấn trên kệ gỗ mặt. Suy suy suy. Những cái kia xiềng xích, lại giống như là vật còn sống rắn độc, một chói thượng nhân thân, liền lộ ra ác liệt gai nhọn, như bụi gai vậy đâm vào bất diệt long đế da thịt. Trên ống khóa quỷ dị phù văn, vậy hoàn toàn bộc phát ra sáng chói ma quang, từng cơn hung lệ hơi thở tràn ngập ra. À, đang ngủ mê man bất diệt long đế, chỉ cảm thấy day dứt đau nhói, mãnh liệt tỉnh lại đứng lên. Hắn mở ra máu đỏ ánh mắt, vẫn nhìn bốn phía, nhất thời lộ ra tức giận vẻ. Thiên hình đài, các ngươi lại có thể cầm ta đưa tới thiên hình đài. Bất diệt long đế hung hăng trợn mắt nhìn La Đằng và Đỗ Trọng, lửa giận cháy. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi nếu như bỏ mình hóa thành ác quỷ, vậy dù sao cũng không nên tìm chúng ta phiền toái. La Đằng cả người run lên, nhưng cũng không dám nhìn thẳng bất diệt long đế ánh mắt. Hiên viên mặc tà, ngươi ngược lại là thật là ác độc thủ đoạn à. Như ta không chết, tất kêu ngươi thần hồn câu diệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bất diệt long đế nhìn bầu trời. Long tiếng truyền khắp chín tầng trời. Thiên hình đài hung danh, hắn tự nhiên nghe nói qua. Nơi này, nhưng mà thượng cổ thanh thị trúc long bị tra tấn địa phương. Năm đó, hắn vậy chính mắt phây xem qua, thanh thị trúc long bị tra tấn thời điểm, vậy bi thảm kêu rên hình dáng. Không nghĩ tới ngày hôm nay, chính hắn cũng bị hiên viên mặc tà đưa tới thiên hình đài. Không khí chung quanh bên trong lưu lại một chút thượng cổ mùi máu tanh. Tỉnh lại bất diệt long đế mãi mãi trí nhớ, hắn thân thể không ngừng run rẩy. Ầm, ầm, ầm. Từng trận thiên địa vang lớn, bỗng nhiên bùng nổ. Bất diệt long đế trên thân thể, nổ lên cuồn cuộn huyết quang. Hắn tuổi thọ, hắn khí huyết, hắn linh lực, cũng đang không ngừng khơi thông đi ra. Vậy từng cái thiên hình xiềng xích, bụi gai gai nhọn không ngừng thấu nhập hắn ra thịt, đem hắn toàn thân tinh nguyên, điên cuồng rút ra. Yếu ớt, vô cùng yếu ớt. Bất diệt long đế cặp mắt choáng váng, cơ hồ muốn ngất đi. Cái này thiên hình đài, đây là chèn ép sinh linh khí huyết, phai mở linh lực địa phương. Năm đó thanh thị trúc long, bị thiên hình khóa hành hạ, khí huyết không ngừng bị chèn ép, linh lực không ngừng suy kiệt, đã từng vô cùng mạnh mẽ, liền thần đế đô muốn sợ hãi khí lực, vậy rốt cuộc suy yếu đi xuống, cuối cùng gặp thảm trấn áp. Hiện tại, bất diệt long đế vậy được thiên hình khóa hành hạ. Hắn khí huyết, không ngừng bị quất ra. Ùm ùm. Trên chín tầng trời, vạn long gầm thét, vô số sấm chấn động. Mặt đất giang sơn, lại bay lên bay sương bi tuyết. Từng đạo động trời long ngâm, hòa lẫn cuồn cuộn sấm, không ngừng ở trên bầu trời gào thét, xa xa truyền ra. Thần quốc biên giới, vô số thế lực, đều thấy được thiên địa này long ngâm, bi tuyết lay động thở mạnh voi. Đây là bất diệt long đế, sắp chết dẫn động thiên địa dị tượng. Thiên địa đều ở đây rên rỉ, giang sơn đều ở đây khóc chảy máu mắt, to lớn như vậy bi voi, không phải như thế dễ dàng đưa tới. Nếu như ở bên ngoài chết, bất diệt long đế cũng không khả năng dung chuyển thiên địa. Nhưng cái này bên trong thiên hình đài, mỗi một cái thiên hình xiềng xích, cũng mang theo trời phạt lôi phạt đại pháp thì. Bất diệt long đế khí huyết, không ngừng bị quất lấy. Có rơi xuống dấu hiệu. Hắn bi thảm cục diện, ở trên trời hình lớn phép tắc ra trì hạ, nhất thời hỗn loạn liền thiên địa, đưa tới không cách nào tưởng tượng to lớn chấn động. Cơ hồ là toàn bộ thần quốc, cũng cảm giác được long minh tuyết phiêu dị tượng. Từng cái thế lực, không ngừng suy đoán, muốn theo dõi cái này dị tượng sau lưng, rốt cuộc cất giấu như thế nào thiên cơ. Tốt lắm, xong hết rồi. La Đằng lật đật đi tới bất diệt long đế bên người. Ngón tay nặn quyết, đánh ra đạo đạo pháp quyết, rơi vào bất diệt long đế trên mình. Nhất thời, bất diệt long đế trên người xiềng xích, bụi gai gai nhọn toàn bộ thu liễm đi xuống. Hắn khí huyết, vẫy ngưng trôi qua, không có lại rơi xuống nguy hiểm. Chín tầng trời long ngâm, mặt đất tuyết bay thiên địa dị tượng, vậy ngay tức thì biến mất. Mà bất diệt long đế, nhưng là hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lớn như vậy dị tượng, thằng nhóc kia. Hẳn cũng nhìn thấy. La Đằng thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn Đỗ Trọng.
Đỗ Trọng gật đầu một cái, nói, hy vọng thằng nhóc kia thật sẽ xuất hiện, nếu không chúng ta làm việc uổng công, chỉ sợ hắn biết là vòng bộ, không dám tới. La Đằng nói, ha ha, yên tâm đi, thằng nhóc kia nhất định sẽ đến. La Đằng rất có lòng tin, đây là Hiên Viên Mặc Tà thiết kế thủ đoạn, có thể nói cao minh vô cùng, người thanh niên kia nhất định sẽ rơi vào trong đó. Cái gì là cao siêu vòng bộ? Chính là kẻ địch biết rõ là vòng bộ, cũng không khỏi không chui vào bên trong. So với phức tạp âm mưu quỷ kế, có lúc, đơn giản dương mưu, càng có thể đủ giết người. Hiên Viên Mặc Tà rất rõ ràng, Diệp Thần không thể nào trơ mắt nhìn Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự chết, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Bất quá, vì cẩn thận để gặp, chúng ta vẫn là làm tiếp một tay chuẩn bị. Cùng trong chốc lát, Thiên Đạo Cung. Bầu không khí phá lệ ngưng trọng. Trên đài cao, Hiên Viên Mặc Tà hai tay chắp sau lưng, vô số thần lực vờn quanh. Hơi thở cao hơn một tầng. Mà hắn cách đó không xa, nhưng là đứng một cái vô cùng to lớn người đàn ông. Người đàn ông quanh thân oai rồng tràn ngập, bắp thịt bàn nằm, tựa như đại biểu vô tận cự lực. Người đàn ông ánh mắt kiên nghị, lộ ra từng cơn uy áp, nhưng ở Hiên Viên Mặc Tà trước mặt, uy áp bên trong mang vẻ tôn kính. Hắn rất rõ ràng, người đàn ông này thực lực sâu không lường được. Cung chủ, lần này ngài tìm Long Viêm tới, vì chuyện gì? Người đàn ông này, bất ngờ kêu Long Viêm. Ở Long Viêm nhận biết bên trong, hắn rất ít thấy Hiên Viên Mặc Tà. Như nếu không phải Viêm Thiên Long Thần, hắn thậm chí không thể nào ở Thiên Đạo Cung làm việc. Hắn một mực chuyên chú tu luyện, đối với hắn mà nói, võ đạo so với cái gì đều trọng yếu. Hiên Viên Mặc Tà bước ra một bước, ngay tức thì chính là đi tới Long Viêm bên người. Hắn hai tay thua sau đó, vây quanh Long Viêm vòng vo mấy vòng, khá là hài lòng gật đầu, Long Viêm, người ở hình phạt trưởng lão nơi đó học được không ít thứ. Không sai. Ta Hiên Viên Mặc Tà, chỉ thưởng thức thiên tài, mà ngươi, chính là chính cống thiên tài. Long Viêm không tốt lời nói, hắn con người đông lại một cái, nói thẳng, cung chủ, lần này ngài tới tìm ta, chỉ sợ không phải vì tán dương. Như có chuyện cần Long Viêm đi làm, Long Viêm tại chỗ không chối từ. Hiên Viên Mặc Tà sang sảng cười mấy tiếng, vỗ vỗ Long Viêm sau lưng, nói thẳng, không sai, lần này, quả thật có sự kiện cần phải làm phiền ngươi. Cung chủ mời nói, những năm này, ta một mực lợi dụng Thiên Đạo Cung tài nguyên tu luyện, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực là cung chủ phân ưu. Long Viêm nói năng có khí phách nói. Hiên Viên Mặc Tà ngồi về vị trí, tiện tay ném ra một phần ngọc giản, Long Viêm, người hẳn nghe nói Viêm Thiên Long Thần mất tích chuyện. Những ngày qua, ta cũng nhận được một ít tin tức, Viêm Thiên Long Thần biến mất sợ rằng và một cái bị thiên cơ che đậy thanh niên có liên quan. Mà ta muốn ngươi làm, chính là giết người thanh niên kia. Long Viêm sát ý hội tụ, đừng nói là giết một người thanh niên, coi như là giết 10, thậm chí còn ngàn, đối với Long Viêm mà nói vậy không coi vào đâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Long Viêm liền mở ra trên ngọc giản nội dung, hơi quét nhìn. Hắn con ngươi lại xuất hiện một chút kinh hãi và kinh ngạc. Hắn không hiểu ngẩng đầu lên, ngưng trọng nói, cung chủ, đối phó như vậy một con kiến hôi, vì sao còn cần mượn cái này loại hạng thấp kém thủ đoạn? Hiên Viên Mặc Tà ngón tay đụng vào ngọc tay vịt, lạnh lùng nói, người này không chỉ bị thiên cơ che đậy, thủ đoạn lại là thông trời, tuyệt đối không thể khinh thị. Nếu như không giải quyết được người này, người liền vĩnh viễn không muốn về lại Thiên Đạo Cung. Long Viêm trong lòng trầm xuống, nhận lấy ngọc giản, trực tiếp rời đi, Long Viêm tất sẽ mang theo người này đầu lâu trở về. Hình ảnh quay về. Luân hồi mộ địa. 9 tầng trời long ngâm, mặt đất tuyết phủ khí tượng, Diệp Thần và Bất Diệt Long Đế, cũng cảm giác được. Long Đế tiền bối, đây là người thân phận thật sự phải bỏ mạng khí tượng. Diệp Thần ánh mắt hơi co lại, bấm ngón tay tính toán, vậy đẩy tính ra sau lưng nhân quả. Người ngoài thấy này long ngâm tuyết phiêu khí tượng, chỉ biết là có cường giả phải bỏ mạng, nhưng cũng không biết là ai. Nhưng Diệp Thần và Bất Diệt Long Đế sống chung đã lâu, vừa nhìn thấy cái này chết khí tượng, liền biết được sau lưng nhân quả. Thiên hình đài, đáng chết, Hiên Viên Mặc Tà lại có thể cầm ta thân phận thật sự, đưa lên thiên hình đài bị tra tấn. Bất Diệt Long Đế cũng nhìn thấy sau lưng thiên cơ nhân quả, nhất thời tức giận.
Hiên Viên Mặc Tà trên tay có Diệt Long Châu, hắn dùng Diệt Long Châu hành hạ ta thân phận thật sự, cái này còn không đủ, còn muốn đem ta thân phận thật sự, đưa lên thiên hình đài. Bất Diệt Long Đế cắn răng nghiến lợi, tức giận dị thường. Hắn rất rõ ràng thiên hình đài là địa phương nào, thượng cổ thanh thị Trúc Long, ở thiên hình đài thần phạt hạ, đều phải kêu rên rên gì. Hắn thân phận thật sự, bị thiên hình khóa hành hạ, chắc là đặc biệt thống khổ. Này Long Ngâm Tuyết phiêu thiên địa dị tượng, hiển nhiên là hắn thân phận thật sự, sắp phải bỏ mạng lúc đó, xúc động thiên hình đại pháp thì, từ đó dung chuyển thiên địa, sinh ra dị tượng. Nhưng là, thiên địa dị tượng này, lại đột nhiên biến mất. Hiển nhiên, hắn thân phận thật sự, cũng thật không có chết. Dẫu sao, hắn thân phận quá trọng yếu, không có những người đó bày mưu đặt kế, Hiên Viên Mặc Tà vậy không nỡ giết chết hắn. Tiền bối, nếu biết thân phận thật sự vị trí, chúng ta đi nhanh cứu giúp. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái. Nếu như Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự, bị kẹt ở Thiên Đạo Cung, hắn cơ hồ không có biện pháp cứu. Nhưng hiện tại, Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự, ở thiên hình đài trên bị tra tấn, hắn có cơ hội cứu ra. Đây có lẽ là hắn cơ hội. Dưới mắt trăm vị đại năng, hắn chỉ cứu ra Băng Kiếm tiền bối, nếu là có thể lại cứu ra Bất Diệt Long Đế, vậy thì có tư cách biết còn lại những cái kia đại năng chính xác tung tích. Hắn nhớ Ngự Thú Tiên Tôn, nhớ La Vân Thiên, nhớ Mạc Ngưng Nhi, Thương Cổ Y Thần, Cuồng Võ Bá Chủ, còn có nhiều hơn đại năng. Những thứ này đại năng vô tư giúp hắn, hắn tự nhiên phải không tiếc bất cứ giá nào đem bọn họ cứu ra. Đừng xung động, chuyện này nhất định có kỳ hoặc. Bất Diệt Long Đế khoát tay một cái, trong mắt vô cùng thâm trầm. Nếu như Hiên Viên Mặc Tà muốn hành hạ ta, hắn có Diệt Long Châu là đủ rồi, cần gì phải rồi đưa ta lên thiên hình đài, đây không phải là hơn này một lần hành động sao? Chuyện ra khác thường nhất định có yêu, hắn nhất định là bố trí vòng bộ, muốn dụ dụ ngươi ra đi chịu chết. Hắn mục chính là, nghe vậy, Diệp Thần lắc đầu một cái, nói ta cũng biết là vòng bộ, nhưng Long Đế tiền bối, ngươi thân phận thật sự ngay tại thiên hình đài trên, đây là trưởng cứu ngươi thật tốt cơ hội, ta tuyệt không thể bỏ qua. Diệp Thần tròng mắt bên trong, lóe lên mũi nhọn. Hắn bây giờ, đã tấn thăng hỗn độn cảnh nhất tầng thiên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hiên Viên Mặc Tà muốn bao lại hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Coi như là vòng bộ, Diệp Thần cũng phải chui vào, một kiếm chảm phá. Hiên Viên Mặc Tà, hắn muốn bao lại ta, liền xem bộ không bộ được đi. Diệp Thần sử dụng sát kiếm, nắm chặt chuôi kiếm, chiến ý hiên ngang. Nếu biết Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự vị trí, hắn tuyệt không thể bỏ qua. Nếu không, Diệt Long Châu kéo dài nữa, Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự có thể không nhịn được. À, Bất Diệt Long Đế than thở một tiếng, hoàn toàn trầm mặc. Hiện tại, hắn tâm thần có chút hỗn loạn. Một mặt, hắn chẳng muốn Diệp Thần đi mạo hiểm. Nhưng mặt khác, hắn cũng muốn cứu vãn thân phận thật sự. Dẫu sao, hắn thân phận thật sự, thời thời khắc khắc gặp Diệt Long Châu nghiền ép, chân thực quá thảm. Hơn nữa, hiện tại còn bị đưa lên thiên hình đài, đơn giản là nhân gian luyện ngục, không biết phải chịu đựng lớn giường nào khổ sở. Ngươi đi đi. Rốt cuộc, Bất Diệt Long Đế không có cự tuyệt nữa, vậy tán thành Diệp Thần ý tưởng. Ngay cả là vòng bộ, nhưng dù sao không phải là thiên đạo cung địa giới, Hiên Viên Mặc Tà muốn bao lại hắn và Diệp Thần, cũng không như vậy dễ dàng. Rất nhanh, Diệp Thần liền lần nữa đi tới Cửu Thiên Thần Long Điện, đi tới Tù Long Phong Sơn dưới chân. Chuyện cách tăng thương, thiên hình đài lần nữa bắt đầu sử dụng, vô tận thiên hình quy luật, ma huyết lệ khí, không ngừng cổn đáng trước. Cho dù người ở chân núi, Diệp Thần cũng có thể cảm nhận được kịch liệt ma khí chập chờn. Chỗ này, chính là thanh thị Trúc Long trấn áp chi địa sao. Diệp Thần nắm chặt sát kiếm, dè đặt đi lên núi. Ở trên đường tới, hắn liền nghe Bất Diệt Long Đế nói qua, liên quan tới Tù Long Phong, thanh thị Trúc Long, thiên hình đài cùng đủ loại thượng cổ bí mật. Không nghi ngờ chút nào, vậy thanh thị Trúc Long, thực lực so với hắn trước gặp qua một sừng hạn bạt, hắc sát ma hạt, ba mắt thiên lang, còn cường hãn hơn rất nhiều. Bất quá, hiện tại thanh thị Trúc Long bị trấn áp tại lòng đất, cũng không khả năng gây sóng gió. Diệp Thần phải đối mặt, không phải thượng cổ đại hung, mà là thiên đạo cung kẻ địch.
Thiên đạo cung, nhất định ở chỗ này an bài cao thủ, muốn tiêu diệt ta. Diệp thần toàn bộ tinh thần phòng bị, cảnh giác nhìn bốn phía. Chung quanh ma khí cuồn cuộn, cơ hồ che đậy tầm mắt, nhưng hơi thở bình tĩnh dị thường. Diệp thần ngưng thần cảm ứng dưới, không có phát hiện một đạo người sống hơi thở, cũng không có thấy bất kỳ một người nào thiên đạo cung trưởng lão. Nhưng là, Diệp thần cũng không có buông lỏng cảnh giác, từng bước phi doanh, cầm kiếm đi đỉnh núi đi tới. Càng đến gần đỉnh núi, Diệp thần lại càng có thể cảm thấy mãnh liệt lệ khí, đó là thiên hình tội phạt quy luật hơi thở, làm người ta sợ hãi. Dọc theo đường đi, Diệp thần lại có thể không có đụng phải một tên địch, cũng không có gặp phải cái gì bất ngờ, rất thuận lợi đi tới đỉnh núi. Kỳ quái! Diệp thần trong lòng âm thầm kinh dị, nếu như thiên đạo cung muốn giết hắn, hẳn đã sớm ra tay, vì sao đến bây giờ còn không thấy ra tay? Diệp thần muốn không rõ ràng, cũng không biết thiên đạo cung sau lưng mưu đồ, nhưng hắn từ đầu đến cuối đề phòng, tuyệt đối không có buông lỏng tâm thần. Rốt cuộc, Diệp thần xuyên qua trùng trùng ma sương mù, đi tới đỉnh núi thiên hình đài trước mặt. To lớn hình đài, khắc vô số quy luật phù văn. Nồng nặc tội phạt hơi thở, như thần như ma, nghiền ép trước người tâm thần. Từng cái đen thui như mực, khắc thiên hình phù văn xiềng xích, ở trên hình dài răng khắp nơi trước, hung hăng chất cốc một đạo nguy nga bóng người. Đạo thân ảnh này, vô cùng to con, trên người có ngập trời oai rồng, chính là bất diệt Long Đế thân phận thật sự. Long Đế tiền bối, đây chính là người thân phận thật sự. Diệp thần mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, rốt cuộc gặp được bất diệt Long Đế thân phận thật sự. Vô tận oai rồng lan tràn ra, thậm chí để cho Diệp thần cảm thấy kinh hãi. Chỉ tiếc, bất diệt Long Đế quanh thân hiện lên máu tươi, hơi thở yếu ớt. Xem ra Hiên Viên Mặc Tà để cho bất diệt Long Đế bị vô tận hành hạ. Cái này cũng quá thuận lợi, ta luôn cảm giác có chút không đúng, bất quá vậy trung ương chi địa đúng là ta hơi thở. Bất diệt Long Đế sắc mặt trầm xuống, nhất thời cảm thấy không ổn. Diệp thần một đường lên núi, liền một tên địch cũng không có gặp phải, cái gì ngăn trở cũng không có, cái này cũng quá thuận lợi. Thiên đạo cung người, lại còn không hiện thân, cái này sau lưng, nhất định có bẫy. Cho dù có gạt, hiện tại chúng ta vậy không có lựa chọn. Ở quê nhà ta Hoa Hạ có một câu châm ngôn, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Diệp thần xách sát kiếm, sải bước lên thiên hình đài, thì đi giải cứu bất diệt Long Đế thân phận thật sự. Hắn cũng biết, thiên đạo cung kẻ địch, liền ẩn núp trong bóng tối. Nhưng là, hắn cũng không sợ, liền huyền cơ nguyệt uế đất phân thân, hắn cũng có thể đánh chết, chính là thiên đạo cung địch, vì sao đủ gây sợ hãi. Trừ phi Hiên Viên Mặc Tà đích thân tới, nếu không Diệp thần tuyệt không biết sợ. Ca, ngay tại lúc này, bất diệt Long Đế thân phận thật sự, bỗng mở mắt, trong mắt chỗ sâu, bắn ra ngập trời tinh mang. Ừ. Diệp thần dừng lại ở bước chân, vừa nhìn thấy ánh mắt kia, nhất thời phát hiện cổ quái. Cái này ánh mắt, như vậy tàn bạo, như vậy hung ác, căn bản không xem bất diệt Long Đế. Người này là giả mạo. Diệp thần trong mắt co rúm một cái, nhưng không ngờ tới thiên hình đài người trên, lại có thể không phải Long Đế tiền bối, mà là một cái hàng giả. Mấu chốt hơi thở vì sao như vậy chân thực. Giao. Người nọ cả người run một cái. Trên mình xiềng xích rối rít rơi xuống đất. Nguyên lai, hắn căn bản không có bị xiềng xích trói buộc ở, chỉ là ngụy trang mà thôi. Cái này một tí thoát khỏi ngụy trang, người nọ hung hăng hôi quyền bạo giết tới, trên nắm tay nổ lên một đạo đen nhánh hình phạt phù văn, hiện ra vô cùng nghiêm ngặt hơi thở, tựa hồ muốn trấn áp thiên địa, đặc biệt chi hung hãn. Thiên thần cảnh tầng 5 thiên. Diệp thần hơi lộ vẻ xúc động, ngay tức thì nhìn thấu người kia tu vi. Lại có thiên thần cảnh tầng 5 trời, so huyền cơ nguyệt uế đất phân thân, còn lợi hại hơn liền một tầng. Hơn nữa, hắn còn luyện hóa thiên hình trên ống khóa một đạo quy luật phù văn, quả đấm mang theo thiên phạt tội khiển trách hơi thở, đặc biệt chi lợi hại. Diệp thần gặp phải thiên phạt hơi thở đánh vào, nhìn người nọ, lại có loại người phàm ngửa mặt trông lên thần tiên cảm giác, tinh thần đều bị rung chuyển, tựa hồ phải sợ chịu phạt. Có chút tà môn. Diệp thần nhất thời một hồi kinh ngạc, vội vàng chấn định tâm thần, chống đỡ thiên phạt hơi thở tinh thần đánh vào, bước chân trong tương lai bay vút, trực tiếp lui xuống thiên hình đài. Ồ,
lại có thể chống đỡ ta thiên hình lớn phép tắc đánh vào. Người nọ hơi kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần như thế lợi hại. Nếu như là phổ thông hỗn độn cảnh võ giả, ở hắn thiên hình lớn phép tắc nghiền ép hạ, đã sớm phải lại thần phục. Nhưng Diệp Thần tâm thần, cũng không có bị rung chuyển. Ngươi là người phương nào? Diệp Thần nắm chặt chuôi kiếm, nhìn trước mắt nam tử. Người lấy tính mạng ngươi. Người nọ lạnh lùng cười một tiếng, trên nắm tay đen nhánh phủ văn lóng lánh, từng cơn hung lệ hình phạt hơi thở tản mát ra. Hắn là ta Long tộc đệ tử, Long Viêm, không nghĩ tới lại có thể làm thiên đạo cung tay sai. Bất diệt Long đế thanh âm truyền ra, mang một chút tức giận. Long Viêm. Diệp Thần nhìn Long Viêm hình dáng, cơ hồ và bất diệt Long đế giống nhau như đúc, hiển nhiên là dịch dung cải trang qua, giả mạo bất diệt Long đế bị tra tấn, trên thực tế là dẫn dụ hắn bị lừa. Nhưng ngũ quan tướng mạo có thể ngụy trang, khí chất nhưng không dễ dàng ngụy trang. Long Viêm mở mắt ra một cái, Diệp Thần cũng biết hắn là hàng giả. Nhưng kỳ quái chính là, Diệp Thần vẫn cảm nhận được bất diệt Long đế hơi thở, ngay tại thiên hình đài trên, quanh quẩn không tiêu tan. Không đúng. Long đế tiền bối, người thân phận thật sự, không có ở đây trên đài, mà ở dưới đài. Diệp Thần ngay tức thì phát hiện không đúng. Chính xác mà nói, bất diệt Long đế thân phận thật sự, cũng không tại trên đài, mà là giấu ở phía dưới đài. Cho nên, cho dù không thấy được bất diệt Long đế thân phận thật sự, Diệp Thần vậy có thể cảm nhận được hắn hơi thở. Cái này Long Viêm, cầm bất diệt Long đế thân phận thật sự, giấu ở dưới đài, mượn hơi thở, man thiên quá hải. Thiên phạt Long quyền. Long Viêm trong mắt ý định giết người mãnh liệt, bàn chân đạp một cái, thân thể bão tố bắn ra, quả đấm hung hăng hướng Diệp Thần đập tới. Nắm đấm của hắn trên, diễn hóa trước thiên hình lớn phép tắc đen nhánh phủ văn, cuồng bạo hung ác hơi thở, cuồn cuộn tràn ngập ra, rõ ràng chỉ là một tôn cự đầu, nhưng lướt qua không khí thời điểm. Nhưng phát ra kiếm khí lưỡi đao duệ vang, sát phạt hơi thở đặc biệt nồng nặc. Hắn giật mình hạ thiên hình đài, Diệp Thần liền rõ ràng cảm nhận được, nơi này đích xác có hai đạo hơi thở. Một đạo, là Long Viêm hơi thở, hung ác tàn bạo. Mà một món khác, là bất diệt Long đế hơi thở, nguy nga bác đại, núp ở thiên hình đài dưới. Suy, Diệp Thần một kiếm chém chết ra, không chút do dự nghênh kích đi lên. Hắn rất rõ ràng, muốn cứu vãn bất diệt Long đế thân phận thật sự, trước hết giải quyết cái này kêu Long Viêm nam tử. Chú ý nắm đấm của hắn, hắn đầu phục thiên đạo cung, theo hình phạt trưởng lão học trời phạt tội phạt thần thông, lại dung hợp tự thân oai rồng, tuyệt không thể khinh thường. Bất diệt Long đế luôn miệng nhắc nhở. Diệp Thần còn chưa phục hồi tinh thần lại, Long Viêm quả đấm liền bạo giết ra. Phịch, hung hãn thiên phạt Long quyền. Hung hăng đánh vào kiếm hắn trên mình. Một hồi hào hùng áp lực, hòa lẫn từng tia lôi phạt điện quang, còn có bầu trời vậy khoáng đạt oai rồng, cuồng như vậy tập kích tới. Đạp đạp đạp. Nhất thời, Diệp Thần hoảng hốt lui về phía sau ba bước, cánh tay bị chấn động được tê dại, trong cơ thể khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa thì phải bị thương. Quả nhiên có chút con đường. Diệp Thần thử nhe răng, không nghĩ tới ngày này phạt Long quyền uy lực lớn như vậy. Hắn ngược lại là có chút lơn ý. Cung chủ chỉ đích danh muốn giết ngươi, ta còn lấy vì ngươi thật lợi hại, nguyên bản bất quá như vậy. Long Viêm khinh thường cười một tiếng, cái này một tí giao phong, hắn nhất thời cảm thấy, mình thiên phạt oai rồng, hoàn toàn có thể nghiền ép Diệp Thần. Xem ra là truyền thuyết phóng đại, thanh niên này bất quá ngươi ngươi. Long Viêm nghĩ như vậy, lần nữa hơi quyền bạo giết ra. Phải không? Diệp Thần ha ha cười một tiếng, mắt thấy Long Viêm quả đấm giết tới, huyết mạch trong cơ thể lúc này chấn động đứng lên. Xích Trần thần mạch, mở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, nhất thời, một tầng kim quang sáng chói, ngay tại hắn trên thân thể nổ lên. Ra hắn trên, ngay tức thì nổi lên từng đạo canh kim phù văn, tràn ra vô cùng trầm ổn thủ ngữ hơi thở. Một mặt canh kim vách sắt, bỗng xuất hiện ở trước người của hắn. Phịch. Long Viêm một quyền mãnh kích tới, nện ở canh kim vách sắt trên, cả người đều bị chấn động lui ra, quả đấm từng cơn đau nhức. Đây là... Long Viêm nhìn trước mắt vách sắt, nhất thời kinh hãi. Lấy hắn thiên thần cảnh tầng 5 thiên thực lực, lại có thể không thể oanh phá. Cái này canh kim vách sắt,
rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Cùng lúc đó, hắn vậy cảm giác được, Diệp Thần huyết mạch hơi thở, lại là hoàn toàn lột xác, so mới vừa không biết lợi hại nhiều ít. Còn mở khải xích trần thần mạch sau đó, Diệp Thần khí huyết chập chờn, đơn giản là muốn chấn động Tiêu Vũ. Tiền bối, giúp ta giúp một tay. Diệp Thần trong mắt đột nhiên ác liệt, cầm kiếm chém điên cuồng ra. Hắn mặc dù không sợ hãi người trước mặt, nhưng là cũng không khả năng dễ như trở bàn tay đem chém chết. Hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, hết sức mau đi cứu người. Nếu không, nếu như cái khác thiên đạo cung cường giả hạ xuống, hắn liền thật nguy hiểm. Cho nên, hắn cũng không có nương tay, ra tay một cái liền vận dụng lá bài tẩy, trực tiếp mở ra xích trần thần mạch, sau đó sẽ kêu gọi luân hồi mộ địa lực lượng. Được. Bất Diệt Long Đế không nói nhảm, cả người hơi thở, như giang triều biển cả, hung hăng hội tụ đến Diệp Thần trên mình. Hắn cũng rất rõ ràng, nơi đây không thích hợp ở lâu, phải mau sớm cứu ra thân phận thật sự rời đi. Rào. Diệp Thần cả người, nhất thời bạo phát ra ngút trời thần quang. Ở Bất Diệt Long Đế hơi thở bơm vào hạ, hắn sức chiến đấu ngay tức thì bạo tăng, thân thể huy hoàng như trời tháng, đạo đạo oai rồng thả ra ngoài, đơn giản là ùn ùn kéo đến. Đây là, Long Đế đại nhân hơi thở. Không thể nào, điều này sao có thể? Long Viêm hoàn toàn kinh hãi, cặp mắt gắt gao trợn to, không dám tin tưởng. Hắn từ Diệp Thần trên mình, lại có thể cảm nhận được liền Bất Diệt Long Đế hơi thở, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hiện tại Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự, còn bị tống giam ở thiên hình đài phía dưới. Nhưng Diệp Thần trên mình, hết lần này tới lần khác có Bất Diệt Long Đế hơi thở, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Viêm muốn không rõ ràng. Ở hắn thất thần để gặp, Diệp Thần một kiếm giết trong chớp mắt tới, mang hủy diệt mộ đạo kiếm khí, cơ hồ là muốn nghiền ép thiên địa, đúng mảnh không gian cũng chấn động đứng lên. Không tốt, Long Viêm chật vật lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm nửa bước, bị Diệp Thần một kiếm hoa bên trong, thân thể nhất thời xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, máu tươi không ngừng dòng nước chảy. Long Viêm, người thân là ta Long tộc đệ tử, vì sao phải đầu dựa vào thiên đạo cung? Làm hiên viên mặc tà tay sai. Tràn đầy uy nghiêm gầm lên, từ Diệp Thần trong cổ họng chấn động ra. Đây không phải là Diệp Thần thanh âm, mà là Bất Diệt Long Đế tiếng quát. Long Đế đại nhân, thật sự là ngươi. Long Viêm hoàn toàn luống cuống, liên tiếp lui về phía sau, thân thể không ngừng phát run trước ta. Ta! Hắn há mồm muốn giải thích, nhưng kinh hãi dưới, lắp ba lắp bắp, nói cái gì vậy không nói ra được. Diệp Thần vậy lười được dài dòng, trực tiếp một kiếm vung rơi, phốc xích một tiếng, chặt đứt Long Viêm đầu. Một kiếm giết chết. Diệp Thần tấn thăng hỗn độn cảnh sau đó, dựa vào tự thân thực lực, cũng có nắm chắc chiến thắng Long Viêm. Mà hiện tại, mượn Bất Diệt Long Đế lực lượng, Diệp Thần sức chiến đấu lại là mạnh mẽ, một kiếm giết chết Long Viêm, không phí nhiều sức. Mau đi cứu người. Bất Diệt Long Đế luôn miệng thúc giục. Hiện đang giết chết liền Long Viêm, đang là cứu người lớn thời cơ tốt. Mặc dù ở trong bóng tối, khẳng định còn cất giấu thiên đạo cung cường giả, cuộc chiến đấu này, sẽ không như thế dễ dàng chung kết. Nhưng bất kể như thế nào, cứu người trước nói sau. Chỉ cần cứu ra hắn thân phận thật sự, hết thảy đều dễ nói. Được. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, cũng không muốn trì hoãn, lúc này đi tới thiên hình đài bên một cánh cửa hộ trước. Một trường đánh mở cửa hộ, bên trong là một cái đen nhánh không gian, chỉ gặp một cái nguy nga cường tráng nam tử, choáng váng ngã trên đất, chính là Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự. Long Đế tiền bối, ta tới cứu ngươi. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, đang muốn cầm người cứu ra, chợt nghe sau lưng truyền tới hai đạo ác liệt tiếng xé gió, cuồn cuộn sát khí gào thét tới. Diệp Thần trong mắt run lên, trong chớp mắt, vội vàng nâng kiếm xoay người lại. Múa kiếm như hắt mực sơn thủy, múa ra liền một mặt kiếm tường, chặn lại người đánh lén tập kích. Người đánh lén có hai người, trên mình đều mặc trước thiên đạo cung hình phạt trưởng lão phục trang, trong tay sách trường đao, kịch liệt khí sát phạt tràn ngập ra. Thiên đạo cung tay sai, rốt cuộc chịu ló mặt. Diệp Thần hừ một tiếng, mượn Bất Diệt Long Đế lực lượng, khua kiếm nổi giận chém, hai cái thất luyện bắn ra bốn phía kiếm quang, hung hăng hướng hai người kia chém tới. Hai người lật đật né tránh, chật vật không chịu nổi.
Cái này hai người, chính là La Đằng và Đỗ Trọng. Bọn họ sắc mặt, đặc biệt khó khăn xem. Không nghĩ tới Long Viêm đường đường thiên thần cảnh tầng 5 thiên cao thủ, lại có thể bị cái này người thanh niên chém giết. Lần này vì dụ giết Diệp Thần, Thiên Đạo Cung cung chủ để cho nó giả trang thành bất diệt Long Đế hình dáng, dẫn dụ Diệp Thần bị lừa. Mà hắn hai người chúng ta, liền núp ở thiên hình đài vùng lân cận rừng đá bên trong, âm thầm xem xét. Chỉ cần Diệp Thần hiện thân, lộ xảy ra điều gì sơ hở, bọn họ liền sẽ xuất thủ và Long Viêm liên thủ chém chết Diệp Thần. Nhưng không nghĩ tới, kết thúc chiến đấu được quá nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, Diệp Thần liền giết trong nháy mắt Long Viêm, hai người căn bản không có xuất thủ cơ hội. Cho đến hiện tại, Diệp Thần muốn mang đi bất diệt Long Đế, hai người mới ở trong mộng mới tỉnh, lật đật ra tay ngăn cản. La Đằng và Đỗ Trọng thực lực, so Long Viêm kém một ít, chỉ có thiên thần cảnh 4 tầng thiên. Nhưng bọn họ chiếm số người ưu thế, hơn nữa hình phạt thần thông càng thâm hậu hơn. Hai người dưới sự liên thủ, sức chiến đấu so Long Viêm còn lợi hại hơn. Nhưng hiện tại, Diệp Thần trên thân thể, oai rồng nổ tung, cuồn cuộn kinh thiên. Bất diệt Long Đế hơi thở, vẫn ở hắn trong kinh mạch trào đáng trước. Hắn hơi thở, huy hoàng như trời tháng, phải đối phó hai cái thiên thần cảnh 4 tầng thiên trưởng lão, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Bọn người chút thực lực này, cũng xứng giết ta. Diệp Thần giữa trán chiến ý sôi trào, kiếm quang như điện, vung chém ra. Hai cái thiên thần cảnh 4 tầng thiên, hắn hoàn toàn không buông ở bên trong mắt. Thằng nhóc này, thực lực làm sao cường hãn như vậy? La Đằng và Đỗ Trọng hoàn toàn kinh hãi, không ngừng lui về phía sau. Lấy bọn họ thực lực, căn bản không thể nào cùng Diệp Thần chống lại. Các ngươi Thiên Đạo Cung không có người nào sao? Hiên Viên Mặc Tà liền phái các ngươi hai cái phế vật tới đây. Diệp Thần khinh thường cười một tiếng. Thật ra thì, hai cái thiên thần cảnh 4 tầng thiên, ở Thiên Đạo Cung bên trong, tuyệt đối coi là cao thủ. Hiên Viên Mặc Tà phái bọn họ đi ra, thuyết minh hắn đối với Diệp Thần vô cùng coi trọng. Nhưng Hiên Viên Mặc Tà không nghĩ tới phải, Diệp Thần tấn thăng hỗn độn cảnh sau đó, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thật là có không thể tưởng tượng nổi lột xác. Trước chút thời gian, Diệp Thần đối phó nửa bước thiên thần võ giả, còn có chút cố hết sức. Nhưng hiện tại, chỉ dựa vào chính mình thực lực, Diệp Thần liền có thể nghiền ép thiên thần cảnh 4 tầng thiên tồn tại. Còn như ngày xưa khó mà chống lại nửa bước thiên thần, phổ thông thiên thần, vậy đơn giản là con kiến hôi, chỉ một cái đầu là có thể bóp chết. Tiến bộ của hắn, thật sự là quá nhanh. Sắp đến long trời lở đất, quỷ thần khó lường. Hiên Viên Mặc Tà lấy là phái ra La Đằng và Đỗ Trọng, đã đủ thận trọng, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này hai cái hình phạt trưởng lão, ở Diệp Thần trong mắt, giống như con kiến hôi tồn tại, không có uy hiếp chút nào có thể nói. Đặc biệt là hiện tại, hắn mượn bất diệt Long Đế hơi thở, La Đằng và Đỗ Trọng ở hắn trong mắt, lại là con kiến hôi cũng không bằng. La Đằng và Đỗ Trọng nhìn nhau, thật sâu sợ hãi. Thiên Đạo Cung đương nhiên là có người, thậm chí còn cất giấu thần đế cấp bậc cao thủ. Nhưng là, những cao thủ này, mỗi người đều có nhiệm vụ trọng yếu phải xử lý, không thể nào phái ra đi đối phó Diệp Thần. Thiên Đạo Cung gặp phải uy hiếp, cũng không chỉ Diệp Thần một cái. Minh Điện âm mưu, thượng giới mưu đồ, vực ngoại thiên ma tính toán, mỗi một cái cũng so Diệp Thần có thể chết người. Giải quyết Diệp Thần, chỉ là Thiên Đạo Cung vô số kế hoạch bên trong một cái. Hiên Viên Mặc Tà ước chừng phái hai cái thiên thần cảnh 4 tầng thiên cao thủ đi ra, còn cho phép bọn họ quá mức lại tìm người giúp, đây đã là đặc biệt coi trọng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Diệp Thần tiến bộ được nhanh như vậy, liền thiên thần cảnh 4 tầng thiên, đều phải bị hắn nghiền ép. Một cái hỗn độn cảnh 1 tầng thiên, lại có thể nghiền ép thiên thần cảnh 4 tầng thiên, đây nếu là truyền ra ngoài, đủ để náo động toàn bộ thần quốc. Thiên thu vạn cổ. Cho tới bây giờ không có người nào xem Diệp Thần như vậy, chính là hỗn độn cảnh, liền có như thế kinh khủng sức chiến đấu. Ta tới ngăn lại hắn, người dẫn người đi trước. La Đằng quát to một tiếng, ánh mắt bỗng đoạn tuyệt. Hắn biết rõ, nếu như chiến đấu, hai người không có chút nào phần thắng. Lần này vòng bộ, hoàn toàn thất bại. Tình hình bây giờ, chỉ có mang bất diệt Long Đế thân phận thật sự, hồi cung phục mệnh. Chân tướng. Phải hướng Hiên Viên Mặc Tà nói rõ ràng,
Diệp Thần chân tướng. Tên này, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đo lường được. Chính là hỗn độn cảnh nhất tầng thiên, thực lực cứ như vậy khủng bố. Thiên đạo cung muốn diệt trừ hắn, trừ phi là phái gia thượng cổ cấp bậc cao thủ, mới khá tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. La Đằng trường đao vung lên, đao khí cuốn ra. Thiên hình đài trên, một cái xiềng xích bay tập kích tới, quấn quanh ở hắn trên thân đao. Chanh! Hắn trường đao, nhất thời nổ lên ngập trời thiên hình phù văn, cuồn cuộn trời phạt tội phạt hơi thở, không ngừng bộc phát ra. Hiu! Lưỡi đao lướt qua hư không, không khí chấn động. La Đằng ánh mắt sắc bén, trực tiếp một đao trẻ rơi Diệp Thần đầu. Cái này một đao, dung hợp thiên hình khóa phù văn, lực sát thương lớn vô cùng. Mà La Đằng đây, cặp mắt đỏ tươi, nhưng là gặp phải thiên hình khóa cắn trả. Thật là hung dữ đao khí. Nhất thời, Diệp Thần trước mắt đao khí cuồn cuộn, vô tận đao khí bên trong, nhưng ẩn hàm cửu thiên lôi đình, địa ngục ma đạo, núi đao biển lửa, vĩnh hằng hành hạ vân. Vân tội phạt hơi thở. Đao chưa đến, vậy ùn ùn kéo đến tội phạt hơi thở, như chín tầng trời hạo kiếp, xâm nhập Diệp Thần mỗi một tấc da. Xích Trần thần mạch, mở. Diệp Thần quát to một tiếng, cuồn cuộn canh kim tinh khí ngưng tụ, hóa thành một mặt ngút trời vách sắt. Hắn cũng không có khinh thường, lần nữa vận dụng Xích Trần thần mạch năng lượng. Mà hiện tại, trên người hắn còn quán chú bất diệt long đế hơi thở, cái này canh kim vách sắt, nhất thời nổ lên đạo đạo long ảnh, hiện ra vô thượng uy phong. Chanh! La Đằng chém tới một đao, cuồn cuộn tội phạt hơi thở, và canh kim vách sắt đụng vào nhau. Hắc khí kim quang tứ tán loạn vũ, hai người đôi đôi phai mờ. Mà thừa dịp hai người đánh nhau, một cái khác kêu Đỗ Trọng Hình phạt trưởng lão, nhưng là một bước bay vút, mang bất diệt long đế thân phận thật sự, xoay người thoát đi. Đứng lại! Diệp Thần ánh mắt run lên, nâng kiếm muốn truy đuổi. Người đối thủ là ta! La Đằng vùng đao đánh tới, muốn ngăn ở Diệp Thần. Cho ta cút! Diệp Thần gầm thét một tiếng. Như rồng ngâm chín tầng trời. Bất diệt long đế hơi thở, toàn bộ nổ tung, ngưng tụ ở hắn trên thân kiếm. Đúng thanh kiếm, toát ra thiên long hư ảnh, nguy nga nguy nga. Huyền thiên thăng long chém. Diệp Thần giơ kiếm cuồng sát, một đạo vô cùng kiếm quang, hung hăng giết ra, trực tiếp cầm La Đằng hất bay thượng thiên, một kiếm giết chết. La sư huynh. Đỗ Trọng quay đầu thấy một màn này, chỉ hù được tâm đảm câu liệt. Thời khắc này La Đằng, thân thể vết nứt, máu tươi văng tung tóe, trạng thái chết đặc biệt thê thảm. Đường đường thiên thần cảnh bốn tầng thiên cao thủ, ở Diệp Thần thủ hạ, côn trùng vậy tồn tại, một chiêu liền bị giết chết. Khủng bố! Chân thực quá kinh khủng! Đỗ Trọng cả người cũng đang phát run, thằng nhóc này, thực lực lại có thể như vậy mạnh mẽ. Phải biết, La Đằng nhưng mà trả giá cắn trả giá phải trả, cưỡng ép xung hợp thiên hình xiềng xích. Nắm giữ vô thượng trời phạt tội phạt quy luật, nhưng ở Diệp Thần trước mặt, vẫn bị một kiếm trong nháy mắt giết, không có lực phản kháng chút nào. Diệp Thần sức chiến đấu, thật sự là đáng sợ đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Nếu như muốn diệt trừ hắn, có thể thật phải phái ra như vậy cấp bậc cao thủ. Ô, một trận tiếng gió nghẹn ngào. Bất diệt long đế lui về luân hồi mộ địa, hắn hơi thở, Diệp Thần không thể thời gian dài mượn dùng. Nếu không hai người cũng sẽ bị thương tổn. Diệp Thần vậy động trời long tướng khí thế, nhất thời tiêu tản mát. Ừ, Đỗ Trọng thấy một màn này, nhất thời nuốt nước miếng một cái. Xem Diệp Thần hơi thở, tựa hồ suy yếu rất nhiều, nếu như tự mình ra tay, nói không chừng có phần thắng. Nhưng ý niệm xuất thủ, chớp mắt rồi biến mất. Đỗ Trọng lưng đeo bất diệt long đế bị thương thân thể, điên cuồng lao xuống núi. Không dám chút nào lưu lại. Diệp Thần kinh thiên động địa thực lực, rung động thật sâu hắn tâm thần, hắn đã không dám tái chiến. Muốn chạy, đứng lại cho ta. Diệp Thần ánh mắt tức giận, bất diệt long đế thân phận thật sự đang ở trước mắt, hắn há cho chạy khỏi. Úm! Một đạo cổ xưa âm tiết, bỗng nhiên từ Diệp Thần trong cổ họng phá giết ra. Là thiên long bát thần âm. Bất quá, Diệp Thần cũng không có thi triển toàn bộ. Chỉ là vận dụng một cái âm tiết. Dẫu sao, 33 thiên hồng mông cổ pháp, đối với hơi thở tiêu hao chân thực quá khổng lồ, đây là lá bài tẩy, Diệp Thần sẽ không dễ dàng vận dụng. Hiện tại,
Vì ngăn cản Đỗ Trọng chạy trốn, Diệp Thần vận dụng một cái âm tiết. Nhất thời, một lăn tăn rung động vậy âm sát đợt khí, bỗng nhiên tràn ngập ra. Phốc xích, Đỗ Trọng gặp phải âm sát đợt khí đánh vào, tựa như bị đồ sộ chùy gõ, nhất thời phun ra máu tươi, sắc mặt phát trắng, bước chân cơ hồ muốn rơi xuống. Mặc dù chỉ có một âm tiết, nhưng 33 thiên hồng mông cổ pháp, lực sát thương thực sự quá lớn, một cái âm tiết là có thể chấn thương thiên thần cảnh 4 tầng thiên cao thủ. Đáng chết! Đỗ Trọng cắn răng, chỉ cảm thấy ngực gian khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ kịch liệt vặn vẹo đau đớn. Nhưng hắn biết, mình tuyệt đối không thể ngã xuống, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lập tức Đỗ Trọng chịu đựng bị thương đau đớn, tiếp tục đi dưới núi chạy đi. Hừ! Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, nâng kiếm thẳng truy đuổi. Hiện tại Đỗ Trọng đã bị thương, bước chân chậm chạp rất nhiều, hắn tuyệt đối có thể đuổi kịp. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh, liền đi tới chân núi. Ta dưới mắt bị thương, nếu như chạy ra ngoài, tuyệt đối không thoát khỏi tiểu tử này theo dõi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiên Viên Đại Nhân nói qua, nếu như chân thực không có biện pháp, có thể mở trận pháp, phóng thích thanh thị trúc long. Đỗ Trọng dừng chân một cái, ánh mắt lóe lên. Núi này phía dưới mặt, có một phiến vực sâu. Thượng cổ đại hung, thanh thị trúc long, liền bị trấn áp tại vực sâu bên trong. Hiên Viên Mặc Tà đặc biệt cẩn thận, hắn biết Diệp Thần thủ đoạn rất nhiều, cho dù có hai cái thiên thần cảnh 4 tầng thiên cao thủ, cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Cho nên, hắn còn có một bước cuối cùng cờ. Đó chính là, phóng thích thanh thị trúc long. Thanh thị trúc long, đây chính là thượng cổ đại hung, liền thần đế đô muốn kiêng kỵ. Này cùng cấp thú dữ khác, khí huyết bàng bạc vô cùng, coi như đi qua năm tháng vô tận trấn áp, vẫn có ngập trời thần uy. Nếu như thanh thị trúc long xuất thế, tuyệt đối có thể giết chết Diệp Thần. Mặc dù, thanh thị trúc long xuất thế sau đó, có thể sẽ đưa tới vô cùng nghiêm trọng hậu quả, làm sinh linh đổ thán, chảy máu ngàn dặm. Nhưng chỉ cần có thể giải quyết Diệp Thần, hậu quả này, Thiên Đạo Cung cũng có thể chịu đựng. Bước cờ này, thực sự quá độc. Hiên Viên Mặc Tà cầm vòng bộ bố trí ở tù Long Phong, chính là vì bước cờ này. Diệp Thần lại nghịch thiên, cũng không khả năng địch nổi thanh thị trúc long. Chỉ cần thanh thị trúc long xuất hiện, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liều mạng. Đỗ Trọng cắn răng, lúc này bước vào vực sâu bên trong. Tên này muốn làm gì? Diệp Thần tim giật mình, Đỗ Trọng không chạy ra ngoài, mà là đi tới trong vực sâu đi, hắn muốn làm cái gì? Phải biết, thượng cổ thanh thị trúc long, liền trấn áp tại tù long phong vực sâu phía dưới. Chẳng lẽ, hắn muốn phóng thích thanh thị trúc long? Nghĩ tới đây, Diệp Thần nhất thời rợn cả tóc gáy, ngay tức thì đoán được Hiên Viên Mặc Tà hậu thủ. Hiên Viên Mặc Tà, người bước cờ này, thật là tàn nhẫn độc. Diệp Thần ra đầu tê dại. Thanh thị trúc long thực lực, so với một sừng hạn bạt, hắc sát ma hạt không biết lợi hại nhiều ít, liền thần đế đô muốn kiêng kỵ, nếu như bị thả ra ngoài, hắn liền cặn bã cũng không biết còn lại, chết như thế nào cũng không biết. Ngăn cản. Phải ngăn cản. Cực võ, thần tránh. Diệp Thần bước chân bay vút, cuồng như vậy bước vào vực sâu bên trong, chỉ muốn ngăn cản Đỗ Trọng. Cái này phiến vực sâu, trên thực tế là một cái hầm đá, chung quanh tất cả đều là mãi mãi nham thạch. Mà ở trên nham thạch, đại bàng đầy rất nhiều trận văn ký hiệu. Ở thời đại thượng cổ, vì trấn áp thanh thị trúc long, rất nhiều cường giả liên thủ, lấy thiên địa làm trận, lấy sơn nham là phù, lợi dụng thiên địa núi cao sức mạnh to lớn, áp chế thanh thị trúc long hơi thở. Mà trận pháp này mở phương pháp, Hiên Viên Mặc Tà chắc chắn biết. Hơn nữa, khẳng định truyền thụ cho Đỗ Trọng. Diệp Thần một bước vào vực sâu, liền đánh hơi được nhàn nhạt mùi tanh. Không khí bên trong, mang vô cùng hào hùng hung thú uy áp. Cái này vực sâu lòng đất, tuyệt đối cất giấu cường đại gì tồn tại. Cho dù bị trấn áp, nhưng tiết ra ngoài ra một chút hơi thở, sẽ để cho người cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Đỗ Trọng bóng người, đang Diệp Thần phía trước. Diệp Thần gân cốt chấn động, cổ họng dương ra, lần nữa thả ra một đạo cổ xưa hồng mông âm tiết, hung hăng nghiền ép đi. Ở hầm đá phong bế trong hoàn cảnh, hồng mông âm tiết uy lực lớn lớn tăng lên, to lớn âm sát đợt khí, như trọng chùy nện ở Đỗ Trọng trên đầu.
phốc xích. Đỗ Trọng Khạc ra máu tươi, chật vật quỳ xuống đất. Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự, cuồn cuộn đánh mất ở một bên. Diệp Thần muốn đi cứu vãn, nhưng bỗng dưng, sâu trong lòng đất, truyền ra một hồi trầm thấp tiếng rồng ngâm. Như sấm đánh, như trống trận, như hạt mưa, chấn động tâm hồn người. Diệp Thần tim kịch liệt nhảy lên, trong chốc lát lại ngây ngẩn. Mà Đỗ Trọng, lảo đảo lắc lư đứng dậy, trong mắt mang to lớn đoạn tuyệt, hai tay liền liền bắt pháp quyết, giọng khàn khàn tụng niệm trước. Thiên khai khải, thượng cổ hồi phục. Thần chú. Đây là mở phòng ấn trận pháp thần chú. Một khi hắn niệm chú xong, phòng ấn thanh thị trúc long trận pháp, thì phải hoàn toàn mở. Bị trấn áp năm tháng vô tận đại hung, đem sẽ tái hiện thế gian. Cho ta chết. Diệp Thần ánh mắt chấn động, cả người hơi thở bùng nổ, hung hăng một kiếm giận phách ra, kiếm khí bão táp, chỉ muốn chém chết Đỗ Trọng, ngăn cản hắn mở trận pháp. Dám. Mà ngay lúc này, một đạo vô cùng bàng bạc, vô cùng bá đạo, vô cùng tàn bạo thanh âm, từ dưới lòng đất truyền ra. Thanh âm này, mang thượng cổ đại hung uy nghiêm. Chỉ là một âm tiết, nhưng ẩn chứa uy áp, so với Diệp Thần Thiên Long Bát Thần âm, lại có thể chút nào không kém. Ô, Diệp Thần phách đi ra kiếm khí, trong nháy mắt bị nghiền diệt. Ở sâu dưới lòng đất, tựa hồ có cái gì đáng sợ lực lượng, đang ngăn trở hắn động tác. Cổ lớn hung, nghe ta hiệu lệnh, dậy. Mà Đỗ Trọng, không có bất kỳ ngăn trở, rốt cuộc đọc xong liền thần chú. Giao, giao, giao. Nguyên rùa ấn phủ lạc, toàn bộ vực sâu hầm đá, chung quanh trên tảng đá trận văn ký hiệu, nhất thời toát ra ánh sáng sáng chói, trong hư không vang lên thần ma ngâm sướng, mạnh mẽ pháp trận chập chờn, từng vòng tràn ra đi. Hầm đá lòng đất điên cuồng lay động, tựa hồ có vật gì muốn xuất thế. Thanh thị trúc long muốn xuất thế, thằng nhóc, chạy mau à. Bất Diệt Long Đế lớn tiếng gầm thét, thúc giục Diệp Thần. Mà Diệp Thần, nhìn một chút phía trước. Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự, liền nằm trên đất, xúc tu có thể đụng. Hắn chân thực chẳng muốn tay không rời đi. Nhưng nếu như lưu lại nơi đây, cùng thanh thị trúc long xuất thế, chỉ sợ là một con đường chết. Thôi, Hiên Viên Mặc Tà, là ngươi thắng. Diệp Thần cắn răng, trong lòng đang rỉ máu, hung hăng hít một hơi thật sâu, vội vàng xoay người chạy ra ngoài đi. Hắn không nghĩ tới, Hiên Viên Mặc Tà lại có thể ác như vậy, vì giết chết hắn, lại có thể liền thanh thị trúc long cũng dám thả ra. Cái này trồng lên cổ đại hung xuất thế, sợ rằng thần quốc không được an bình. Diệp Thần còn không có chạy ra ngoài, dưới chân mặt đất, đột nhiên rạn nứt. Một chùm oanh nham thạch nóng chảy. Điên cuồng cút tràn ra. Toàn bộ hầm đá, nhất thời thành một phiến dung nham thế giới. Vô cùng vô tận ma khí, vô cùng vô tận uy nghiêm, không ngừng bùng nổ. Rốt cuộc, một cái vô cùng to lớn long, từ dưới lòng đất toát ra. Màu xanh miếng vảy, lóe lên ngập trời hung mang. Hai tròng mắt mở ra gian, như có ngân hà sa vào, vô số sáng sớm bất tỉnh hối minh thiên cơ, ở nó trong ánh mắt không ngừng diễn hóa trước. Già nua long tu, tựa hồ mang mãi mãi tang thương, trong cổ họng mơ hồ tản ra gầm nhẹ, đủ để hám đáng nhật nguyệt, chấn động tâm hồn người. Trúc Long đại nhân, Đỗ Trọng lúc này quỳ xuống, liền liền dập đầu đầu. Trước mắt điều này thanh long, chính là trong truyền thuyết thượng cổ đại hung, thanh thị trúc long. Thanh thị trúc long trên mình, có vô cùng vô tận ma khí. Nó hơi thở, đơn giản là long trời lở đất, bàng bạc đến nghịch thiên bước. Diệp Thần nhìn thân ảnh của nó, rung động thật sâu. Cái này thanh thị trúc long, so với một sừng hạn bạt, hắc sát ma hạt, không biết lợi hại nhiều ít lần. Cho dù trải qua thiên hình đài hành hạ, còn có năm tháng vô tận trấn áp, nhưng thời khắc này thanh thị trúc long, vẫn có uy trấn hoàn vũ hơi thở, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy rung động. Không thể chiến thắng. Tuyệt đối không thể nào chiến thắng. Ngay lập tức, Diệp Thần liền đoán được. Dựa vào mình thực lực trước mắt, không thể nào chiến thắng thanh thị trúc long. Trừ phi là luân hồi chi chủ hạ xuống lần nữa, nếu không không có chút nào phần thắng. Nếu quả thật đánh, hắn cặn bã cũng không biết còn lại. Hiên Viên Mặc Tà bước cuối cùng này cờ, là liều mạng sinh linh đồ thán, chảy máu vạn dặm làm giá, vậy muốn giết chết hắn, hắn muốn lật bàn, nơi nào có như thế dễ dàng,
Là ngươi phóng thích bổn tọa đi ra ngoài. Thanh Thị Trúc lòng ánh mắt thâm thúy, nhìn Đỗ Trọng. Ở nó khí tức bàng bạc bao phủ hạ, Đỗ Trọng cái này cái thiên thần cảnh 4 tầng thiên cao thủ, giống như con kiến hôi bụi bậm, không đáng giá để ra. Phải, phải, phải. Đỗ Trọng luôn miệng gật đầu, cả người phát run. Rất tốt, bổn tọa có thể thực hiện một mình ngươi nguyện vọng. Thanh Thị Trúc Long liếm môi một cái, trong mắt thần quang chớp động, không biết đang tính toán chút gì. Nguyện vọng. Đỗ Trọng vừa nghe, nhất thời tinh thần phấn chấn, chỉ Diệp Thần, giữ tợn nói. Giúp ta giết hắn. Nghe vậy, Diệp Thần bộ dạng sợ hãi thất sắc. Hiện tại Thanh Thị Trúc Long tỉnh lại, lối ra không gian đã bị phong tỏa, hắn đã không trốn thoát được. Giết hắn. Thanh Thị Trúc Long híp mắt, quan sát một tí Đỗ Trọng, nói, người nội thương rất nghiêm trọng, bị Thiên Long Bát Thần Âm chấn thương, nếu như lại không trị liệu, sợ rằng sẽ lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng, người không dự định trước hết để cho bổn tọa ra tay, vì ngươi chữa thương sao. Bị trấn áp vô tận 5 tháng, lần này hồi phục, Thanh Thị Trúc Long tựa hồ rất có hứng thú, lại có thể và Đỗ Trọng nói trò chuyện. Không cần, không cần. Đỗ Trọng thụ sủng nhược kinh, ta thương thế, sau khi rời khỏi đây có thể từ từ hết bệnh, nhưng thằng nhóc này, là ta Thiên Đạo Cung tử địch, xin phiền Trúc Long đại nhân ra tay, thay ta giết hắn. Được, rất tốt, không thành vấn đề. Thanh Thị Trúc Long nhếch mép, lộ ra vô cùng dữ tợn răng, đột nhiên vung lên móng vuốt, một hồi mạnh mẽ sức lực gió giết ra, như phi kiếm vậy cắt kim loại Diệp Thần thân thể. Diệp Thần trong mắt co rúm một cái. Muốn đem xích trần thần mạch toàn bộ kích hoạt, có lẽ có thể ngăn cản. Nhưng Thanh Thị Trúc Long ra tay quá nhanh, sắp đến liền xích trần thần mạch đều không cách nào kích hoạt. Cũng may, hắn còn có phân linh thú, một cái phân thân. Phịch, Diệp Thần cả người, đều bị đánh bay ra ngoài, trên mình gặp phải sức lực gió phi kiếm cắt kim loại, xuất hiện vô số vết thương kinh khủng, máu tươi chảy ròng, sâu thấy tới xương. Hắn hơi thở, tại chỗ tiêu tán. Tựa như biểu thị tử vong. Đỗ Trọng thấy một màn này, thật là da đầu cũng nổ. Ở hắn trong mắt, không thể chiến thắng Diệp Thần, lại có thể vừa đối mặt, liền bị Thanh Thị Trúc Long chém chết, trực tiếp chết, liền một chút hơi thở cũng không tồn tại. Mạnh mẽ. Chân thực quá mạnh mẽ. Thanh Thị Trúc Long thực lực, đơn giản là cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Cái này còn là nó chịu đủ liền thiên hình đài hành hạ, khí huyết bị thật to suy yếu. Lại đi qua vô tận trấn áp trước đề ra, lại còn như vậy mạnh mẽ. Nếu như là nó thời kỳ tột cùng, thật là thật lợi hại. Bổn tọa giết chết hắn, người nguyện vọng thực hiện. Thanh Thị Trúc Long một đánh chết Diệp Thần, khẽ mỉm cười, mắt nhìn xuống Đỗ Trọng. Đa tạ Trúc Long đại nhân, đa tạ, đa tạ. Đỗ Trọng quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Xem ra Thanh Thị Trúc Long cũng không có trong truyền thuyết hung tàn như vậy, hơn nữa tựa hồ còn rất nói phải trái. Đỗ Trọng trong lòng tràn đầy vui mừng, không nghĩ tới dụ giết Diệp Thần nhiệm vụ, cứ như vậy hoàn thành. Không cần cảm ơn, người cũng chết đi. Thanh Thị Trúc Long vẫn mỉm cười, đột nhiên búng một cái móng vuốt, một món kình khí bắn ra, xé chặn Đỗ Trọng cánh tay. À! Đỗ Trọng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, tay cụt máu tươi như rót vào. Đau nhức liền liền. Trúc Long đại nhân, ngươi. Đỗ Trọng gương mặt tràn đầy kinh hãi, sợ hãi nhìn Thanh Thị Trúc Long. Ngươi nguyện vọng thực hiện, ngươi không phải là không có giá trị tồn tại liền sao? Thanh Thị Trúc Long mỉm cười nói. Nghe vậy, Đỗ Trọng bộ dạng sợ hãi thất sắc, rung giọng nói, Trúc Long đại nhân, ta. Ta không có đắc tội ngươi, ngươi vì sao phải giết ta? Còn nữa, ngươi có thể xuất thế. Là ta thả ngươi đi ra ngoài. Bổn tọa giết người, còn cần lý do sao? Thanh Thị Trúc Long ánh mắt bỗng nhiên hung tàn, không có chút nào nói nhảm, long chảo một chấn, như núi cao hạ xuống, phốc xích một tiếng, chấn nổ Đỗ Trọng thân thể, trực tiếp giết chết. Đỗ Trọng cả người, đều được một bãi máu thịt. Còn có một cái. Thanh Thị Trúc Long híp mắt, nhìn xem bất diệt long đế thân phận thật sự, muốn xuất thủ nghiền giết. Thôi. Cùng hắn tỉnh lại lại giết. Dừng một chút, Thanh Thị Trúc Long vẫn là thu hồi móng vuốt. Lúc này bất diệt Long Đế, còn đang hôn mê ngủ say, giết vậy không có ý nghĩa. Thanh Thị Trúc Long lại nhìn xem Diệp Thần tiêu tán phương hướng,
móng vuốt vung lên, mãnh liệt sức lực gió giết ra, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Chính là Diệp Thần. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng đến mức tận cùng, hắn mặc dù có thể vượt cấp tác chiến, nhưng là trước mặt người chân thực quá sợ rằng. Cũng may hắn có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Trước người của hắn, nhưng nổ lên một mặt canh kim vách sắt, chặn lại nó nhất kích. Hung hãn khí huyết chập chờn, ngay tức thì từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra. Còn có thể sống được. Thanh thị Trúc Long nhất thời kinh ngạc, trợn to hai mắt. Vèo. Diệp Thần thân thể, nhưng bỗng nhiên nhảy bắn lên, như tia chớp sao rơi, điên cuồng đi Thanh thị Trúc Long sau lưng, hầm đá chỗ sâu không gian tập kích bất ngờ đi. Nguyên lai, mới vừa nhận chịu Thanh thị Trúc Long nhất kích, xảy ra chuyện bất quá là vậy đạo phân thân, hắn thân phận thật sự cũng thật không có chết. Huyết mạch hắn và khí lực tư chất, như vậy mạnh mẽ, làm sao có thể nhất kích liền bị giết chết. Bất quá, Diệp Thần không muốn bại lộ, dứt khoát thu liễm hơi thở, chờ đợi cơ hội. Từ luyện 33 thiên hồng mông cổ pháp sau đó, hắn đối với hơi thở vận dụng hơn nữa thành thạo, liền Thanh thị Trúc Long ban đầu cũng không có phát hiện. Nhưng hiện tại, Thanh thị Trúc Long muốn đem hắn hoàn toàn xóa bỏ, tất nhiên phát hiện cái gì. Đáng chết, cái này hung thú, lại có thể cường đại đến tình cảnh này. Diệp Thần cắn răng, liều mạng bôn tẩu. Đường ra không gian đã bị đóng chặt, chỉ có đi trong vực sâu mặt chạy, mới có mạng sống cơ hội. Hắn cảm nhận được, mình khí vận còn không có tuyệt, hẳn còn có chạy trốn cơ hội. Có thể chạy đi nơi nào? Thanh thị Trúc Long ánh mắt rét lạnh, móng vuốt phung ra, như thái sơn bay oành, mang cuồn cuộn ma khí, lăng không trấn áp Diệp Thần. Nhất thời, Diệp Thần cảm nhận được liền to lớn áp lực, long chảo chưa tới, hắn gân cốt cơ hồ thì phải vết nứt. Rào. Nhưng đột nhiên, hắn ấn đường, nhưng là nổi lên một viên đen nhánh con ngươi. Ác ma mắt. Ở chung quanh cuồn cuộn ma khí dưới sự kích thích, hắn ác ma mắt, tự động nổi lên. Giết, giết, giết. Diệp Thần ánh mắt, vậy trở nên đỏ như máu, tràn đầy nghiêm ngặt sát khí. Ở một tích tắc này gian, Diệp Thần lại có thể nhập ma. Tính một chút thời gian, Diệp Thần đã rất lâu không có mở nhập ma trạng thái. Bởi vì, ma tính sẽ nuốt cắn người trí khôn tâm thần, để cho người đổi được hung ác tàn bạo, sau này tu luyện còn sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Nhưng hiện tại sống chết trước mắt, Diệp Thần cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, trực tiếp nhập ma. Hắn một rơi vào ma đạo, khí tức cả người bạo tăng, tóc từng cây một bồng bềnh, mỗi một sợi tóc, cũng tràn ra ngập trời ma hy. Trong hư không, vang lên hàng tỷ sinh linh gào khóc, tựa hồ có vô số ma ảnh ở quỳ lạy Diệp Thần. Diệp Thần, tựa hồ thành ma đạo đứng đầu. Đây là Thanh thị Trúc Long kinh hãi, nó cũng thuộc về vực ngoại thiên ma, mà hiện tại, Diệp Thần nhập ma, trên mình bạo phát ra nghịch thiên ma khí, lại là rung động nó tâm thần. Thừa dịp này cơ hội, Diệp Thần thân thể nhanh chóng thiểm lược mà qua, thoát khỏi Thanh thị Trúc Long, đi tới vực sâu hang chỗ sâu. Hô! Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm sau đó, Diệp Thần trên mình ma khí tan đi, ác ma mắt vậy ẩn giấu đi, cả người khôi phục vốn là hình dáng. Hô, thật là nguy hiểm, vậy Thanh thị Trúc Long, lại có thể như vậy mạnh mẽ, không biết lúc nào, ta mới có thể chiến thắng nó. Diệp Thần thở hào hển. Tu luyện một đường, quả nhiên mãi không có giới hạn. Một đầu Thanh thị Trúc Long, cứ như vậy lợi hại, thiên thần cảnh đỉnh cấp, thần đế cấp bậc cao thủ, chỉ sẽ càng thêm lợi hại. Mà Hiên Viên Mặc Tà, lại sẽ lợi hại đến cái gì bước? Còn có thượng giới, lại là như thế nào thần bí tồn tại? Diệp Thần lắc đầu một cái, không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là mau trốn thoát ra khỏi đi. Còn có Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự, vậy phải nghĩ biện pháp cứu viện, tuyệt không thể nhìn hắn bị Thanh thị Trúc Long giết chết. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, nhưng phát hiện ở nơi này hang chỗ sâu. Lại có thể còn có một cái không gian, và khốn khóa huyết long vực sâu, có chút tương tự. Cái này mảnh không gian, không biết bên trong cất giấu cái gì. Diệp Thần tâm thần nghiêm nghị, tính toán một hồi, cuối cùng là đạp đi vào. Dẫu sao, hắn đã không thể nào quay đầu lại, trước mặt coi như là núi đao biển lửa, xông vào vậy so đối mặt Thanh thị Trúc Long thân nhau. Đạp, đạp, đạp. Diệp Thần dọc theo không gian lối đi không ngừng tiến về trước.
tiếng bước chân quanh quẩn. Long đế tiền bối, ngại quá, ngươi thân phận thật sự, ta tạm thời cứu không ra ngoài. Diệp Thần thanh âm mang áy náy, truyền đạt trở lại luân hồi mộ địa. Mặc dù Đỗ Trọng đã chết, nhưng bất diệt Long đế thân phận thật sự, cũng không có thoát khỏi khốn cảnh, ngược lại là hơn nữa nguy hiểm. Bởi vì, Thanh Thị Trúc Long xuất thế. Ở Thanh Thị Trúc Long móng vuốt hạ, bất diệt Long đế thân phận thật sự, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Không cần lo lắng. Bất diệt Long đế nhưng khẽ mỉm cười, không có quá mức để ý. À, Diệp Thần có chút ngạc nhiên. Bất diệt Long đế nói, ta thân phận thật sự, trên mình mang diệt Long Châu, cái này diệt Long Châu mặc dù hành hạ ta, nhưng phóng thích ra hơi thở, lại có thể ngăn cản Thanh Thị Trúc Long tổn thương, ta thân phận thật sự sẽ không như thế dễ dàng chết. Nghe vậy, Diệp Thần nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, có thật không? Diệt Long Châu, là hành hạ bất diệt Long đế chỗ căn nguyên. Không nghĩ tới vật này, lại còn có thể chống lại Thanh Thị Trúc Long. Đã như vậy, Diệp Thần an tâm. Ta thân phận thật sự an nguy, người tạm thời không cần phải để ý đến, trước nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi. Bất diệt Long đế nói. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, dọc theo không gian lối đi một đường tiến về trước. Rào. Trước mắt, đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Xuất khẩu ra. Diệp Thần trong lòng vui mừng, sải bước tiến lên trước, phát hiện phía trước là một chỗ để tế đàn. Mà ở tế đàn vùng lân cận, có hai đạo thân ảnh. Một đạo ma khí ngất trời, là cái người mặc hắc bào nam tử. Một món khác huyết quang cổn đáng, nhưng là một đầu thần uy huyết long. Lại là Già Thiên Ma Đế và huyết long. Già Thiên Ma Đế, huyết long. Diệp Thần hoàn toàn ngây dại, không nghĩ tới lại có thể sẽ ở chỗ này, đụng phải hai người. Hắn thậm chí lấy vì mình hoa mắt. Nghe được Diệp Thần kêu gọi, Già Thiên Ma Đế và huyết long quay đầu lại. Diệp Thần, người tại sao lại ở chỗ này? Già Thiên Ma Đế nhất thời kinh hãi, cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này đụng phải Diệp Thần. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Thần Long Điện bầu trời, một nơi bể tan tành hư không chảy loạn. Một đạo chân đạp bảy màu ngọn lửa cự thú đứng ngạo nghễ, nó trong mắt lưu chuyển từng cơn phù văn. Huyết mạch lại thay đổi có chút đặc thù. Mà đây đầu khí thế bất phàm cự thú bên trên, lại ngồi một cái giống như yên lặng ở hàn băng thế giới tuyệt thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ lần này vạch trần cái khăn che mặt. Chính là Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh nhìn hư không vỡ vụn, trong mắt ngưng trọng, nhàn nhạt nói, thượng giới lực lượng quả nhiên mạnh mẽ, nếu như không phải là tiểu hoàng mang vật kia rời đi, sợ rằng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bạch Nhi, người để cho ta không muốn âm thầm đi theo Diệp Thần, hiện tại người rõ ràng hậu quả đi. Bạch Nhi có chút ủy khuất, nàng cúi đầu, đùa bỡn quần áo trắng một góc, cung chủ, ngươi không thể một mực che giấu ở Diệp Thần chỗ tối à, ngươi cũng có chuyện của mình phải xử lý, những chuyện này, giao cho Bạch Nhi xử lý là được. Ngụy Dĩnh thần sắc nghiêm nghị, khí lạnh càng phát ra thấu xương, lạnh lùng nói. Giao cho ngươi xử lý hữu dụng, bây giờ cục diện này, ngươi giải thích thế nào? Còn có ngươi giấu giếm chuyện này nhiều ngày như vậy, có phải hay không ta không hỏi? Ngươi liền vĩnh viễn không nói tới. Nếu như lúc ấy ta tại chỗ, sự việc có lẽ sẽ không như vậy phát triển. Huyền Cơ Nguyệt vậy đạo phân thân muốn ở ta mí mắt phía dưới đưa đi đồ, tuyệt không thể nào. Bạch Nhi, ta không phải trách cứ ý ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi rõ ràng, đây là một lần cuối cùng làm nghịch ta ý chí. Nếu có lần sau nữa, Tuyệt Hàn Đế Cung, không cần ngươi. Bạch Nhi sắc mặt ngay tức thì trắng bệch. Sợ trực tiếp quỳ xuống đất, cung chủ, Bạch Nhi biết sai, Bạch Nhi cũng không dám nữa. Ngụy Dĩnh trong mắt sửng dưng, đứng lên đi. Bây giờ muốn tìm tiểu hoàng, trừ Thiên Cơ đạo nhân, chỉ có vậy cái biện pháp. Một giây kế tiếp, Ngụy Dĩnh trong tay nhưng là sử dụng một cây kiếm gãy. Kiếm gãy vừa ra, trên bầu trời lại xuất hiện từng cơn lôi kiếp. Bạch Nhi mới vừa khôi phục sắc mặt không lâu, ngay tức thì lại là trắng bệch. Nàng run rẩy thân thể, kích động nói, cung chủ không thể. Vật này giá quá lớn à, nếu là bị những người đó biết vật này hạ xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à. Ngụy Dĩnh tay cầm kiếm gãy, trong mắt đóng chặt, ấn đường lại xuất hiện một đạo kim sắc phù văn. Phù văn thần bí lại sâu thẳm. Những người đó, nếu như bọn họ dám hạ xuống, vừa vặn,
ta liền đem Tuyệt Hàn Đế cung thủ cùng nhau báo. Bạch Nhi nghe được Ngụy Dĩnh như vậy lời nói, mặc dù trong lòng còn có rất nhiều ý kiến, nhưng là hiển nhiên không dám nói gì nữa. Nàng rõ ràng cung chủ, cái này tay cầm thần quốc cao nhất bí mật người phụ nữ đối với mình sống chết có thể hoàn toàn không để ý. Nhưng là đối với người thanh niên kia, nhưng là trả giá quá nhiều. Mấu chốt nàng một mực không để ý tới rõ ràng, tại sao Ngụy Dĩnh không để cho Diệp Thần biết mình thân phận. Rõ ràng hai người quen biết, nhưng Thủy Chung muốn cách trở một tầng khăn che mặt. Loại cảm giác này, không cách nào lời nói. Mà ở Ngụy Dĩnh tay cầm kiếm gãy nháy mắt, trên bầu trời, tràn đầy cực kỳ năng lượng kinh khủng sấm sét ầm ầm nện xuống. Hiển nhiên cái này kiếm gãy không thuộc về thần quốc, thậm chí xúc động thần quốc thiên đạo. Ngụy Dĩnh nhìn vậy từng đạo sát ý ngất trời sấm sét, hừ lạnh một tiếng, người đối với ta hành động này không hài lòng. Muốn ngăn trở ta, ngại quá, ta Ngụy Dĩnh không thích, diệt. Một giây kế tiếp, Ngụy Dĩnh quanh thân lại lơ lửng vô số băng đá. Cái này băng đá cổ xưa lại thần bí, mỗi một viên cũng lóe lên không giống nhau quang. Nháy mắt tức thì, băng đá bạo bắn ra, hóa là một đạo che trời đồ sộ thuẫn, hung hãn hướng sấm sét đi. Ầm, hai cổ cực hạn lực lượng va chạm. Quỷ dị chuyện xảy ra. Che trời đồ sộ thuẫn lại chiếu ngược kỳ quái phù văn, rất miễn cưỡng đem những cái kia sấm sét hấp thu hầu như không còn. Ngụy Dĩnh Tú vung tay lên, những cái kia băng đá hút vào tay nàng tim. Nàng đôi mi thanh tú nhẹ nhàng khều một cái, mặt tuyệt mỹ bảng viết đầy lãnh ý, một chỉ điểm ra, mới vừa rồi sấm sét lại hóa là một đạo cự lôi kiếm. Hướng về phía trước mặt không gian chém xuống. Lại rất miễn cưỡng xé không gian. Có thể gặp hắn huy. Một bên Bạch Nhi cũng có chút khiếp sợ, kinh ngạc nói, cung chủ, người học biết chiêu kia. Ngụy Dĩnh không nói gì, nhắm mắt lại, buông lỏng một cái tay khác. Vậy kiếm gãy lại trôi lơ lửng. Nàng môi đỏ mỏng khẽ nhúc nhích, không ngừng có màu vàng kim chữ viết khạc ra, giống như phản âm từng cơn. Lấy ta tên, mở cấm thuật, nhật nguyệt ngược dòng, đế cung chi hình, thiên cơ ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm gãy lại cấp tốc chuyển động, cuối cùng bỗng nhiên dừng lại, chỉ hướng một phương hướng. Cũng hướng cái hướng kia cấp tốc bay đi. Phốc suy. Ngụy Dĩnh ngay tức thì khạc ra một hơi đỏ bừng máu, cố nhiên nàng tu vi mạnh mẽ, nhưng là khởi động cái này loại cấm thuật, đối với nàng hao tổn cũng là cực kỳ to lớn. Như không phải là vì Diệp Thần, nàng căn bản không có thể vận dụng phương pháp này. Cung chủ, Bạch Nhi muốn lên trước, lại bị Ngụy Dĩnh ngăn cản, nàng nhìn một cái càng ngày càng xa kiếm gãy, đối với Bạch Nhi nói, Bạch Nhi, ta có thể phải rời đi một hồi, còn như Diệp Thần, người giúp ta lưu ý, có bất kỳ sự việc, thời gian đầu tiên thông báo ta. Nói xong bất đồng Bạch Nhi phản ứng, ô mang ngọn lửa hội tụ, như nhanh như tia chớp xông tới. Hiển nhiên, kiếm gãy phương hướng chỉ, chính là tiểu hoàng tung tích. Thế gian thiên cơ, đạo nhân nắm trong tay, còn có ngoại lệ, vừa đứt thương kiếm. Đây là Tuyệt Hàn Đế cung một trong những bí mật. Cửu Thiên Thần Long Điện, Tù Long Phong Lòng Đất. Già Thiên Ma Đế, Huyết Long và Diệp Thần ba người trong con ngươi cũng viết đầy kinh ngạc. Diệp Thần nghĩ tới vô số loại có thể thấy Huyết Long và Ma Đế, vậy chưa từng nghĩ sẽ ở loại chuyện này gặp mặt. Mấu chốt, Huyết Long và Ma Đế không phải ở đó chỗ vực sâu sao? Lại làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Diệp Thần, người đây là... Ma Đế từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, lần nữa nói. Diệp Thần không biết làm sao cười khổ, chế trụ nội tâm kinh ngạc, nhún nhún vai, ta vì né tránh Thanh Thị Trúc Long đuổi giết, trốn đến nơi này. Hắn đem Thiên Đạo Cung mở trận pháp, thả ra Thanh Thị Trúc Long, mình thiếu chút nữa bị giết chết sự việc, đơn giản nói một lần. Còn như Bất Diệt Long Đế sự việc, hắn cũng không có nói. Bởi vì, đây là hắn nhân quả, không cần phải cầm Già Thiên Ma Đế và Huyết Long dắt kéo vào. Thanh Thị Trúc Long được thả ra. Già Thiên Ma Đế trong mắt có giúp một cái, hắn tự nhiên cũng nghe qua Thanh Thị Trúc Long hung danh, đây là đường đường thượng cổ đại hung, liền hắn đều phải kiêng kỵ. Chủ nhân, Thiên Đạo Cung vì giết ngươi, lại có thể thả ra Thanh Thị Trúc Long. Huyết Long cũng là một hồi khiếp sợ, Thanh Thị Trúc Long xuất thế, không biết sẽ đưa tới biết bao ngập trời biến cố. Ừ, Hiên Viên Mặc Tà đây là điên rồi, cuối cùng có một ngày,
ta sẽ đích thân tiêu diệt hắn. Diệp Thần nắm quyền một cái, trong mắt trong phảng phất có sát ý chớp động. Chủ nhân, chúng ta trước nghĩ biện pháp rời đi nơi này nói sau. Huyết Long không biết làm sao cười khổ, hắn và Già Thiên Ma Đế bị kẹt ở chỗ này, cũng có một đoạn thời gian, nhưng từ đầu đến cuối không nghĩ tới biện pháp đi ra ngoài. Rời đi. Diệp Thần trong lòng kinh nghi không chừng, chỗ này, lại có thể khốn tại Già Thiên Ma Đế và Huyết Long, rốt cuộc có cổ quái gì. Hắn nhìn khắp bốn phía, cái này mảnh đất để không gian, chừng thiên bách tế đàn, mỗi một trên tế đàn nhấp nhô cổ quái vực ngoại phù văn. Tế đàn cùng tế đàn tới giữa, còn có xiềng xích tương liên, mặt đất chảy xuôi đỏ nhạt máu, trải qua mãi mãi năm tháng, lại còn không khô kiệt, vẫn tản mát ra từng cơn mùi tanh. Đáng sợ hơn phải, nơi này hơi thở, và ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Diệp Thần không cảm ứng được một tia linh khí, liền khí tức trong người đều không thể điều động. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Các ngươi làm sao sẽ tới chỗ này? Diệp Thần kinh ngạc không thôi. Ta và Huyết Long, là dọc theo vậy vực sâu đường hầm tiến vào. Già Thiên Ma Đế thanh âm trầm thấp, đem bọn họ ở Huyết Long trong vực sâu phát hiện bích họa, còn có không gian thần bí sự việc, nói đơn giản cho Diệp Thần nghe. Ban đầu hắn và Huyết Long, chính là dọc theo thần bí kia không gian, một đường đi tới nơi đây. Đất này để tế đàn, ngăn cách tất cả linh khí, bọn họ không thể vận dụng lực lượng, trực tiếp bị vây ở nơi đây. Chỗ này có thể là Đế Uyên Điện bố trí cấm địa. Già Thiên Ma Đế bàn tay động một cái, một khối ngọc bài nổi lên. Diệp Thần thấy rõ, ở trên ngọc bài, in ba chữ to. Đế Uyên Điện, Đế Uyên Điện. Nhất thời, Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng. Ban đầu, Lâm Tuyệt Long trước khi chết, đề cập tới Đế Uyên Điện tên chữ. Không nghi ngờ chút nào, đây là mãi mãi thế lực. Năm đó Diệp gia đại năng. Vì chống lại Đế Uyên Điện, thậm chí mở ra Côn Luân Hư. Hắn kiếp trước, luân hồi chi chủ chết, có lẽ cũng cùng Đế Uyên Điện có liên quan. Cái này mảnh đất để tế đàn, có thể thật sự là Đế Uyên Điện mở ra cấm địa. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, hắn cảm giác được, mình khoảng cách phía sau màn chân tướng, càng ngày càng đến gần. Thượng giới, Đế Uyên Điện, đều đã xuất hiện. Hắn vạch trần sương mù dày đặc, luân hồi thức tỉnh. Thấy mặt trời lần nữa cuộc sống, có lẽ không xa. Ma Đế, Huyết Long, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Diệp Thần trầm giọng nói. Chỗ này, và Đế Uyên Điện có liên quan, trời mới biết cất giấu hung hiểm gì, vẫn là sớm rời đi thì tốt hơn. Còn nữa, Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự, còn không có thoát khỏi nguy hiểm, Diệp Thần chỉ muốn mau sớm ra đi cứu viện. Ta đây là ta muốn rời đi. Nhưng căn bản không tìm được lối ra. Già Thiên Ma Đế lắc đầu một cái, bị kẹt nhiều ngày, hắn từ đầu đến cuối không có đầu mối, từ đầu đến cuối không tìm được lối ra rời đi. Lối ra, bên kia thì có một cái. Diệp Thần xoay người lại chỉ, hắn mới vừa từ Tù Long Phong vực sâu trốn xuống, hiện tại dọc theo đường cũ trở về, tự nhiên không thành vấn đề. Còn như Thanh Thị Trúc Long, có Già Thiên Ma Đế và Huyết Long ở chỗ này. Bọn họ ba người liên thủ, tuyệt đối có sức đánh một trận. Nhưng hạ một sát, Diệp Thần nhưng là ngây ngẩn. Bởi vì, hắn phát hiện đường cũ lối ra, lại có thể biến mất không thấy. Hắn muốn dọc theo đường cũ trở về, vậy không làm được. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nhất thời một hồi khiếp sợ. Chỗ này, không gian và cổng vào đều là không ngừng di động, đặc biệt chi cổ quái. Già Thiên Ma Đế chau mày, thở dài một cái. Phải không? Diệp Thần cười khanh khách thất thần, không nghĩ tới đất này để tế đàn thế giới, lại có thể quỷ dị như vậy. Đế Uyên Điện bố trí này cùng thế giới, rốt cuộc ý muốn vì sao là? Diệp Thần trong mắt lóe lên, ngưng tiếng nói, nếu không có lối ra, vậy chúng ta trực tiếp xông vào đi ra ngoài. Hắn đi tới tế đàn thế giới bên bờ, đây là một phiến đại bàng tạo bóng loáng vách núi. Như mặt tường vậy, trên vách núi có rất nhiều cấm chế phù văn. Những cấm chế này phù văn, ngăn cách ngoại giới linh khí, vậy áp chế thân thể con người hơi thở, làm cho không người nào có thể vận dụng linh lực, hoàn toàn mất đi lực lượng. Hơn nữa, cấm chế phù văn còn đúc tạo thành một tầng vách sắt, muốn phá vỡ vách sắt xông ra đi, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Chủ nhân,
ở địa phương quỷ quái này, chúng ta không thể vận dụng linh lực, dựa hết vào lực lượng của thân thể, căn bản không có thể phá vách chạy khỏi. Huyết Long lắc đầu một cái, cũng là không biết làm sao. Nếu như có thể vận dụng linh lực, hắn tùy tiện một móng vuốt, cũng có thể phá vỡ cấm chế, giết vượt bay lên trời. Đáng tiếc, nơi đây cất giấu đế uyên điện nhân quả, đặc biệt chi quỷ dị, hơi thở ngăn cách, linh lực ngừng, hắn vậy không có cách nào. Lực lượng của thân thể, có lẽ ta có thể thử một chút. Diệp Thần trong mắt đột nhiên ác liệt, mặc dù ở chỗ này, linh lực không thể vận dụng, nhưng đơn thuần lực lượng của thân thể, cũng không bị ảnh hưởng. Hút, Diệp Thần hít sâu một hơi, tay phải nắm lại, cánh tay gân xanh nổi lên, lực lượng cuồng mãnh đang tích góp. Hắn có luân hồi huyết mạch, cũng thức tỉnh xích trần thần mạch và lăng phong thần mạch, hơn nữa đoạn đường này tu luyện, thân xác không biết trải qua bao nhiêu lần rèn luyện, đơn giản là cường hãn đến nghịch thiên. Không nói khác, chỉ nói hắn trước luyện hóa hỗn độn tinh thụ, sẽ để cho hắn hoàn toàn lột xác, đột nhiên tăng mạnh. Phá cho ta! Diệp Thần hét lớn một tiếng, một quyền hung hăng bạo giết ra. Cuồng bạo hỗn độn khí tức, ở hắn trong quyền phong tàn phá. Hắn một quyền này, xen lẫn thế giới hỗn độn minh mông chập chờn, tựa hồ có thể nghiền nát tinh cầu, chấn áp chư thiên, mạnh mẽ tới cực điểm. Đây là... khí thế thật là mạnh. Già Thiên Ma Đế và Huyết Long thấy một màn này, nhất thời thật sâu kinh hãi. Không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, Diệp Thần lại có thể tấn thăng hỗn độn cảnh. Hơn nữa, Diệp Thần hỗn độn lực lượng, không biết so với người bình thường cường hãn nhiều ít, đơn giản là coi trời bằng vung. Già Thiên Ma Đế có loại cảm giác, nếu như đi ra bên ngoài, hắn và Diệp Thần so tài, lá bài tẩy dốc hết dưới tình huống, hắn muốn đánh bại, tuyệt đối là đặc biệt khó khăn. Chính là hỗn độn cảnh, liền như vậy cường hãn, thằng nhóc này thật là muốn nghịch thiên. Già Thiên Ma Đế trong lòng thán phục, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, hắn cũng không tin, Diệp Thần sẽ trở thành vừa được tình cảnh này. Oanh! Ở Diệp Thần quả đấm đánh xuống, đúng mặt cấm chế vách sắt chấn động đứng lên, vô số vực ngoại phù văn phai mờ, mặt đất điên cuồng run rẩy, ùng ùng vang dội, tựa hồ muốn sụp đổ. Vô cùng kiên cố cấm chế vách sắt, lại có thể xuất hiện một chút vết rách, tựa hồ tùy thời có thể nổ tung. Thật phá vỡ! Già Thiên Ma Đế và Huyết Long mừng rỡ không thôi. Nhưng bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ kéo dài trong nháy mắt. Rào! Đáng sợ một màn xuất hiện, cấm chế này vách sắt vết rách, lại có thể tự động chữa trị, mới vừa phai mờ phù văn, lần nữa ra đời ra. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, rơi vào một tòa trên tế đàn. Nắm đấm của hắn, đã chảy ra máu tươi, không ngừng nhỏ xuống ở phía trên tế đàn. Mới vừa đánh cấm chế vách sắt, hắn vậy được to lớn phản chấn. Vốn là, lấy hắn thân xác cường hãn, quyền thế chi bá đạo, cấm chế này vách sắt, hoàn toàn là có thể đánh vỡ. Nhưng không nghĩ tới, cấm chế này đặc biệt quỷ dị, nếu như không thể trong nháy mắt oanh phá, liền sẽ tự động tu bổ, liền liền phai mở phù văn, cũng sẽ lần nữa diễn hóa ra tới. Đây cũng là đế uyên điện thủ đoạn sao? Diệp Thần kiêng kỵ sâu đậm, cái này đế uyên điện rốt cuộc là thần thánh phương nào, đơn giản bố trí một cái cấm địa, sẽ để cho hắn cức thủ vô bỉ. Chủ nhân! Huyết Long trầm giọng kêu gọi, nhìn Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng hình dáng, tựa hồ tình thế không quá hay. Ta thử lại lần nữa. Diệp Thần cắn răng, cả người gân cốt chấn động, cổ họng dương ra, liền muốn tuôn ra Thiên Long Bát Thần Âm. Thiên Long Bát Thần Âm, dùng thân xác gân cốt lực lượng, cũng có thể thi triển. Hắn ngược lại muốn xem, cấm chế này vách sắt thật lợi hại, có thể hay không ngăn trở Thiên Long Bát Thần Âm đánh vào. Rào! Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Thần dưới chân tế đàn, hấp thu hắn máu tươi, nhưng là chấn động kịch liệt đứng lên, toát ra đen nhánh sương mù. Ừ! Diệp Thần một hồi kinh dị, vội vàng nhảy xuống tế đàn, định thần vừa thấy, liền gặp một đạo hư ảo bóng người, như mây khói vậy từ trong tế đàn bay ra. Thân ảnh này, tựa hồ bị phong ấn ở trong tế đàn mặt. Hấp thu Diệp Thần máu tươi, mới hoàn toàn hồi phục. Có cổ quái! Già Thiên Ma Đế và Huyết Long mắt thấy, cũng là một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới trong tế đàn mặt, lại còn phong ấn một đạo linh hồn.
Đây là một cái hơi thở suy đồi ông già, giữa trán hiện đầy tang thương. Ông già một hiện lên, liền mờ mịt nhìn bốn phía, tựa hồ không nghĩ tới mình sẽ hồi phục. Hắn nhìn xem Già Thiên Ma Đế, nhìn xem Huyết Long. Cuối cùng, hắn ánh mắt, thật chặt rơi vào Diệp Thần trên mình. Trong mắt bên trong, nhất thời hiện ra to lớn kinh hãi. Tội người hầu Diệp Thiên Tàn, bái kiến luân hồi chi chủ. Ông già cung cung kính kính quỳ xuống, cúi phục màng bái. Ngươi là người phương nào? Diệp Thần nhất thời cả kinh, không nghĩ tới cái này ông già lại có thể nhận được hắn, hơn nữa còn họ Diệp. Tiểu nhân là Diệp gia người làm, tại đại chiến lúc bởi vì thực lực không đủ, bị Đế Huyên Điện bắt sống, hủy đi thân xác, tàn hồn phong ấn ở nơi đây, vĩnh viễn bị trấn áp khổ. Hôm nay may mắn mông luân hồi chi chủ thủy ban cho ân từ, bỏ máu cứu giúp, tiểu nhân mới có thể siêu thoát. Diệp Thiên Tàn cúi dựa thấp đầu, giọng cung kính nói. Ngươi là thượng cổ Diệp gia người làm. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, bấm ngón tay tính toán, nhất thời cảm thấy thiên cơ phù hợp. Cái này Diệp Thiên Tàn không có nói láo, đích thực là thượng cổ người Diệp gia, không phải Đế Huyên Điện cố ý mai phục con cờ. Đúng vậy, đa tạ luân hồi chi chủ cứu giúp. Diệp Thiên Tàn giọng cảm kích, linh hồn thân thể không ngừng nhạt đi xuống, sắp muốn siêu thoát thăng thiên, thoát khỏi trấn áp khổ. Đợi một chút, người có biết, rời đi nơi này biện pháp? Diệp Thần vội vàng hỏi. Nghe vậy, Diệp Thiên Tàn ánh mắt lóe lên, tựa hồ đang nhớ lại cổ xưa bí mật. Hồi bẩm luân hồi chi chủ, mảnh đất này để tế đàn thế giới, trên thực tế là Đế Huyên Điện một cái cúng tế chỗ. Sốt cuộc. Diệp Thiên Tàn lên tiếng. Mỗi một cái phía dưới tế đàn, cũng phong ấn một đạo oan hồn, thượng cổ đại chiến thời điểm, không biết lại có bao nhiêu người ở Đế Huyên Điện thủ hạ, trở thành vong hồn. Những thứ này vong hồn, hoặc là bị cầm đi huyết tế pháp bảo, luyện chế đan dược, hoặc là chính là bị phong ấn chân áp, đảm nhiệm cúng tế vật liệu. Diệp Thiên Tàn giọng mang mãi mãi bi thương. Diệp Thần, Già Thiên Ma Đế, Huyết Long ba người nghe được. Đều là rợn cả tóc gáy. Nếu như đơn thuần tế hồn luyện bảo, cái này cũng không cái gì, dẫu sao Già Thiên Ma Đế vậy là ma đạo nắm giữ, không biết luyện hóa quá nhiều thiếu oan hồn. Nhưng là, phong hồn trấn áp, cúng tế trường thiên, để cho người vĩnh viễn không thể siêu thoát, thủ đoạn này, chân thực quá mức tàn khốc, coi như Già Thiên Ma Đế cũng không làm được. Có thể gặp, cái này Đế Huyên Điện thủ đoạn, có bao nhiêu tàn nhẫn. Luân hồi chi chủ. Nếu như các người muốn rời đi, tiểu nhân có thể giúp các người giúp một tay. Diệp Thiên Tàn trong mắt đột nhiên đoạn tuyệt, linh hồn thân thể bốc cháy, bộc phát ra từng luồng kim quang. Ông ông ông! Bốn phía trên vách núi cấm chế phủ văn, nhất thời ông động lực, hơi thở ngay tức thì rối loạn. Tiểu nhân bị trấn áp vô tận 5 tháng, luôn muốn chạy khỏi đi ra ngoài, vậy điều nghiên qua những phủ văn này quy luật, tuy không nói tinh hiểu, nhưng muốn dung chuyển phủ văn khí cơ. Vẫn là dễ như trở bàn tay. Diệp Thiên Tàn nói chuyện tới giữa, linh hồn cháy được kịch liệt hơn, cả người kim quang diễm diễm, mà chung quanh cấm chế phủ văn, khí cơ hoàn toàn rối loạn đi xuống. Tốt cơ hội! Già Thiên Ma Đế ánh mắt đông lại một cái, hiện tại cấm chế phủ văn bị dung chuyển, chúng ta ba người liên thủ, có lẽ có thể phá đánh ra. Không sai! Huyết Long cũng là gật đầu, đây là ngàn năm một thuở chạy khỏi thời cơ. Không cho sơ thất. Thiên Tàn tiền bối. Diệp Thần ngắm nhìn Diệp Thiên Tàn, tâm thần một hồi rung động, người sau lấy cháy linh hồn làm giá, là bọn họ tranh thủ được chạy trốn cơ hội. Luân hồi chi chủ, đa tạ cứu giúp, tiểu nhân có thể an tâm siêu thoát. Diệp Thiên Tàn ánh mắt hiền hòa, trên mình kim diễm hô hô, linh hồn thể ngay tức thì tẫn diệt, đạo đạo kim quang điên cuồng tản ra, đánh thẳng vào chung quanh cấm chế phủ văn. Cấm chế phủ văn chập chờn, càng ngày càng mãnh liệt. Động thủ. Già Thiên Ma Đế dẫn đầu xuất thủ, chỉ điểm một chút xiết ra, cả người ma khu lực lượng, toàn bộ hội tụ ở trên đầu ngón tay mặt. Được. Huyết Long gầm thét một tiếng, cũng là huy động móng vuốt, hướng cấm chế vách sắt đánh đi. Diệp Thần thấy Diệp Thiên Tàn tiêu tán, hơi thất thần, nhưng ánh mắt khôi phục rất nhanh nặng luyện, hít sâu một hơi, cuồng như vậy một quyền đập ra. Úm. Diệp Thần cả người gân cốt chấn động, một đạo cổ xưa âm tiết, từ hắn xương cốt khe hở gian bộc phát ra. Cái này âm tiết, lại có thể không phải từ trong cổ họng phát ra,
hơn nữa từ xương cốt gian phát ra. Trong phút chốc, Diệp Thần trên nắm tay nổ lên kim quang sôi trào gian, hóa thành một đạo chữ viết cổ xưa, chính là một cái úm chữ. 33 Thiên Hồng Mông Cổ Pháp, người thằng nhóc này, lúc nào học biết liền 33 Thiên Hồng Mông Cổ Pháp. Già Thiên Ma Đế thấy một màn này, hoàn toàn kinh hãi. Thời khắc này Diệp Thần, trên mình lộ ra ngập trời hồng mông hơi thở, đơn giản là muốn bao phủ thiên địa, hám tâm hồn người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể luyện thành 33 Thiên Hồng Mông Cổ Pháp, hơn nữa tu vi tiến cảnh vô cùng lợi hại, cũng luyện đến gân cốt phát âm, tùy tâm sở dục bước, có thể cầm hồng mông cổ âm dung hợp đến thân xác quả đấm bên trong đi, cái này không câu nệ như ý thủ đoạn, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần một tôn hồng mông đồ sộ quyền, Già Thiên Ma Đế ngút trời chỉ một cái, còn có huyết long vậy mang vô tận tia máu móng vuốt, hung hăng đánh vào cấm chế vách sắt trên. Nhất thời, cấm chế vách sắt bể tan tành. Tất cả phù văn, ngay tức thì phai mờ. Rắc rắc, đúng mặt vách núi, cũng là hoàn toàn nổ tung, bụi mù cuồn cuộn, đất đá tung tóe. Chủ nhân, chúng ta thành công. Huyết long mừng rỡ không thôi. Rốt cuộc phá vỡ vách sắt, ngoại giới linh khí rối rít vọt tới, hắn hơi thở vậy khôi phục. Già Thiên Ma Đế trên mình, vậy lần nữa nổi lên cuồn cuộn ma khí, thân thể tùy ý đứng, đều có nghiền ép chư thiên, tiêu diệt núi sông đại khí phách. Diệp Thần giữa trán cũng là mang vui mừng. Lần này có thể phá vỡ cấm chế, mấu chốt nhất vẫn là hắn lực lượng. Hồng mông cổ âm, lực sát thương chân thực quá lớn. Coi như đơn thuần dựa vào gân cốt lực thi triển, đều có ngập trời thần uy, Đế Uyên Điện bày ra cấm chế phủ văn, ở hắn hồng mông cổ âm nghiền ép hạ, trực tiếp phai mở tiêu tán, không lưu bụi bặm. Dĩ nhiên, Diệp Thiên Tàn hy sinh, Già Thiên Ma Đế và Huyết Long tương trợ, cũng là không cho khinh thường. Diệp Thần sau lưng, động đất đáng. Mất đi cấm chế phủ văn bảo vệ, toàn bộ lòng đất tế đàn thế giới, hoàn toàn sụp đổ. Từng ngọn tế đàn, sụp đổ, dưới lòng đất phong ấn chịu khổ oan hồn, rối rít phiêu bay ra ngoài, trôi dạt đến bầu trời, thăng thiên siêu thoát. Diệp Thần, Già Thiên Ma Đế, Huyết Long trên thân ba người, cũng hơi toát ra màu vàng kim sáng mờ. Cái này là khí vận ánh sáng. Ba người phá hủy lòng đất tế đàn thế giới, trực tiếp giải cứu rất nhiều oan hồn, cũng coi là một khoản nhỏ công đức, có thể tăng trưởng tự thân khí vận. Đi! Chúng ta đi ra ngoài đi. Ngắn ngủi vui sướng trôi qua rất nhanh, Diệp Thần sắc mặt nhưng là đổi được ngưng trọng. Bởi vì, Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự, còn không có giải cứu ra. Bây giờ còn chưa đến ăn mừng thời điểm. Hắn lúc này mang Già Thiên Ma Đế vào Huyết Long, rời đi nơi đây, chạy thẳng tới Tù Long Phong. Mà lúc này, vực ngoại thế giới, một tòa khoáng đạt đền, tràn ra một chút như có như không hắc khí. Đây là tai nạn hơi thở. Đền bầu trời, thật cao lơ lửng một khối đá bia, trên mặt tấm bia đá, đóng dấu trước ba cái kim quang chữ to. Đế Uyên Điện. Nguyên lai chỗ này, lại là Đế Uyên Điện sơn môn chỗ. Một chút nhàn nhạt tai nạn hơi thở, ở cả tòa Đế Uyên Điện gian quanh quẩn. Đền bên trong, một cái ông già, tâm thần chấn động kịch liệt. Ta Đế Uyên Điện bố trí ở thần quốc tế đàn, lại có thể bị người hủy diệt. Ông già trong mắt phủ đầy kinh hãi, nếu như đơn thuần tế đàn bị hủy, hắn sẽ không khiếp sợ như vậy. Nhưng vấn đề là, hiện tại toàn bộ Đế Uyên Điện, đều hiện lên ra tai nạn hơi thở. Mặc dù, chỉ là yếu ớt một chút, nhưng lại bao phủ toàn bộ Đế Uyên Điện sơn môn. Nói cách khác, hủy diệt tế đàn người, thân phận nhất định đặc biệt khủng bố, đối với Đế Uyên Điện có chí mạng nguy hiểm. Hắn nho nhỏ một cái cử động. Chỉ là đơn giản hủy diệt một cái tế đàn, liền dẫn phát tai họa dị tượng. Người này, tuyệt đối là Đế Uyên Điện tử địch. Rốt cuộc là ai, ai hủy diệt ta Đế Uyên Điện tế đàn? Ông già gầy đét ngón tay, không ngừng biến ảo thôi diễn, muốn suy diễn ra sau lưng nhân quả, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, thần quốc tựa hồ cất giấu cái gì cường giả, lại có thể che đậy thiên cơ, chặn lại hắn diễn toán. Có cổ quái. Ông già ánh mắt lóe lên. Thật sâu sầu lo. Trưởng lão đại nhân, thượng giới nữ hoàng gần thị tuyền phỉ cầu gặp. Một người học trò thấp đưa đầu vào, bẩm báo nói. Tuyền phỉ, nàng tới làm gì? Để cho nàng đi vào.
Ông già ánh mắt thâm trầm, Đế Huyền Điện và Thượng Giới Nữ Hoàng, có rất nhiều nhân quả dây dưa rễ má, mặc dù chưa nói tới đối lập, nhưng vậy tuyệt không thể nói là bằng hữu. Nữ hoàng bên người gần thì cầu gặp, không biết có mục đích gì. Rất nhanh, một cái lưng đeo kiếm to cô gái đồ đen, chậm rãi bước vào trong đại điện. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì cái này Tuyền Phỉ, tướng mạo lại có thể và Tuyền Cơ đặc biệt tương tự. Tiền bối, thần quốc có biến. Tuyền Phỉ đôi môi khẽ mở, hơi cúi đầu, giọng ngược lại là khá là khách khí, dẫu sao nàng trước mắt ông già, ở Đế Huyền Điện địa vị, tuyệt đối không thấp, nàng coi như là nữ hoàng gần thị, vậy không dám thờ ơ. Làm sao, các ngươi muốn đi thần quốc sao? Ông già không giấu vết hỏi thăm, hắn muốn biết Huyền Cơ Nguyệt mưu đồ. Thần quốc chỗ này, nhất định là tương lai chiến trường, hắn muốn dò xét ra Huyền Cơ Nguyệt danh giới cuối cùng, vì tương lai quyết chiến, Huyền Cơ Nguyệt nguyện ý bỏ ra nhiều ít giá phải trả. Tuyền Phỉ lắc đầu một cái, nói, nữ hoàng bệ hạ muốn điều tra thần quốc nhân quả, nhưng liên tục bị nhục, đã không tiện lại phái ra người. Nàng ngược lại là không có dấu giếm, đem Huyền Cơ Nguyệt nhiều lần chuyện có hại tình, nói ra. Hiện tại Huyền Cơ Nguyệt uế đất phân thân tiêu diệt, thân phận thật sự bị cắn trả, cần bế quan chữa thương, thượng giới rất nhiều thế lực, đều ở đây mắt lom lom, muốn mơ ước nàng quyền vị. Đương thời giây phút, nàng đã không thể nào lại phái người, đi thần quốc điều tra. Ha ha, nguyên lai Huyền Cơ Nguyệt vậy sẽ bị nhục. Ta lấy là nàng tấn thân nữ hoàng, uy sắp bát phương, trấn áp hoàn vũ, thật vô địch thiên hạ. Ông già cười lên, Huyền Cơ Nguyệt ở thần quốc thua thiệt, hắn đặc biệt tình nguyện thấy. Nếu như thượng giới xuất hiện bạo loạn, có người muốn tạo phản, vậy cảnh diễn này thì càng tốt nhìn. Tuyền Phỉ cắn răng, nhưng cũng không thể phản bác. Nói tiền bối, thần quốc nhân quả biến số, nữ hoàng bệ hạ tạm thời không có sức xử lý, nàng hy vọng các ngươi Đế Huyền Điện, có thể giúp một tay ra tay giải quyết. Dựa vào cái gì, ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Ông già đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống quan sát Tuyền Phỉ. Tuyền Phỉ ưỡn ưỡn hông, mỉm cười nói tiền bối thần thông cái thế, nhưng khuất phục trưởng lão vị, không khỏi quá mức đáng tiếc, nếu như tiền bối muốn tấn thân Đế Huyền Điện chủ. Nữ hoàng bệ hạ có lẽ có thể tương trợ một hai, chỉ cần tiền bối lần này chịu ra tay, thay chúng ta giải quyết thần quốc nhân quả. Nghe vậy, ông già cả người kịch liệt chấn động, trong mắt đổi được vô cùng rét lạnh, lạnh lùng nói. Ngươi lời nói này, nếu như bị điện chủ đại nhân nghe gặp, hắn ắt sẽ ngươi bầm thây vạn đoạn. Tuyền Phỉ ngẩng đầu mỉm cười, nói tiền bối, ta biết ngươi là người thông minh, khoản giao dịch này, ngươi từ từ cân nhắc. Ha ha. Ông già híp mắt, bàn tay rút lại tay áo bảo bên trong, ánh mắt nhìn về phương xa, không biết đang tính toán chút gì. Thiên đạo cung, chỗ sâu. Thiên viên mặc tà bước chân tới giữa, tản mát ra từng cơn ách nan tai họa hơi thở, từng tia tai khí như hắc vụ, quanh quẩn hắn trải qua hồi lâu không tiêu tan. Thất bại. Cảm thụ quanh thân tai nạn hơi thở, thiên viên mặc tà ánh mắt chấn động. Hắn ví dụ giết Diệp Thần. Phái hai cái thiên thần cảnh bốn tầng thiên hình phạt trưởng lão đi ra ngoài, còn quá mức phái thiên thần cảnh tầng 5 thiên long viêm hỗ trợ. Lấy ba người liên thủ thực lực, muốn chém giết một người còn không hoàn toàn lớn lên thanh niên, muốn đến cũng không phải việc khó. Nhưng là, hiện tại trên người hắn, lại có thể bộc phát ra tai nạn hơi thở. Đây là điềm đại hung. Không nghi ngờ chút nào, dụ giết kế hoạch, hoàn toàn thất bại. Thiên viên mặc tà trong lòng chấn động, không ngừng bấm ngón tay đoán, lớn như vậy điểm xấu, cơ hồ không cần suy tính, hắn cũng biết La Đằng, Đỗ Trọng, Long Viêm ba người, đã hoàn toàn chết. Không thể nào! Chẳng lẽ thằng nhóc kia, một người liền giết ba cái thiên thần cường giả? Cái này không thể nào! Ta liền Thanh Thị Trúc Long cũng thả ra rồi, hắn chẳng lẽ còn không chết? Thiên viên mặc tà đứng ngồi không yên, thật sâu sầu lo. Thanh Thị Trúc Long xuất thế, hắn tự nhiên vậy cảm ứng được hơi thở. Không nghi ngờ chút nào, hắn một bước cuối cùng cờ, cuối cùng là dùng tới. Nếu dùng tới bước cờ này, vậy Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại, hắn cũng không có cảm nhận được chút nào phúc vận thiên cơ, trước mắt quanh quẩn, chỉ có vô cùng vô tận điểm xấu, vô cùng vô tận tai nạn. Hắn thậm chí có loại cảm giác, lần này giết không chết Diệp Thần. Ngày khác tai họa ngập đầu,
không thể tránh khỏi. Hắn Thiên Đạo Cung, thật phải bị Diệp Thần đạp vỡ. Bất Diệt Long Đế, nhất định phải cầm Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự mang về. Hiên Viên Mặc Tà cắn răng, Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự, đối với hắn vô cùng trọng yếu, nếu như bị Diệp Thần cướp đoạt đi, hắn tổn thất đặc biệt thảm trọng. Hiện tại kế hoạch đã thất bại, việc cần kíp là mang về Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự, kịp thời chỉ tổn. Chỉ cần cầm Bất Diệt Long Đế mang về, hắn tổn thất còn không coi là quá thảm trọng, sau này còn có thể từ từ mưu đồ, dẫu sao Thiên Đạo Cung nội tình cực kỳ thâm hậu, một lần thất bại, sẽ không thương cân động cốt. Nhưng nếu như thất lạc Bất Diệt Long Đế, vậy thật là tổn thương động gân cốt, sau lưng rất nhiều nhân quả, đều phải trước thời hạn bại lộ ra, Hiên Viên Mặc Tà không cách nào chịu đựng. Truyền thụ ta hiệu lệnh, kêu cửu thiên thần Long Điện bên trong người, toàn bộ chạy tới Tù Long Phong, cướp đoạt Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự. Hiên Viên Mặc Tà lập tức gọi tới cỡ đó, hướng cửu thiên thần Long Điện phát ra phi kiếm truyền lệnh. Trước đây, hắn vì điều tra Viêm Thiên Long Thần mất tích sự việc, phái rất nhiều người tay đi ra ngoài. Cho nên, ở cửu thiên thần Long Điện bên trong, cất giấu rất nhiều ngày đạo cung đệ tử. Hiện tại Thanh Thị Trúc Long xuất thế, muốn ở nó mí mắt phía dưới, cướp đoạt Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự, cơ hồ là khó hơn lên trời. Nhưng Hiên Viên Mặc Tà cũng không có quá mức lo lắng, bởi vì, hắn đã sớm phái Thiên Lang đi ra ngoài, Thiên Lang tinh thông bí mật đi thuật, hoàn toàn có năng lực đoạt thức ăn trước miệng cọp. Viêm Thiên Long Thần tung tích không tra được, dụ giết kế hoạch lại thất bại, Hiên Viên Mặc Tà tâm thần có chút mệt mỏi, bất quá hắn là người làm đại sự, gió to sóng lớn không biết thấy qua nhiều ít, nho nhỏ đánh bại, cũng không thể dung chuyển hắn tinh thần. Hiện tại chỉ muốn đoạt lại Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự, sau này thì có thể từ từ lập. Còn như phái đi cửu thiên thần Long Điện người, có thể phải toàn bộ bị Thanh Thị Trúc Long giết chết. Đời này giá cả, quả thực to lớn. Nhưng tráng sĩ đoạn cổ tay, đây là đại khí phách, vì Thiên Đạo Cung căn cơ, cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ cần Thiên Lang không chết, vậy là được rồi. Đáng tiếc, Hiên Viên Mặc Tà cũng không biết, lúc này Thiên Lang đã bị Mạc Huyết Minh bắt, nhốt ở Minh Điện Lăng Mộ chỗ sâu. Không có Thiên Lang, phổ thông Thiên Đạo Cung người, muốn từ Thanh Thị Trúc Long trong miệng đoạt chén cơm, cơ hồ không thể nào. Rất nhanh, Thiên Đạo Cung phi kiếm truyền lệnh, truyền tới Cửu Thiên Thần Long Điện. Cửu Thiên Thần Long Điện bên trong, hơn 20 ẩn núp trong bóng tối, bí mật điều tra Viêm Thiên Long Thần tung tích đệ tử, cũng nhận được mệnh lệnh. Phải đi Tù Long Phong, cướp đoạt Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự. Điều này sao có thể? Trấn áp tại Tù Long Phong lòng đất Thanh Thị Trúc Long, hiện tại đã xuất thế, muốn ở nó mí mắt phía dưới cướp người, sợ là phải thần đế cường giả ra tay mới có thể làm được. Chúng ta đều là con mồi, muốn sung làm con cờ thí, cho Thiên Lang đại nhân tranh thủ cơ hội. Mọi người nhận được mệnh lệnh, nhất thời một hồi bi ai. Bọn họ rất rõ ràng, ngày hôm nay mình chết chắc là phải bị Thanh Thị Trúc Long giết chết. Mà bọn hắn chết, là vì cho Thiên Lang sáng tạo cơ hội, để cho hắn ra tay cướp người. Cũng chỉ có Thiên Lang cái này loại đặc thù tồn tại, dựa vào gần như nghịch thiên bí mật đi thuật, mới có cơ hội đoạt thức ăn trước miệng cọp. Mọi người trong lòng một phiến bi thương, rối rít chạy tới Tù Long Phong. Bọn họ biết, nếu như dám can đảm kháng mệnh, kết quả tuyệt đối có thể so với chết còn đáng sợ hơn. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết, Thiên Lang sớm rời đi. Viêm Thiên Long Thần tung tích, Thiên Lang cũng không có nói cho người bất kỳ, hắn muốn ngay mặt hướng Hiên Viên Mặc Tà bẩm báo, độc chiếm công lao. Hắn tham công, dễ hiểu. Dẫu sao ai cũng không nghĩ ra, sẽ có ngày hôm nay cái này loại chí mạng cục diện. Có lẽ có chút nhân quả kiếp nạn, trong sâu thẳm, đã sớm quyết định, tránh không tránh khỏi. Mà lúc này, Diệp Thần, Già Thiên Ma Đế, Huyết Long ba người, vòng một đoạn đường, đi tới Tù Long Phong dưới chân. Ma Đế tiền bối, Huyết Long, Thanh Thị Trúc Long quá mức mạnh mẽ, ta một người con không địch lại, không thể làm gì khác hơn là cầu các ngươi hỗ trợ. Diệp Thần khẽ cười khổ, hắn muốn cướp lấy Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự. Dựa hết vào tự mình một người, khẳng định không có biện pháp. Cho nên, hắn chính là khẩn cầu Già Thiên Ma Đế và Huyết Long ra tay tương trợ. Chỉ cần ba người liên thủ, coi như giết không chết Thanh Thị Trúc Long, nhưng muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp,
muốn đến cũng không phải việc khó. Thằng nhóc, không cần nói nhảm. Già Thiên Ma Đế búng ngón tay một cái, cả người ma khí cổn đáng, cũng không nói nhảm quá nhiều. Hắn và Diệp Thần quan hệ không cạn, Diệp Thần thỉnh cầu, hắn nhất định là đáp ứng. Huống chi, hắn cũng muốn kiến thức một chút, trong truyền thuyết thượng cổ đại hung, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nếu như có thể chém chết Thanh Thị Trúc Long, tuyệt đối là đại công đức một kiện, trên người hắn mang nghiệt nhân quả, có lẽ có thể một lần hành động tiêu trừ, sau này tu luyện có thiên đại chỗ tốt. Chuyện tốt như vậy, coi như Diệp Thần không mở miệng, hắn cũng muốn tự tay giải quyết Thanh Thị Trúc lo làm liền. Chủ nhân, vậy Thanh Thị Trúc Long hung danh ngút trời, chúng ta được cẩn thận một chút. Huyết Long ngưng trọng nói. Ừ, lần này ra tay, chỉ là cướp đoạt Long Đế tiền bối thân phận thật sự, chỉ cần cướp được tay, chúng ta lập tức rời đi, không muốn ham chiến. Diệp Thần dặn dò. Thanh Thị Trúc Long uy áp, chân thực quá mức khủng bố, Diệp Thần đặc biệt chi kiêng kỵ, chân thực chẳng muốn quá nhiều dây dưa. Biết. Già Thiên Ma Đế nhàn nhạt đáp một tiếng, trong tròng mắt nhưng lóe lên mãnh liệt chiến ý, có thể cùng này chờ thêm cổ đại hung đánh một trận, tuyệt đối là đời người điều thú vị, dù chết không tiếc. Ba người đi tới Tù Long Phong Sơn chân, liền đứng ở vực sâu cổng vào. Đứng ở chỗ này, đã có thể cảm nhận được mãnh liệt hung uy nghiền ép. Từng cơn trầm thấp tiếng gào, không ngừng từ trong vực sâu truyền tới. Thanh Thị Trúc Long hơi thở cuồng bạo, không ngừng tản ra, làm người ta rung động. Chung quanh thiên địa hư không, đã sinh ra dị biến, không ngừng diễn hóa trước phi tuyết, bạo gió, mặt trời gay gắt, dáng ngũ sắc, cát bụi vân. Vân khí tượng. Trúc Long, đây là truyền thuyết bên trong, nắm trong tay thời tiết tồn tại. Hiện tại Thanh Thị Trúc Long hơi thở tràn ra tới. Cả thiên địa khí tượng cũng biến hóa, có thể tưởng tượng được này khí thế có bao nhiêu ngút trời. Diệp Thần ba người nhìn nhau, đang muốn cất bước vào vực sâu, bỗng nhiên cảm thấy có hơn 20 đạo hơi thở, tới dồn dập. Ừ, Diệp Thần quay đầu vừa thấy, chỉ gặp những thứ này bóng người, đều mặc trước Thiên Đạo Cung phục trang, hiển nhiên là Thiên Đạo Cung đệ tử. Thiên Đạo Cung mọi người gặp được Diệp Thần ba người, cũng là lớn kinh. Bọn họ Phụng Hiên Viên Mặc Tà mệnh lệnh, tới đây cướp đoạt Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự, không ngờ nhưng đối diện gặp Diệp Thần bọn họ. Ha ha, Thiên Đạo Cung con kiến hôi tới. Già Thiên Ma Đế đứng chắp tay, quan sát những ngày qua Đạo Cung đệ tử, giống như quan sát một bầy kiến hôi. Những ngày qua Đạo Cung đệ tử, đều có thiên thần cảnh nhất tầng thiên thực lực, thả đi ra bên ngoài không hề coi là yếu, nhưng ở trước mặt hắn, con kiến hôi tồn tại. Thằng nhóc. Ta lười được ra tay, người tới đi. Già Thiên Ma Đế nhìn một chút Diệp Thần, mới vừa trong lòng đất trong tế đàn, Diệp Thần cho thấy khí thế, để cho hắn đặc biệt khiếp sợ. Hiện tại, hắn muốn xem Diệp Thần chân chính đối địch thực lực. Chủ nhân, để ta đi. Ta hiện tại mơ hồ có thể hội tụ thân người, mặc dù lực lượng nắm trong tay chưa đủ, không đạt tới thân rồng oai, nhưng ta cũng muốn thử một chút. Lời nói còn chưa rơi xuống. Huyết Long tia máu bao trùm sao, phù văn lưu chuyển đã lắc mình một cái, biến thành một cái tay cầm chiến phủ, người mặc long văn màu máu chiến giáp, vô cùng to lớn nam tử. Vô tận uy áp phun trào, khí thế kinh người. Hắn đứng ở Diệp Thần bên người, liền như bảo vệ đế hoàng chiến thần. Diệp Thần hơi kinh hãi, không nghĩ tới Huyết Long cắn nuốt vực ngoại ma long lại có thể hóa hình. Mấu chốt vẫn cùng mình hình dáng tương tự. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được hai người liên lạc. Diệp Thần còn chưa lên tiếng, Huyết Long nhếch mép, lộ ra một cái đặc biệt dữ tợn diễn cảm. Thiên Đạo Cung chúng đệ tử thấy, đều là dùng cả mình, bước chân hơi lui về phía sau. Cũng tốt, những người này sẽ để cho ngươi quen thuộc thân người. Diệp Thần gật đầu một cái, và phổ thông thiên thần chiến đấu, đối với hắn tu vi, không có chút nào chỗ ích lợi. Hắn vậy lười được ra tay, giao cho Huyết Long tốt nhất. Được. Huyết Long lạnh như băng cười một tiếng, giữa hai lông mày giữ tợn ý càng ngày càng đậm hơn, bàn chân hung hăng một đạp mặt đất, thân thể bão táp ra, trong tay chiến phủ, sấm sét vạn quân vậy phách đánh tiếp, tựa hồ muốn chém thiên liệt. Ban đầu Viêm Thiên Long Thần, mang 12 trưởng lão, bày trận tập sát hắn, hắn không biết ăn bao lớn đau khổ, trong lòng nín một cổ oán khí. Hiện tại hắn đã hoàn toàn cắn nuốt thượng cổ ma long,
hơn nữa còn hồi phục một phần chia vực ngoại huyết mạch cổ xưa năng lượng, là thời điểm báo thù. Phốc xích, trầm mãnh lưỡi rìu, hung hăng đánh xuống. Một cái thiên đạo cung đệ tử, nhất thời bị bổ ra hai nửa. T. Mọi người thấy một màn này, nhất thời ngược lại hít một hơi khí. Đi mau. Cũng không biết là ai kêu một tiếng, tất cả người lật đật quay đầu chạy trốn. Thật ra thì, nếu như bọn họ liên thủ, vẫn là có cơ hội sẽ rời đi. Nhưng Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế, cũng đứng ở phía sau, bọn họ nơi nào còn dám ham chiến. Có thể chạy đi nơi nào. Huyết Long giữ tợn cười một tiếng, xách rìu lớn đuổi giết đi lên, từng đạo xương máu bùng nổ. Mấy cái không trọn vẹn thi thể nằm dưới đất, mùi máu tanh đang lan tràn. Thiên Lang đại nhân, mau ra tay à. Thiên Lang đại nhân, cứu mạng. Mấy cái thiên đạo cung đệ tử kêu gào, bọn họ còn lấy là, Thiên Lang che giấu ở trong bóng tối. Đáng tiếc, bọn họ hoàn toàn không biết, Thiên Lang đã bị vây ở Minh Điện. Có lúc, bí mật đi thuật quá cao minh, ngược lại không phải là chuyện tốt. Bởi vì, người coi như mất tích, người khác còn lấy vì người ẩn nặc hơi thở, núp ở vùng lân cận. Thiên Lang vậy ở chỗ này sao? Diệp Thần rút ra sát kiếm, chán một phiến lạnh lẽo. Thiên Lang giết chết Sùng Quang Đại Đế, lòng hắn bên trong rất là áy náy, luôn muốn trả thù. Nếu như chính diện tỉ thí, hắn một kiếm là có thể giết chết Thiên Lang. Đáng tiếc tên này, lén lén lút lút, một mực ẩn núp thân hình, hắn vậy bắt không tới tung tích. Hắn ngưng thần cảm ứng bốn phía, cũng không có phát hiện Thiên Lang tồn tại. Hắn tự nhiên sẽ không đoán được, Thiên Lang bị Mạc Huyết Minh bắt được, còn lấy là tên này, lén lén mai phục ở chỗ tối. Nếu như Thiên Lang dám hiện thân, Diệp Thần tuyệt đối phải đem hắn bầm thây vạn đoạn, an ủi Sùng Quang Đại Đế trên trời có linh thiêng. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, một cái cổ thi thể, không ngừng nổ tung. Huyết Long ra tay hung mãnh, vung rìu như khai thiên, trong phút chốc giết hết toàn trường, không có để lại một cái người sống. Toàn trường thiên đạo cung đệ tử, toàn bộ chết. Mà Thiên Lang, vẫn không gặp hiện thân. Thế nào, thằng nhóc, chung quanh đây còn ẩn núp có ai không? Già Thiên Ma Đế nhìn Diệp Thần phòng bị hình dáng, có chút tò mò hỏi. Hắn ma niệm thả ra ngoài, cũng không có phát hiện bất kỳ ẩn núp hơi thở. Có thể có, tên kia cũng là thượng cổ đại hung, kêu ba mắt Thiên Lang, đầu phục Hiên Viên Mặc Tà, học được một môn 33 thiên hồng mông cổ pháp. Kêu độn thiên tiềm hành thuật, che giấu thần thông vô cùng lợi hại, nếu như hắn thật muốn ẩn núp, chúng ta có thể không cách nào phát hiện. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, mặc dù không thấy được Thiên Lang tung tích, nhưng cũng không có hết lấy xem nhẹ. Độn thiên tiềm hành thuật. Già Thiên Ma Đế có hơi kinh ngạc, nếu như đối phương sẽ cái này loại cổ pháp, vậy thật có chút khó giải quyết. Độn thiên tiềm hành thuật, mặc dù liền một con kiến cũng giết không chết. Một miếng lá cây đều không thể hủy diệt, nhưng thần thông như vậy, am hiểu nhất che giấu ẩn giấu, đơn giản là quỷ thần khó lường, thiên cơ đều không thể nhìn thấu tồn tại. Dừng một chút, Già Thiên Ma Đế trầm ngâm nói, ta có một môn thần thông, có thể khắc chế cái này độn thiên tiềm hành thuật. Có thật không? Nghe vậy, Diệp Thần ánh mắt sáng lên. Hắn từ đầu đến cuối không nhìn thấu Thiên Lang tồn tại, tâm thần từ đầu đến cuối có chút bất an. Sợ có một ngày mình cũng sẽ bị ám sát, nhưng hiện tại, Già Thiên Ma Đế nói có một môn thần thông, có thể khắc chế, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Rào. Già Thiên Ma Đế vung tay lên, một phiến màu đen ngọc giản, trôi giạt đến Diệp Thần trước mắt. Từng tia ma khí, mang mãi mãi hồng mông hơi thở, không ngừng từ trên ngọc giản mặt tản mát ra. Cái này, đây cũng là hồng mông cổ pháp. Diệp Thần nhất thời khiếp sợ, cái này trong ngọc giản thần thông. Lại có thể cũng là 33 thiên hồng mông cổ pháp. Ừ. Già Thiên Ma Đế gật đầu một cái, nói cửa này cổ pháp, kêu Thiên Ma Động Minh Nhãn, có thể khám phá hư ảo, nhìn thấu chân thực, có đặc biệt nghịch thiên thấy rõ hiệu quả, ta ác ma mắt, ác ma huyễn đồng, trên thực tế, cũng cùng cái này Thiên Ma Động Minh Nhãn có chút tương tự. Đây là ta ở vực ngoại nơi được. Muốn tu luyện 33 thiên hồng mông cổ pháp, phải vô cùng nghịch thiên tư chất. Ta tư chất, miễn cưỡng kham dùng, nhưng trên người ta ma nghiệt nhân quả quá nhiều, nếu như luyện hồng mông cổ pháp, ma nghiệt nhất định phải bùng nổ, cái mất nhiều hơn cái được. Nếu ngươi tư chất đủ, cái này Thiên Ma Động Minh Nhãn,
ta sẽ đưa cho ngươi. Diệp Thần trầm mặc, hắn rất rõ ràng, 33 thiên hồng mông cổ pháp có bao nhiêu chân quý. Già Thiên Ma Đế nguyện ý cầm quý trọng như vậy thần thông, trực tiếp tặng cho hắn, đây là thiên đại ân huệ. Ma Đế ân tình, vĩnh sinh nhớ. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt, cũng không có nói gì. Bởi vì hắn và Già Thiên Ma Đế quan hệ, đã không cần lời nói sửa chữa. Từ Côn Lôn hư ác ma mắt tỉnh lại, rồi đến hiện tại. Hai người trải qua hết thảy. Lập tức Diệp Thần không do dự, thần niệm thả ra, thấm vào đến trong ngọc giản đi. Rào. Nhất thời, đúng phiến ngọc giản, nổ lên đen nhánh ma hy, từng đạo màu đen ma văn, không ngừng tản mát ra. Ma khí rót mắt, động ích thiên địa. Thượng khuy bầu trời, hạ sâu u minh. Ra giới sương mù dày đặc, từng cái khám phá. Ta là chư thiên thánh A-la, thấy rõ vạn giới nhân quả. Từng đạo mãi mãi huyền ảo pháp quyết, không ngừng tràn vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần đầu óc như nổ tung, thiên ma động minh nhãn đủ loại diệu pháp, từng cái in vào lòng hắn bên trong. Nơi mi tâm của hắn, ma khí không ngừng ngưng luyện, cuối cùng hóa thành một viên đen nhánh ma nhãn. Viên này ma nhãn, hơi thở so với ác ma mắt, ác ma huyễn đồng, không biết lợi hại nhiều ít, tựa như có thể xuyên qua hàng tỷ bên trong vũ trụ, nhìn thấu thiên cơ bí ẩn. Đây chính là trong truyền thuyết, thiên ma động minh nhãn. Cái gì ác ma mắt, ác ma huyễn đồng, thật ra thì đều là từ thiên ma động minh nhãn bên trong diễn hóa ra tới, cái này thiên ma động minh nhãn, mới thật sự là căn nguyên chỗ. Viên này ma nhãn ngưng tụ ra, trong thoáng chốc. Diệp Thần cảm thấy trước mắt thiên địa, ngay tức thì đổi được rõ ràng vô cùng, từng ngọn cây cọng cỏ, một núi một đá, thiên địa tự nhiên vận chuyển huyền cơ, cũng như vỗ lên xem văn, rành rành trong mắt. Lại có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ. Già Thiên Ma Đế nhìn Diệp Thần trên trán ma nhãn, nhất thời một hồi khiếp sợ. Hiện tại ở Diệp Thần trên mình, đã không có ác ma mắt, cũng không có ác ma huyễn đồng, chính xác mà nói, cái này hai môn thần thông. Cũng vào hóa thành thiên ma động minh nhãn. Huyết mạch ngươi tư chất, so ta tưởng tượng còn lợi hại hơn. Muốn lĩnh ngộ một môn 33 thiên hồng mông cổ pháp, không biết cần phải hao phí bao lớn tâm thần, nhưng hiện tại ngay lập tức tới giữa, Diệp Thần liền lĩnh ngộ thành công, có thể gặp huyết mạch hắn tư chất, cường hãn đến cái gì bước. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, thiên địa sơn thủy, trước đó chưa từng có rõ ràng. Hắn rõ ràng phát hiện, Thiên Lang cũng không tại vùng lân cận. Nếu như Thiên Lang ở chỗ này, hắn một mắt là có thể thấy được. Thiên Lang đi nơi nào? Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, thiên ma động minh nhãn chớp động, tựa hồ muốn xuyên thấu trùng trùng hư không. Trong sâu thẳm, Diệp Thần bắt được một chút thiên cơ. Nguyên lai, Thiên Lang lại có thể bị người bắt được. Chỉ là, hắn không biết, bắt Thiên Lang người là ai. Vậy Tiểu Hoàng đi nơi nào? Diệp Thần âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, cái này thiên ma động minh nhãn vô cùng lợi hại, lại có thể theo dõi thiên cơ, hắn lập tức thúc giục linh lực, muốn theo dõi Tiểu Hoàng tung tích. Nếu như có thể theo dõi ra tung tích, hắn cũng không cần mạo hiểm đi Lục Hào Sơn, tìm thiên cơ đạo nhân hỗ trợ. Nhưng tiếc là, trước mắt thiên cơ sương mù dày đặc, chân thực quá trọng hậu, hắn thiên ma động minh nhãn mới vừa luyện thành, sức lửa xa xa không đủ, căn bản không thể nhìn thấu. Trừ phi, chờ sau này luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, mới có thể thấy rõ đến hết thảy nhân quả số mạng. Chủ nhân, như thế nào, chung quanh còn có ẩn núp kẻ địch sao? Huyết Long xít sao sách màu máu chiến phủ, nói. Không có. Diệp Thần lắc đầu một cái, lúc này thu hồi ma nhãn, chỉ cảm thấy mình hai tròng mắt cũng mơ hồ có điểm đau nhói. Cái này thiên ma động minh nhãn, dẫu sao là 33 thiên hồng mông cổ pháp. Nếu như vận dụng, nhất định phải hao phí to lớn hơi thở, hắn tự nhiên không thể một mực sử dụng. À, phải không? Huyết Long có chút thất vọng, tựa hồ còn không có giết hết hưng. Đừng nói nhảm, chúng ta vào đi thôi. Già Thiên Ma Đế búng một cái chỉ, ánh mắt nhìn về vực sâu, dẫn đầu sải bước vào. Diệp Thần và Huyết Long nhìn nhau, vậy đi theo hắn phía sau, sải bước tiến vào vực sâu. Toàn bộ vực sâu hầm đá đã thành một mảnh phế tích. Thanh thị trúc long xuất thế, khí tức mạnh mẽ nghiền ép hết thảy, núi đá băng diệt, mặt đất rạn nứt, thanh thế đặc biệt kinh người.
mà ở hầm đá trong phế tích, hai đạo thân ảnh giằng co. Chính là Thanh Thị Trúc Long và Bất Diệt Long Đế. Thanh Thị Trúc Long đã biến hóa thành hình người, thành một người mặc thanh bào, tay cầm trường kiếm, trên đầu dài hai cây sừng, tướng mạo anh tuấn, nhưng vẻ mặt đặc biệt hung lệ nam tử. Ở trên người hắn, mặc dù đã không nhìn ra hung thú hình dáng, thế nhưng mãi mãi hung lệ hơi thở, để cho Diệp Thần ba người nhìn một cái, cũng biết hắn là Thanh Thị Trúc Long. Mà Bất Diệt Long Đế, giờ phút này vậy tỉnh lại, thân thể như núi cao vậy đứng. Hắn trên đỉnh đầu, lơ lửng một viên long văn hạt châu, chính là Diệt Long Châu. Diệt Long Châu không ngừng tản mát ra sáng chói thần mang, hung hăng hành hạ hắn thân xác hồn phách, để cho hắn khổ không thể tả. Nhưng hắn cắn răng chống đỡ, cũng không có ngã xuống. Tội gì vùng vẫy? Thanh Thị Trúc Long nhìn Bất Diệt Long Đế, lạnh lùng lắc đầu một cái, buông xuống pháp bảo, bổn tọa cho một mình ngươi thống khoái. Cái này Diệt Long Châu lên hơi thở, để cho Thanh Thị Trúc Long có chút kiêng kỵ, hắn cũng không có tùy tiện ra tay. Mà Bất Diệt Long Đế, bởi vì thoát khỏi Thiên Đạo Cung trói buộc, hiện tại đã lấy được rồi Diệt Long Châu quyền khống chế. Hắn tùy thời có thể thu hồi Diệt Long Châu, thoát khỏi thống khổ. Nhưng nếu như hắn thật làm như vậy, mất đi Diệt Long Châu che chở, tuyệt đối phải bị Thanh Thị Trúc Long giết chết. Hiện tại, Bất Diệt Long Đế liền cùng Thanh Thị Trúc Long giằng co, xem ai trước không nhịn được. Cái này Diệt Long Châu hơi thở, để cho Bất Diệt Long Đế khổ không thể tả, nhưng vậy trấn nhiếp Thanh Thị Trúc Long, nếu như thời gian dài ở lại Diệt Long Châu vùng lân cận, hắn vậy phải bị thương. Thanh Thị Trúc Long rất muốn rời đi nơi đây, nhưng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, vô cùng hậu hoạn, nếu như không giết chết Bất Diệt Long Đế, trong lòng hắn khó an. Mà hai người đối lập gian, Diệp Thần ba người đột nhiên chạy tới. Thằng nhóc, là ngươi. Thanh Thị Trúc Long tròng mắt hơi co lại, không nghĩ tới Diệp Thần chạy mất sau đó, lại có thể lại chạy trở lại, còn mang theo hai người trợ giúp. Cái này, đây là... Bất Diệt Long Đế nhìn Diệp Thần. Cũng là kinh ngạc thất sắc. Hắn chỉ cảm thấy, mình và Diệp Thần tới giữa, có thiên ti vạn lũ nhân quả liên lạc, nhưng trong chốc lát, hắn cũng không thể nhìn thấu. Tốt cơ hội. Thanh Thị Trúc Long ánh mắt bỗng nhiên ác liệt, một kiếm cuồng đâm ra. Lúc này Bất Diệt Long Đế tâm thần đong đưa, hơi thở xuất hiện chập chờn, chính là hắn xuất thủ lớn thời cơ tốt. Một kiếm này đâm ra, nhất thời, cuồn cuộn hung uy nổ tung. Trong không khí lại có thể tràn ra ngập trời mùi tanh, thượng cổ đại hung khí huyết uy nghiêm, toàn bộ bơm vào trong một kiếm này mặt, khí thế kinh người. Long Đế tiền bối. Diệp Thần cả kinh thất sắc, không nghĩ tới Thanh Thị Trúc Long ra tay nhanh như vậy. Cái này thượng cổ đại hung, thực lực quá mạnh mẽ, hắn tốc độ xuất kiếm, so bôn lôi tia chớp không biết nhanh nhiều ít lần, thật là xem vậy không thấy rõ, Diệp Thần căn bản không phản ứng kịp. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần gân cốt chấn động, cổ họng dương ra, một đạo vô cùng cuồng mãnh cổ xưa âm tiết, hung hăng bạo giết ra. Trong chớp mắt, hắn vậy không kịp ra tay, chỉ có thể vận dụng Thiên Long Bát Thần Âm. Thanh Thị Trúc Long kiếm mau hơn nữa, cũng không khả năng mau hơn Hồng Mông cổ âm. Một cái thật to chữ, vô căn cứ ngưng tụ thành, toát ra cuồn cuộn kim quang, hung hăng hướng Thanh Thị Trúc Long trấn áp xuống đi. Hiện tại Diệp Thần Thiên Long Bát Thần Âm, dùng được càng ngày càng thành thạo, đã đạt đến ngưng âm hóa phù, dùng cổ xưa Hồng Mông nốt nhạc, trực tiếp giết người bước. Đáng chết! Thanh Thị Trúc Long cắn răng, Diệp Thần chính là một cái hỗn độn cảnh, hắn không hề đặt ở bên trong mắt. Nhưng cái này 33 thiên Hồng Mông cổ pháp, quả thực là lợi hại, liền hắn đều phải kiêng kỵ. Nếu như để mặc cho bỏ mặc, hắn cũng phải bị chấn thành trọng thương. Thương bận bịu tới giữa, Thanh Thị Trúc Long chiếc kiếm ngăn cản. To lớn chữ cổ phù, như trời sấm đổ sộ trùy, hung hăng trấn áp xuống đi. Rắc rắc, Thanh Thị Trúc Long trường kiếm trong tay, ngay tức thì nổ tung, rơi mất đầy đất kiếm gãy tàn phiến. Đáng chết tiểu tử, cho ta chết. Thanh Thị Trúc Long giận dữ, vung lên chuôi kiếm, vô số canh kim tinh khí, từ mênh mông hư không tụ đến, ngay tức thì ngưng tụ đến hắn trơ trụi trên chuôi kiếm. Lại hóa thành một chuôi tinh mang chạm nhiên trường kiếm. Kiếm phong chém thẳng Diệp Thần. Hắn đường đường thượng cổ đại hung, lại có thể bị Diệp Thần đánh gãy binh khí, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Mà Diệp Thần, mới vừa vận dụng Hồng Mông cổ âm, cả
cả người khí cơ hỗn loạn, còn không có điều tức khôi phục. Thanh thị trúc long một kiếm này, tuyệt đối có thể giết chết hắn. Nhưng là, Diệp Thần cũng không phải là chiến đấu một mình. Dám đả thương ta ma đế bằng hữu, người hỏi qua ta chưa? Già thiên ma đế vung tay lên, rút ra trường kiếm, cuồn cuộn ma khí nổ tung, chém thẳng thanh thị trúc long. Hơi thở này, người đi qua vực ngoại. Thanh thị trúc long kinh hãi lui về phía sau, nhưng là nhận ra già thiên ma đế tu công pháp. Nhiệt xúc, muốn thương tổn chủ nhân ta, tự tìm cái chết. Một bên huyết long, hoàn toàn hóa là huyết long tiếng, vô tận long ngâm vang khắp. Hóa làm người thân, cũng không phải là hắn mạnh nhất trạng thái. Hiện tại mới là mạnh nhất. Cùng lúc đó, thứ nhất thần quốc. Chân đạp ngọn lửa ô mang hoàn toàn dừng lại. Ô mang vậy lưu động phù văn con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt một nơi đá lớn. Đá lớn cao 50 mét, trung ương tựa như bị một kiếm phá mở, xuất hiện một đạo chiều rộng 3 mét vết rách. Vết rách cuối một phiến hắc ám, xem không thấy bất kỳ. Cự thạch bên trái còn có khắc hai cái tựa như không thuộc về thần quốc chữ viết. U Minh, Ngụy Dĩnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng vuốt ve ô mang, môi đỏ mỏng khẽ mở, ô mang. Người phát hiện bên trong không đúng. Dựa theo đoạn thương kiếm chỉ thị, biến mất tiểu hoàng chỉ sợ cũng ở trong đó. Mà một khắc sau, ô mang lại lên tiếng, cung chủ, trong này hơi thở, tựa hồ và vực ngoại có liên quan. Để cho ta rất không thoải mái, ta không đề nghị vào sâu hơn. Ngụy Dĩnh mắt đẹp viết đầy kinh ngạc, vực ngoại, nơi đây là thứ nhất thần quốc địa giới, bất quá dựa theo thất đại thần quốc bản đồ tới xem, nơi này đúng là bên bờ. Thậm chí đồ không có thu vào trong đó, chẳng lẽ tiểu hoàng tiến vào không gian chảy loạn đến nơi này? Nếu quả thật là như vậy, sự tình kia cũng có chút khó giải quyết. Ngụy Dĩnh mặc dù đối với mình thực lực và cơ duyên rất tự tin, nhưng là nàng rất rõ ràng, nếu như quá sớm tiếp xúc vực ngoại khu vực, không hề là một chuyện tốt. Ở thời kỳ viễn cổ, thần quốc từng phách đứng ở vực ngoại và thượng giới, khu vực lẫn nhau không quấy nhiễu. Nhưng là cái này thăng bằng đã sớm ở luân hồi chi chủ chết sau phá vỡ. Thiên đạo cung thậm chí còn rất nhiều ẩn núp thế lực, đều có vực ngoại và thượng giới bóng dáng. Dù là hiên viên mặc tà, chỉ sợ cũng không dám nghịch lại. Ngụy Dĩnh không biết vượt qua cái này đạo liệt ngân sẽ gặp phải cái gì, nhưng là nàng không có lựa chọn nào khác. Thông qua phản chiếu đá, nàng nhìn thấy Diệp Thần không giúp và tức giận. Cái này xúc động sâu đậm lòng nàng. Chẳng biết tại sao, nàng chính là muốn thông qua mình lực lượng cầm tiểu hoàng đưa đến Diệp Thần trước mặt. Có lẽ ở tình yêu bên trong, vốn là vô tư. Đi thôi, ô mang. Mấy giây sau đó, Ngụy Dĩnh hạ định quyết tâm. Ô mang tự nhiên không dám nghịch lại, trong mắt kiên quyết, hướng vậy hắc ám đi. Hắc ám sâu không thấy đáy, giống như một cái có thể chiếm đoạt hết thảy vực sâu. Không biết là tử vong vẫn là cơ duyên. Mà đang ở ô mang và Ngụy Dĩnh bóng người biến mất ở hắc ám bên trong, hư không chập chờn, một đạo thân ảnh già nua lại xuất hiện ở trên đá lớn. Ông già trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới vậy phiến hắc ám, thần sắc ngưng trọng con bé này hơi thở. Vì sao như vậy quen thuộc lại cổ quái? Tựa hồ tu luyện công pháp chính là Tuyệt Hàn Đế Tôn vậy nói. Không đúng, Tuyệt Hàn Đế Tôn hẳn đã sớm bỏ mình, nàng bí mật đã sớm hóa là bụi bặm. Làm sao sẽ cách nhau vô tận 5 tháng xuất hiện lần nữa? Ông già trên gương mặt nếp nhăn viết đầy tang thương và cô tịch. Tựa hồ là 5 tháng sông dài nhân chứng. Hồi lâu, ông già thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, hoặc giả là ta nhìn lầm rồi. Nếu không, nếu như Tuyệt Hàn Đế Tôn bí mật tái hiện thế gian, thượng giới và vực ngoại thật muốn đại loạn. Dẫu sao có ít thứ trên mình dính quá nhiều nghiệt chướng và âm khí. Bọn họ thuộc về võ đạo cuối cường giả, những người này sanh ra liền có nắm giữ hàng tỷ sinh linh quyền lợi. Bọn họ đồ mong muốn, không người nào có thể chấm mút, không có ai. Ông già lời nói càng ngày càng nhẹ, cuối cùng bóng người hóa là bụi bặm, biến mất không gặp. Vượt qua vết rách, thời gian tựa như ngừng. Ngụy Dĩnh phát hiện trước mắt một phiến hắc ám. Thậm chí còn có thể nghe được nước chảy thanh âm. Ô mang dưới chân ngọn lửa hoàn toàn tắt. Tựa như cái này một mảnh không gian chỉ có hắc ám. Ngụy Dĩnh nhắm lại mắt đẹp, lông mi mau nhẹ nhàng run run, cảm giác chung quanh hết thảy. Nhưng là rất nhanh,
trong mắt của nàng mở ra, chỗ này lại che đậy nàng thần thức tra xem. Lấy nàng tu vi và thực lực, có thể như vậy che đậy nàng thần thức địa phương không nhiều. Kết quả này là địa phương nào? Tiểu hoàng tại sao sẽ tới nơi này? Ngụy Dĩnh do dự mấy giây, trong tay sử dụng một chuôi tản ra vô cùng dùng mình trường kiếm. Không có kiếm quang, nhưng trên thân kiếm tản ra dùng mình để cho nàng hơi an tâm. Ô Mang, đi sâu vào xem. Ô Mang phát ra một tiếng hí, hướng hắc ám đi. Tí tách, thời gian tựa như đổi chậm. Mà Ô Mang đột nhiên dừng lại, một cổ cực hẳn cảm giác nguy cơ tấn công tới. Một giây kế tiếp, Ngụy Dĩnh bước ra một bước, thân thể tựa như xông lên thương khung, cực hạn kiếm lạnh lẽo trên không chém xuống. Một kiếm này, tựa như cầm trước mặt nước chảy chém thành hai nửa. Lại thích tựa như cầm hư không chém rách. Nhưng mà một khắc sau, Ngụy Dĩnh diễn cảm ngưng trọng. Bởi vì nàng kiếm thật giống như treo ngừng ở giữa không trung. Bị ngăn cản. Đồng thời, trên bầu trời lại xuất hiện một đạo máu đỏ quang. Huyết quang chiếu sáng hết thảy, Ngụy Dĩnh tầm mắt vậy rõ ràng. Nàng kiếm dừng lại, bị một cái lộ ra ma ý nam tử nắm. Nam tử vóc người vô cùng to lớn, quanh thân vẽ phủ văn màu đen và xăm, cực kỳ quỷ dị. Mơ hồ có chút dị vực phong tình. Hắn con ngươi và thần quốc thức tỉnh thiên ma vô cùng tương tự. Người ngoại lai, vẫn là một người cô gái. Nam tử lẩm bẩm mấy câu, bình thản trong mắt. Sát ý cùng nhau. Hắn năm ngón tay bỗng nhiên phát lực. Ngụy Dĩnh kiếm trong tay, lại tại chỗ vết nứt. Ngụy Dĩnh sắc mặt trắng bệch, chân đạp hư không, ngón tay bắt pháp quyết, một đạo tuyệt kiếm lạnh lẽo khí hội tụ mà thành, cuộn sạch cuồng phong bạo vũ, mang ngút trời sát ý điên cuồng đụng. Nam kia tử hơi lảo đảo, lại lui về phía sau mấy bước. Xem ra ta xem thường ngươi. Một giây kế tiếp, nam tử động. Hắn một quyền đánh ra, tựa như biến dạng hư không, mang cuồn cuộn ma khí và ngút trời máu ý. Một quyền này, tựa như có thể trấn áp thế giới. Lại tựa như có thể phá hủy thiên địa. Ngụy Dĩnh nhìn một quyền này, thần sắc ngưng trọng. Chỗ này so nàng tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Mấu chốt tiểu hoàng sống chết không rõ, nếu như tiểu hoàng gặp phải người trước mắt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngụy Dĩnh không do dự nữa. Trong tay sử dụng một phiến phù văn cháy, giữa trời đất lại hạ xuống băng tuyết. Vô tận dùng mình tựa như phong tỏa hết thảy. Mà ở Ngụy Dĩnh trong mắt, chàng trai tốc độ bỗng nhiên giảm bớt. Chính là hiện tại, Ngụy Dĩnh năm ngón tay nắm chặt, vậy phủ xuống hoa tuyết lại bị một cổ đặc thù hấp lực phụ ở Ngụy Dĩnh thân thể. Giờ khắc này Ngụy Dĩnh, giống như trong trời đông giá rét cao ngạo mai. Nếu như cuộc chiến sinh tử trong sân một tôn bất bại chiến thần. Ngụy Dĩnh quanh thân hiện lên nhàn nhạt u mang, một chưởng đánh ra. Hai cổ cực hạn lực lượng ở trong nháy mắt nổ. Nam tử khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, ở hắn xem ra, người phụ nữ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, rất nhanh, chàng trai nụ cười đóng lại. Hắn kinh ngạc cúi đầu, lại phát hiện mình thân thể đang từ từ tan vỡ, vỡ vụn. Ngàn một phần vạn giây, hắn thân thể lại hóa là một phiến xương máu. Tiêu tán không gặp, làm sao có thể? Giữa trời đất chỉ còn lại đạo này kinh hãi ở vang vọng thật lâu. Mà Ngụy Dĩnh cũng là bị bỗng nhiên đánh ra, một hơi đỏ bừng máu khạc ra, sắc mặt trắng bệch đến trình độ cao nhất. Nàng bị thương rất nặng. Ngay tại Ngụy Dĩnh muốn rơi xuống ngay tức thì, một đầu đen nhánh cự thú bay vút mà thôi, nâng Ngụy Dĩnh. Ô Mang. Cảm ơn. Ngụy Dĩnh nằm ở Ô Mang trên thân hình, chật vật lấy ra một viên đặc thù đan dược, trực tiếp ăn vào. Một khắc sau, sắc mặt nàng hồng nhuận không thiếu, nhưng là hơi thở nhưng là không có khôi phục. Nàng hơi có vẻ cẩn thận nhìn một cái chung quanh, phát hiện mình nhà vị trí là một phiến bát ngát hòn đảo ra là tản ra u minh hơi thở vùng biển, khá là cổ quái. Thần quốc tựa hồ không có chỗ này. Nơi đây ma khí đậm đà. Hơn nữa mới vừa rồi người đàn ông kia, chẳng lẽ đây là thần quốc và vực ngoại nơi nào đó biên giới? Đột nhiên, cách đó không xa không gian ba động liền mấy cái. Ngụy Dĩnh nội tâm cả kinh, một người giống như này khó khăn đối phó, nếu như lại tới mấy người, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng không do dự nữa, nói thẳng, Ô Mang,
tốc độ nhanh nhất, lập tức rời đi. Ô Mang hiển nhiên vậy ý thức được chuyện nghiêm trọng, bước chân đạp một cái, hướng một phương hướng trình độ cao nhất bay đi. Mà đang ở Ô Mang và Ngụy Dĩnh rời đi không bao lâu, chung quanh hư không chập chờn, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Ba cái người đàn ông cùng với một cái ông già. Một cái trong đó ông lão phục trang và còn lại ba cái người đàn ông hoàn toàn khác nhau. Ông già cả người kim bào, nhìn như phá lệ sang trọng hoa lệ. Càng chói mắt và chói mắt phải, kim bào chi trên có ba chữ to. Đế Huyên Điện. Kim bào ông già chóp mũi hơi một ngửi, cảm giác chung quanh xương máu và chiến đấu chập chờn, diễn cảm trầm tĩnh, đục ngầu hai tròng mắt không nhìn ra bất luận phản ứng gì. Mà một cái trong đó ma khí bao gồm nam tử nhưng là cau mày một cái, chỗ này từng có chiến đấu chập chờn, người chúng ta hẳn là bỏ mình. Mới có thể có như vậy lực lượng đánh bại người chúng ta, thần quốc hẳn không hơn. Hàn trưởng lão, tiếp theo nên làm cái gì? Rất hiển nhiên, cái này bốn người trung tâm, chính là cái này kim bào trưởng lão. Kim bào Hàn trưởng lão ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng một phương hướng bắn tới. Đó là một đạo để cho người nhìn thấy mà giật mình quang. Hồi lâu, thanh âm già nua từ hắn trong miệng khạc ra. Trước đây không lâu, có đồ bẩn tiến vào. Hiện tại lại tới người ngoại lai. Sợ rằng người ngoại lai này là đi tìm một chút vậy đồ bẩn. Để cho ta cảm giác không thoải mái cũng không cần phải tồn tại. Huống chi các ngươi hẳn biết chỗ này ý vị như thế nào đi. Ba cái nam tử sắc mặt đại biến. Hai miệng đồng thanh nói, Hàn trưởng lão, chúng ta sẽ đem người xâm nhập mang tới trước mặt ngài. Dứt lời, ba người lại hóa là ba đạo ma khí hướng bầu trời đi. Cùng ba người rời đi, Hàn trưởng lão hai tay chắp sau lưng, đi tới một nơi. Mà này đất chính là Ngụy Dĩnh bùng nổ địa phương chiến đấu. Hắn đưa tay ra, ánh sáng nơi tay tim lững lờ, vô số viên viên hội tụ nơi tay tim bên trên. Cuối cùng, lại hội tụ thành một tấm đã bị thiêu đốt phù văn. Hàn trưởng lão nhìn tấm bùa văn này, giếng cổ không dao động diễn cảm lần đầu tiên xuất hiện kinh ngạc. Đế Hàn huyết phù, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Xem ra luân hồi chi chủ chết sau đó, thần quốc vậy không bề ngoài nhìn như vậy bình tĩnh à? Đáng tiếc à đáng tiếc, dẫu sao đom đóm vĩnh viễn không cách nào cùng nhật nguyệt làm vẻ vang. Vĩnh viễn. Cùng lúc đó, Tù Long Phong, bầu không khí ngưng trọng đến mức tận cùng. Đánh một trận kích hoạt. Già Thiên Ma Đế ma khí cuồn cuộn, cửu u áo choàng, tay cầm ma kiếm, tại chỗ chém xuống. Một kiếm kèm theo ngút trời sấm sét và thiên địa dị tượng. Có thể gặp một kiếm oai. Cùng thời khắc đó, huyết long huyết khí cuồn cuộn, ngút trời oai vào giờ khắc này bùng nổ. Hóa là cửu thiên thần long, hướng Thanh Thị Trúc Long đánh tới. Nếu như cẩn thận xem, huyết long vảy rồng bên trên lại lưu chuyển một đạo tiếp theo một đạo phù văn. Thanh Thị Trúc Long nhất thời thất sắc, mặc dù huyết long thực lực, không tính là cực kỳ uy hiếp, nhưng máu huyết mạch của rồng tư chất, lại để cho hắn kiêng kỵ sâu đậm. Hiển nhiên, đầu này huyết long, cũng không phải bề ngoài nhìn như thế đơn giản. Thanh Thị Trúc Long liên tiếp lui về phía sau, tránh né Già Thiên Ma Đế và huyết long mũi nhọn. Các ngươi hai cái. Và thằng nhóc này quan hệ thế nào? Vì sao phải ngăn trở bổn tọa? Thanh Thị Trúc Long kiêng kỵ sâu đậm. Diệp Thần chỉ là một hỗn độn cảnh nhất tầng thiên tiểu tử, nhưng huyết long lại có thể nhận hắn làm chủ nhân, còn có Già Thiên Ma Đế cũng cùng hắn giao hảo, hắn rốt cuộc có như thế nào thân phận? Chuyện không liên quan ngươi. Già Thiên Ma Đế trong mắt lạnh lẽo, cả người ma khí như địa ngục cổn đáng, khua kiếm chém ngang ra, kiếm như thiên uyên khoáng đạt. Không thể ngăn cản, cuồn cuộn không ngừng giết hướng Thanh Thị Trúc Long. Thanh Thị Trúc Long nắm chặt trường kiếm, cấp chiếc tương còn, bị buộc được liên tiếp lui về phía sau. Thật ra thì nếu như chấn định tâm thần, hắn và Già Thiên Ma Đế đơn đả độc đấu mà nói, tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Chỉ là hiện tại tâm thần tán loạn, hơn nữa còn muốn chiếu cố đến Diệp Thần và Huyết Long ra tay, khắp nơi bị chế, nhất thời rơi vào chật vật tình cảnh. Coi là các ngươi may mắn, bổn tọa mới vừa tỉnh lại, thực lực còn không có khôi phục. Các ngươi ba người, hôm nay lấy nhiều ăn hiếp ít, mặt dày vô sỉ, ngày khác đợi bổn tọa khôi phục viên mãn, sẽ làm cho các ngươi trăm lần trả lại. Thanh Thị Trúc Long cắn răng, biết đánh tiếp nữa,
mình chiếm không được tiện nghi, tối đa cũng chỉ hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Lập tức hắn thu hồi trường kiếm, biến dạng hư không, lại là chạy trốn xa đi, ngay tức thì không thấy bóng dáng. Cái này nghiệt xúc, ngược lại cũng thông minh. Già Thiên Ma Đế thấy Thanh Thị Trúc Long đi, vậy thu hồi trường kiếm. Hắn tự nhiên vậy nhìn ra, Thanh Thị Trúc Long mới vừa hồi phục, hơi thở còn không có khôi phục, cho nên bọn họ ba người liên thủ, mới chiếm cứ thượng phong, mà một khi Thanh Thị Trúc Long khôi phục, ba người sợ rằng khó mà chiến thắng. Long Đế tiền bối. Đuổi đi Thanh Thị Trúc Long, Diệp Thần quát to một tiếng, đi tới Bất Diệt Long Đế bên người. Bất Diệt Long Đế thấy Thanh Thị Trúc Long đi, căng thẳng tinh thần nhất thời buông lỏng xuống. Nguy cơ sinh tử. Diệt Long Châu ầm một tiếng, rơi vào bên cạnh. Ảm đạm thất sắc. Long Đế tiền bối, người thân phận thật sự bị thương tựa hồ rất nghiêm trọng. Diệp Thần thanh âm, truyền đạt trở lại luân hồi mộ địa bên trong đi. Bất Diệt Long Đế tự nhiên vậy nhìn thấy màn này, nói ta thân phận thật sự bị Diệt Long Châu tổn thương, hơn nữa trước đây vẫn còn ở thiên hình đài bị tra tấn, thương thế quả thực không nhẹ, sợ rằng phải phiền toái ngươi ra tay trị liệu. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này thả ra một món linh lực, dưới vào Bất Diệt Long Đế thật bên trong thân thể, tạm thời thay hắn ổn định thương thế. Diệp Thần, bạn ngươi như thế nào? Già Thiên Ma Đế hỏi. Không có sao, bị thương nhẹ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian cho giỏi. Diệp Thần nhìn Bất Diệt Long Đế khí huyết suy nhược hình dáng, cũng biết thương thế hắn vô cùng nghiêm trọng, không phải tùy tiện nghỉ ngơi là có thể khỏe, nhất định phải ngoài ra nghĩ biện pháp. Hắn từ luân hồi mộ địa bên trong, lấy ra không thiếu đan dược cực phẩm, điều dưỡng Bất Diệt Long Đế khí huyết, nhưng Bất Diệt Long Đế nội thương vô cùng nghiêm trọng, cũng không phải đan dược thông thường có thể giải quyết. Bất quá những thứ này nhân quả, hắn tự nhiên sẽ không theo Già Thiên Ma Đế kể lể. Già Thiên Ma Đế đã cho hắn rất nhiều trợ giúp, hắn chẳng muốn phiền toái đi nữa hắn. Nếu không còn chuyện gì, vậy ta vậy cáo từ. Già Thiên Ma Đế nhàn nhạt nói. À, Ma Đế tiền bối, người phải đi nơi nào? Diệp Thần kinh nghi bất định, xem Già Thiên Ma Đế hình dáng, tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu tình yếu quyết đoán. Ta chuẩn bị đi một chuyến nữa vực ngoại. Già Thiên Ma Đế nói, vậy lòng đất tế đàn, ta cảm giác và vực ngoại tựa hồ có liên lạc, ta phải lại đi vực ngoại một chuyến, điều tra rõ. Người phải đi vực ngoại. Diệp Thần một hồi kinh ngạc. Già Thiên Ma Đế gật đầu một cái, nếu như ta đạt được chính xác tin tức, ta sẽ liên lạc với ngươi, cái này sau lưng, quan hệ đến Đế Uyên Điện âm mưu, và thượng giới so sánh. Tựa hồ cũng giống như nhau khó giải quyết, ta phải đi trước, cáo từ. Ma Đế, chậm. Huyết Long đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói, ta muốn cùng ngươi cùng đi vực ngoại. Ngươi nói gì sao? Già Thiên Ma Đế một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới Huyết Long lại có thể sẽ có điều thỉnh cầu này. Huyết Long, ngươi vì sao cũng phải đi? Diệp Thần cũng là một hồi kinh ngạc, vực ngoại vô cùng nguy hiểm, nếu như Huyết Long đi. Không biết sẽ đụng phải như thế nào hung cơ hội. Ta cắn nuốt thượng cổ vực ngoại ma long, lấy được bộ phận trí nhớ, vực ngoại có một ít cơ duyên tạo hóa, ta muốn đi trước cướp lấy, đây là ta cường đại mấu chốt. Huống chi, ta và chủ nhân có phân linh thú liên lạc, nếu như thời khắc mấu chốt, chúng ta cũng có thể cách không bảo vệ. Huyết Long ánh mắt lóe lên, tựa hồ đang nhớ lại cổ xưa trí nhớ. Lần trước và Tuyền Cơ đánh một trận. Ta thật sâu cảm thấy tự thân nhỏ bé, và thượng giới so sánh, ta chân thực quá yếu, ta muốn đi vực ngoại thử vận khí một chút, cướp lấy thượng cổ cơ duyên, có lẽ chỉ có như vậy, ta mới có thể hoàn toàn lột xác. Nếu như ta lại không cường đại, ngày khác thượng giới nữ hoàng hạ xuống thần quốc, ta tuyệt đối không có tư cách hộ chủ. Nghe vậy, Diệp Thần trầm mặc. Đúng là, hiện tại hắn đột phá hỗn độn cảnh, còn luyện thành hai môn 33 thiên hồng mông cổ pháp. Cả người đột nhiên tăng mạnh, thực lực càng ngày càng lợi hại. Nhưng Huyết Long, cũng không có gì nghịch thiên cơ duyên. Nó dung hợp vậy cái ma long hết thảy, đi vực ngoại, ngược lại cũng là một cái lột xác thời cơ. Ở Hoa Hạ lúc đó, thì có luân hồi mộ địa đại năng nói qua, Huyết Long sẽ là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Thậm chí có thể là vượt qua luân hồi mộ địa lá bài tẩy. Được rồi, người muốn đi thì đi. Ta chỉ sợ Ma Đế không chịu mang ngươi. Diệp Thần khẽ mỉm cười,
để cho huyết long đi vực ngoại cũng không sao. Ta không có vấn đề, bất quá vực ngoại ra vào không gian có hạn, lại có quy luật ngăn cản, người phải cùng ta đi chỗ đó cái địa phương đặc thù, mới có thể đi vào vực ngoại. Già Thiên Ma Đế nhún vai một cái, một bộ sao cũng được hình dáng. Vậy thì tốt quá, đa tạ Ma Đế. Đi. Già Thiên Ma Đế gật đầu một cái, lúc này mang huyết long, biến dạng hư không rời đi. Vực sâu hang bên trong, chỉ còn lại Diệp Thần và Bất Diệt Long Đế. Tiền bối, ta trước vì ngươi chữa trị thân phận thật sự thương thế. Diệp Thần thanh âm truyền về luân hồi mộ địa, lúc này móc ra một cây linh khí bốn phía châm cứu, rơi vào Bất Diệt Long Đế ấn đường huyệt vị trên. Ừ, vậy thì nhờ ngươi. Bất Diệt Long Đế gật đầu một cái, hiện tại hắn thân phận thật sự bị thương quá nghiêm trọng, thật may Diệp Thần y thuật thông trời, mới có thể cứu chữa. Diệp Thần một cây châm cứu, đang rơi vào Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự nơi mi tâm, ngón tay không ngừng vê động, đạo đạo linh lực bơm vào đi vào. Nhất thời, hắn liền cảm nhận được, Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự khí huyết suy kiệt quá nghiêm trọng, nếu như đơn thuần là Diệt Long Châu tổn thương, hắn còn có thể cứu vãn, nhưng hiện tại, Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự còn gặp qua thiên hình đài nghiền ép, tình huống đặc biệt khó giải quyết. Chỉ dựa vào hắn năng lực, coi như có thể chữa khỏi, cũng cần hao phí thật dài thời gian. Muốn nhanh chóng hết bệnh, nhất định phải phối hợp Bất Diệt Long Đế tự thân năng lực khôi phục. Úng! Trong chớp mắt, Diệp Thần phúc tới tâm linh, đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu phương pháp. Cánh tay hắn gân cốt chấn động, một cái cổ xưa âm tiết, mang hồng mông hơi thở, nhất thời từ hắn xương cốt gian truyền đạt ra. Nhất thời, Diệp Thần châm cứu tay, vậy đi theo chấn động. Cổ xưa này hồng mông âm tiết, xuyên thấu qua gân cốt, xông vào Bất Diệt Long Đế thân thể. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc, Bất Diệt Long Đế cả người như bị sét đánh, kịch liệt run run. Ở hồng mông cổ âm chấn động hạ, hắn toàn thân mỗi một khối xương cốt, đều ở đây vang dội. Suy kiệt đi xuống khí huyết, lại có thể rất miễn cưỡng bị chấn động được sôi trào. Mỗi một tấc gân cốt, mỗi một giọt khí huyết, mỗi một khối bắp thịt, đều cùng hồng mông cổ âm phát sinh cộng hưởng, sinh ra đồng tình, hoàn toàn hoạt lạc. Thằng nhóc giỏi, người lại có thể dùng hồng mông cổ âm chữa trị ta thân phận thật sự. Bất Diệt Long Đế thần hồn, nhìn thấy màn này, nhất thời kinh ngạc không thôi. Diệp Thần thời khắc này thủ đoạn, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại có thể vận dụng Thiên Long Bát Thần Âm, nhưng không phải muốn giết người, mà là muốn cứu người. Hắn lợi dụng hồng mông cổ âm chấn động lực, rất miễn cưỡng hồi phục Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự khí huyết. Giống như kinh chập thiên lôi, hồi phục vạn vật. Tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh, người thân phận thật sự hẳn không chuyện. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trán. Hiện tại Bất Diệt Long Đế thân phận thật sự, khí huyết đã hồi phục, năng lượng dần dần khôi phục. Diệp Thần vận dụng hồng mông cổ âm chữa trị. Đây là kiếm đi thiên phong phương pháp, vậy thua thiệt được Bất Diệt Long Đế gân cốt cường hãn, nội tình thâm hậu, mới có thể chịu đựng hồng mông cổ âm đánh vào. Nếu như đổi thành người bình thường, ở hắn Thiên Long Bát Thần Âm chấn động hạ, tuyệt đối muốn gân cốt nổ tung, không có chút nào sống sót có thể. Đa tạ, đa tạ. Bất Diệt Long Đế thần hồn, từ luân hồi mộ địa bên trong lao ra, trên khuôn mặt tràn đầy vui sướng. Hắn nhìn xem chân thân của mình. Mặc dù còn đang ngủ say, nhưng khí huyết đã hồi phục, có thể chứa hắn thần hồn. Lập tức Bất Diệt Long Đế liền không chậm trễ, thần hồn một chui, hóa thành lau một cái lưu quang, chui vào thân phận thật sự bên trên. Rào! Thân hồn hợp nhất. Ngay lập tức, Bất Diệt Long Đế trên thân hình, toát ra vô cùng sáng chói thần quang, từng cái thiên long ảo ảnh, quanh quẩn hắn không ngừng lẩn quẩn. Hung mãnh oai rồng hơi thở, không ngừng thả ra ngoài. Thiên sơn vạn hắc gian, long ngâm gào thét, sấm từng cơn, lộ ra ngập trời thở mạnh voi. Hạ một sát, Bất Diệt Long Đế hai mắt mở ra. Trong mắt hắn, mang mãi mãi tang thương, mới vừa tỉnh lại mê mang, còn có núp ở chỗ sâu mênh mông uy nghiêm. Vào giờ khắc này, hắn thần hồn, hoàn toàn và thân xác dung hợp. Thân phận thật sự trí nhớ, thần hồn trí nhớ, lẫn nhau dung hợp với nhau, như quan hệ vui vẻ. Tiền bối. Diệp Thần nhẹ nhẹ kêu một tiếng, mặt đầy vui sướng,
xem hiện tại bất diệt long đế hình dáng, hiển nhiên dung hợp được đặc biệt hoàn mỹ. Diệp thần, đa tạ ngươi. Bất diệt long đế nắm thật chặt diệp thần tay, mừng rỡ nói cảm ơn. Hắn lúc này, ánh mắt ngưng luyện, tất cả trí nhớ thông hiểu đạo lý, trong tròng mắt bộc phát ra sáng chói thần quang, quanh thân long quang hảo ý, hiện ra phi phàm khí thế. Chính là bởi vì diệp thần hết sức tương trợ, hắn mới có thể thoát khỏi thiên đạo cung trói buộc, lấy được tự do lần nữa. Không có sao, long đế tiền bối, ngươi có thể thoát khốn, ta cũng rất là cao hứng. Diệp thần mừng rỡ không thôi, rốt cuộc công đức viên mãn, cuối cùng không uổng công hắn mạo hiểm đặt chân tù long phong. Lần này hiên viên mặc tà, đơn giản là mất cả vốn. Hắn muốn lợi dụng bất diệt long đế thân phận thật sự, dụ giết diệp thần. Nhưng không nghĩ tới, diệp thần nhưng là hữu kinh vô hiểm, liền thanh thị trúc long cũng giết không chết hắn, thuận lợi cười đến cuối cùng. Nghĩ đến hiên viên mặc tà biết được chuyện này sau đó, tức giận hình dáng. Diệp thần trong lòng cũng rất là thoải mái. Bất quá, bây giờ còn chưa đến ăn mừng thời điểm. Bất diệt long đế ánh mắt đột nhiên ngưng trọng, nói thiên đạo cung bên trong, bị kẹt khóa rất nhiều đại năng, chúng ta muốn toàn bộ cứu ra, không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Diệp thần nắm quyền một cái, nói yên tâm đi, tiền bối, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đạp bể thiên đạo cung, chém chết hiên viên mặc tà, sẽ bị khốn luân hồi mộ địa đại năng. Toàn bộ giải cứu ra. Lần này viên mãn giải cứu bất diệt long đế, diệp thần đơn giản là hăm hở, nội tâm ý chí chiến đấu sôi sục, thật muốn sớm một chút đạp bể thiên đạo cung, diệt hiên viên mặc tà. Người có phần tâm ý này, ta rất là vui vẻ yên tâm. Bất diệt long đế híp mắt, gật đầu một cái, nói, bất quá hiện tại, ta cần phải đi long huyết tuyền chữa thương, dưới mắt tạm thời không thể bầu bạn ngươi. Long huyết tuyền. Ừ. Ta bị thương quá nghiêm trọng, còn bị thiên hình đài hành hạ một phen, căn cơ bị tổn thương nghiêm trọng, ngươi lần này chữa trị, chỉ là tạm thời hồi phục ta khí huyết, nhưng chân chính nội thương, còn không có chữa khỏi, chỉ có thể dựa vào chính ta tu luyện điều dưỡng. Bất diệt long đế than thở một tiếng, long huyết tuyền là cửu thiên thần long điện bên trong, một cái linh khí đặc biệt dư thừa địa phương, ta dự định ở bên trong hội tụ đỉnh cấp thái độ. Tiền bối, vậy ngươi chữa thương. Cần thời gian bao lâu? Diệp thần nghe được bất diệt long đế phải rời khỏi, trong lòng nhất thời có chút trống không cảm giác. Nếu như bất diệt long đế đều đi, như vậy luân hồi mộ địa bên trong, liền lại cũng không có đại năng có thể giúp hắn, trừ phi là thức tỉnh mới đại năng. Ta cũng không biết, người sau này nếu như gặp phải nguy hiểm gì, có thể cầm ra viên này diệt long châu. Bất diệt long đế cầm diệt long châu móc ra, giao đến diệp thần trong tay. Ta ở nơi này viên diệt long châu bên trong, để lại một đạo hồn ấn, ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể nổ hồn ấn, ta sẽ lập tức xuất quan giúp ngươi. Còn có viên này diệt long châu, là trấn áp long tộc pháp bảo, ngươi đắc tội thanh thị trúc long, sau này nếu như gặp phải hắn, có thể dùng hạt châu này đối phó hắn. Đa tạ tiền bối. Diệp thần nhận lấy diệt long châu, cẩn thận giấu kỹ. Lúc này bất diệt long đế, thân hồn hợp nhất. Chỉ cần cùng thương thế hắn hết bệnh, thực lực nhất định thật to tăng vọt. Có hắn tương trợ, Diệp thần thì có một tấm bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy. Tốt lắm, mọi thứ gặp nhau, trung tu biệt ly, người ta hôm nay, tạm thời tương cách, người nếu quả thật phải đi lục hào sơn, nhất định phải cẩn thận là hơn. Bất diệt long đế ngưng tiếng dặn dò. Hắn cũng biết, Diệp thần vì tìm tiểu hoàng, phải đi lục hào sơn tìm thiên cơ đạo nhân. Nhưng lục hào sơn, và thiên đạo cung đặc biệt đến gần, nếu như diệp thần đi, nhất định có ngập trời nguy hiểm. Ta biết, tiền bối, vậy cáo từ. Diệp thần chắp tay, ngược lại là rất không câu chấp, cũng không làm con cái lưu luyến hình dáng, lúc này tạm biệt đi. Hắn rất rõ ràng, mình cuối cùng có một ngày, còn có thể cùng bất diệt long đế gặp nhau, không cần phải quá mức thương cảm. Từ thiên đạo cung trong tay cứu ra thân phận thật sự. Bất diệt long đế là cái đầu tiên, nhưng không phải là cái cuối cùng. Bất diệt long đế nhìn diệp thần viễn đi bóng người, híp mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói, ngày khác gặp nhau, không biết ngươi thằng nhóc này, lại sẽ trở thành vừa được cái gì bước. Diệp thần không có thời gian đầu tiên chạy tới lục hào sơn. Mà là tìm một nơi yên lặng chi địa, bắt đầu ngắn ngủi bế quan. Lần này, để cho hắn cảm ngộ rất nhiều.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 154.